Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 186. Oanh, theo Tiêu Phàm khinh thường lời nói rơi xuống, trăm trượng trường kiếm nở rộ kiếm hồng hung hăng chém xuống, cả tòa ám dạ ma thành cơ hồ đều bị một kiếm chém ra. Bốn phía bụi bặm cuồn cuộn, hồi lâu mới bình tĩnh trở lại, một đầu sâu không thấy đáy khe rãnh xuất hiện ở ám dạ ma thành, nhìn thấy mà giật mình. Tê ám dạ ma tôn trong lòng tối hít một hơi hơi lạnh, hắn âm thầm may mắn bản thân không có chính diện kháng một kiếm này, bằng không mà nói, hắn không phải trọng thương không thể. Bất quá, từ Tiêu Phàm trong giọng nói, hắn cũng trong nháy mắt minh bạch cái gì, lập tức nhe răng trợn mắt nhìn xem Tiêu Phàm nói, là ngươi diệt bốn tòa ma thành. Bây giờ mới biết, ngươi thật đúng là hậu chi hậu giác a. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Mặc dù hắn cũng thật bất ngờ, diệt bốn tòa ma thành, sẽ khiến dị ma bắn ngược, nhưng hắn không có nửa điểm hối hận, dị ma chính là địch nhân vốn có, không nên giết sao. Nếu như có thể, đừng nói bốn tòa ma thành, chính là 40 tòa, 400 tòa, hắn cũng chiếu diệt không lầm. Tiểu tử, ngươi gây chuyện lớn rồi. Ám dạ ma tôn không có động thủ, chỉ là âm lãnh hướng về Tiêu Phàm, dùng thái cổ thần giới lời nói quát lớn. Thần ma táng thổ mấy ngàn trên vạn năm cân bằng, bây giờ bởi vì tứ ma thành bị diệt mà đánh vỡ, bên ta chắc chắn không chết không thôi. Không chết không thôi, Tiêu Phàm híp hai mắt. Mới ra đời tiểu tử, người thật sự cho rằng, người diệt đi ta bốn tòa ma thành, liền lập công lớn sao? Ám dạ ma tôn cười lạnh, nếu như thiên hoang biết được việc này là ngươi cách làm, ngươi có tin hay không, ngươi chẳng những vô công, ngược lại có bó lớn người sẽ giết ngươi. Tiêu Phàm hai mắt híp thành khe hở càng ngày càng nhỏ, trầm giọng nói, ta đổ sát dị ma, thiên kinh địa nghĩa, người nào dám giết ta? Người nào dám giết ngươi? Ám dạ ma tôn khịt mũi coi thường, nói, bởi vì ngươi, thần ma táng thổ cân bằng bị phá vỡ, vô số thiên hoang tu sĩ nhất định phải tiếp nhận phe ta lửa giận. Ma quật đại quyết chiến, hai phương đều sẽ có vô số tu sĩ sẽ chết thảm, bọn họ có thể nói, bởi vì ngươi mà chết, ngươi nói. Bọn họ thân hữu, hảo hữu, có thể hay không muốn giết ngươi. Nghe đến đây, Tiêu Phàm trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, hắn giờ mới hiểu được, bản thân có vẻ như đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Hơn nữa, bởi vì ngươi, dẫn đến thần ma táng thổ loạn chiến không ngừng, ngươi cần phải biết rằng, thần ma táng thổ thế nhưng là có thể cho một ít người cung cấp liên tục không ngừng lợi ích, nhưng bây giờ không thấy, ngươi nói, bọn họ có muốn hay không giết ngươi. Ám dạ ma tôn tiếp tục nói. Tiêu Phàm mí mắt một trận cuồng loạn, trong đầu hắn không khỏi hồi tưởng lại bản thân từ thiên hoang tu sĩ cửa bên trong nghe được lời nói. Nhất là những cái kia bị chiêu mộ đến thần ma táng thổ tu sĩ, bọn họ thế nhưng là đối bốc lên thần ma táng thổ lớn kịch chiến người tràn đầy cừu hận, hận không thể đem hắn phanh thây xé xác. Trước đó hắn không chút coi là chuyện to tát, nhưng bây giờ nghĩ đến, xác thực có rất nhiều người muốn hắn chết. Về phần những cái kia từ thần ma táng thổ thu hoạch đại lợi ích người, Tiêu Phàm không cần nghĩ cũng biết, bản thân động ích lợi của bọn hắn, đối phương không giết hắn mới là lạ chứ. Không thể để người ta biết là ta diệt bốn tòa ma thành. Tiêu Phàm trong lòng hơi trầm xuống, bất quá, đột sát bốn tòa ma thành, tạo thành động tĩnh không nhỏ, khẳng định có người biết. Tiêu Phàm, không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, bốn tòa ma thành mà thôi, diệt liền diệt, dù sao cũng không phải ngươi diệt. Mà là ta diệt. Xa xa Tà Vũ đột nhiên mở miệng nói, trên mặt lộ ra nét cười nghiền ngẫm. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem Tà Vũ, hắn làm sao không minh bạch, Tà Vũ là chuẩn bị đem việc này nhận lãnh đến, mà đem hắn Tiêu Phàm xuất ra đi. Kể từ đó, những người kia coi như muốn tìm phiền phức, cũng chỉ có thể tìm Tà Vũ. Nhưng Tà Vũ có thể chịu được dạng này phiền phức cùng áp lực sao? Yên tâm đi, trừ bỏ chính ta. Không có người làm gì được ta. Tà Vũ lại 10 điểm tự tin nói, cho nên, dứt khoát một không làm, hai không ngớt, diệt ám dạ ma thành lại nói, sau ngày hôm nay, thần ma táng thổ, lại không dị ma. Ha ha, cuồng vọng, ám dạ ma tôn ngửa mặt lên trời hét giận dữ, mặt coi thường quan sát Tà Vũ bọn họ, liền bằng các ngươi, cũng có thể giết sạch tộc ta. Có thể hay không, thử trước một chút a. Tiêu Phàm ánh mắt lộ ra ngoan sắc. Như Tà Vũ nói tới, dù sao việc đã đến nước này, dứt khoát một không làm, hai không ngớt, trước diệt ám dạ ma tôn lại nói. Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm đã lách mình mà ra, như ánh sáng, như điện,
tốc độ nhanh đến bình thường bán bộ thánh tôn cảnh đều bắt không đến tàn ảnh. Giờ phút này Tiêu Phàm điều khiển phân thân thái cổ bùng nổ thực lực, tuyệt đối không kém gì đỉnh cấp hạ phẩm thánh tôn. Nhưng ám dạ ma tôn thực lực cũng không yếu, hắn tốc độ cực nhanh, cùng Tiêu Phàm chiến đấu cùng một chỗ, hư không khắp nơi đều là đao kiếm va chạm thanh âm. Ha ha, tiểu tử, quả nhiên có chút thực lực, bất quá, ngươi vẫn như cũ hẳn phải chết không nghi ngờ, không sợ nói cho ngươi, thần ma thành đã hủy diệt, không bao lâu, thiên hoang liền không còn cách nào trợ giúp, đến lúc đó, các ngươi những người này, đều phải chết. Ám dạ ma tôn càn rỡ cười lớn. Hắn một bên cuốn lấy Tiêu Phàm, một bên lui lại, giờ phút này đang ở lửa giận sông não Tiêu Phàm, hắn cũng không dám chính diện ngạnh bính. Cái gì? Thần ma thành bị đánh xuống. Nơi xa, thí thần lên tiếng kinh hô, Tà Vũ bọn hắn sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên. Đến lúc đó, ta lại giết sạch các ngươi dị ma, mở lại thông đạo chính là. Tiêu Phàm ý khí phong phát nói. Mở lại thông đạo, ám dạ ma tôn khinh thường, đoán chừng ngươi còn không biết, thiên hoang cao tầng, sớm đã bỏ đi các ngươi a, bằng không, thông hướng nhị tinh ma quật thông đạo sao lại dễ dàng như vậy bị chúng ta phá mở. Tiểu tử, muốn trách, thì trách ngươi diệt bốn tòa ma thành thì cũng thôi đi, lại dám đả thương Liễu Khuyết thiếu chủ, Liễu Khuyết thiếu chủ phụ thân Liễu Lăng ma tôn, thế nhưng là tam tinh ma quật Lưu Ly tỉnh thổ mấy đại thành chủ một trong sao. Liễu Khuyết, nghe được hai chữ này, Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi co rụt lại, trong đầu hắn trong nháy mắt hồi tưởng lại một bóng người xa lạ. Hắn còn nhớ rõ, lúc trước chui vào phong ma thành, vừa lúc gặp gỡ phong ma thành cường giả mở tiệc chiêu đãi một cái tên là Liễu Khuyết dị ma. Về sau, hắn không chỉ có giết phong ma tôn, còn trọng thương cái kia Liễu Khuyết, Liễu Khuyết bây giờ đã trở thành một cái chân chính phế vật. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Liễu Khuyết địa vị đã vậy còn quá lớn, cha chính là tam tinh ma quật thành chủ. Khó trách lần này có hai cái nhị tinh ma quật giết vào thần ma táng thổ, nguyên lai tất cả những thứ này, cũng là Liễu Khuyết phụ thân Liễu Lăng hạ lệnh. Cũng chỉ có tam tinh ma quật chi chủ. Mới có thể dễ dàng như vậy hiệu lệnh hai cái nhị tinh ma quật đối thần ma táng thổ xuất thủ. Sớm biết, nên diệt cái gì đó Liễu Khuyết, Tiêu Phàm trong lòng quyết tâm, hắn nội tâm âm thầm thề, về sau tuyệt đối đừng nhường hắn gặp gỡ Liễu Khuyết, bằng không mà nói, nhất định đem khuyết cổ cho vặn xuống. Chuyện cho tới bây giờ, Tiêu Phàm cũng rốt cục biết rõ thần ma táng thổ dị ma triều dâng nguyên nhân, tất cả những thứ này, cuối cùng, còn là chính hắn. Không. Chuẩn đi mà nói, là Tà Vũ. Nếu như không phải Tà Vũ nói muốn chém giết hai cái nhất tinh ma tôn, Tiêu Phàm cũng sẽ không chui vào phong ma thành, tự nhiên cũng sẽ không phát sinh phía sau những chuyện này. Tà Vũ muốn đem tất cả mọi chuyện ôm lấy đến, cũng không chỉ là vì để cho Tiêu Phàm yên tâm, quan trọng nhất là, việc này là do hắn mà ra. Bây giờ không phải trốn tránh trách nhiệm thời điểm, trước hết nghĩ biện pháp đồ ám dạ ma tôn lại nói. Tiêu Phàm trong mắt hung lệ chi quang lấp lóe, lần nữa nhào về phía ám dạ ma tôn. Tiêu Phàm tâm ý đã quyết, hôm nay, bất kể như thế nào đều phải nghĩ biện pháp lưu lại ám dạ ma tôn. Coi như không để lại hắn, cũng phải một không làm, hai không ngớt, diệt ám dạ ma thành. Về phần thiên hoang tu sĩ sát tâm cùng lửa giận, Tiêu Phàm cũng không thèm để ý, thiên hoang người, chém giết dị ma, không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao. Coi như những người kia muốn đẩy hắn vào chỗ chết, khẳng định cũng sẽ không trắng trợn, nhiều nhất phụng trộm đùa nghịch có chút thủ đoạn mà thôi. Nếu như để người ta biết, giết chết dị ma có tội, vậy sau này, còn ai vào đây liều mạng ứng phó dị ma đây? Tiêu Phàm cũng biết, quanh năm suốt tháng cùng dị ma giao chiến, song phương chiến đấu kỳ thật đã tiến nhập một loại bệnh trạng. Thậm chí Tiêu Phàm cảm thấy, nếu như thiên hoang thật tận tâm tận ý tưởng diệt dị ma, hẳn không phải là việc khó gì, chỉ là rất khó trên dưới một lòng mà thôi. Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ, hắn cũng không hy vọng, sự thật thực sự là như thế, chết đi kia tu sĩ liền thật đáng buồn. Bang bang, Tiêu Phàm một kiếm chém ra, một kiếm so một kiếm hung mãnh, chấn động đến ám dạ ma tôn không ngừng lùi lại, thái cổ phân thân cường đại, vượt qua Tiêu Phàm tưởng tượng. Hơn nữa, theo hắn thực lực tăng lên, hắn còn có thể ở thái cổ trên phân thân điêu khắc cường đại hơn thần văn, có thể làm cho thái cổ phân thân trở nên càng mạnh. Tiểu tử, sắp chết đến nơi, ngươi còn muốn giết bản tôn, chẳng lẽ ngươi là nghĩ giết người diệt khẩu sao? Ám dạ ma tôn lên cơn giận dữ,
bị một cái thánh đế cảnh hậu kỳ tiểu tử giết liên tục bại lui, loại tư vị này cũng không dễ chịu. Quá phí lời, Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, trưởng trung thời không. Bỗng nhiên, Tiêu Phàm xòe bàn tay ra, một cái to lớn quang cầu từ lòng bàn tay hắn nở rộ, trong nháy mắt bao phủ phương viên phạm vi mấy chục dặm. Ám dạ ma tôn muốn lui lại, có thể trong nháy mắt liền bị quang cầu lồng chụp vào trong. Tiêu Phàm trưởng trung thời không, bên trong thế nhưng là tràn ngập vô cùng vô tận thời không chi lực cùng sinh tử chi lực, uy lực tuyệt luân, người bình thường một khi vòng lồng vào đi, tuyệt đối hữu tử vô sinh. Đêm tối thiên địa, hơi thở tiếp theo, lại một tiếng quát như sấm vang vọng hư không, lại là từ Tiêu Phàm trong tay quang cầu bên trong truyền đến, chỉ thấy trong tay hắn quang cầu trong nháy mắt trở nên đen kịt hết sức. Ngay sau đó, một tia ô quang từ quang cầu bên trong nở rộ, hóa thành một bóng người vọt ra. Thân ảnh không phải người khác, chính là ám dạ ma tôn, bất quá hắn giờ phút này, lại là tóc tai bù xù, há mồm thở dốc, hai mắt đỏ bừng như máu. Mặc dù vừa mới vẻn vẹn chỉ trải qua hai cái hô hấp, nhưng trưởng trung thời không bên trong chí ít đã qua thời gian uống cạn nửa chén trà. Trong đoạn thời gian này, ám dạ ma tôn hiển nhiên đã trải qua không thuộc về mình đánh giết cùng tra tấn, trên người hắn khắp nơi đều là vết máu, máu đen thật lâu không cách nào ngừng, có thể nghĩ hắn thương thế chi trọng. Nếu như không phải thời điểm then chốt thi triển toàn lực, chạy ra trưởng trung thời không, có lẽ hắn thật muốn chết ở Tiêu Phàm trên tay. Này cũng bất tử, Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, lần nữa xông tới. Bất quá, ám dạ ma tôn lại không còn cho Tiêu Phàm cơ hội, quay người liền tại chỗ biến mất, chỉ lưu lại một đạo thanh âm từ đằng xa truyền đến, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Hơn nữa sẽ chết rất thê thảm rất thảm. Ám dạ ma tôn lưu lại một câu ngoan thoại, chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Chạy, Tử Thiên Y bọn họ trợn to hai mắt, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là nhị tinh ma tôn A, tương đương với trung phẩm thánh tôn cường giả, vậy mà kém chút bị Tiêu Phàm chém giết, cuối cùng còn bị hù chạy. Cái kia Tiêu Phàm thực lực, lại là làm sao cường đại. Lúc này, Tiêu Phàm đã thu hồi thái cổ phân thân, linh hồn chi thể về tới nhục thân bên trong. Phốc, đột nhiên, Tiêu Phàm há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hơi trắng bệch. Vừa rồi một trận chiến, mặc dù là linh hồn chi thể điều khiển, nhưng khốn ngụ một cái nhị tinh ma tôn, nhưng cũng để hắn linh hồn chi thể gặp phản phệ, thậm chí còn liên lụy nhục thân. Tiêu huynh, người không sao chứ? Tử Thiên Y lách mình xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm, vẻ mặt lo lắng nói. Tiêu Phàm lau đi máu tươi trên khóe miệng, lắc lắc đầu nói, trung phẩm thánh tôn, còn không phải ta có thể địch. Tử Thiên Y bĩu môi, huynh đệ, ngươi chỉ là thánh đế cảnh hậu kỳ A, làm sao hết lần này tới lần khác muốn đem mình làm thánh tôn cảnh đến làm đây? Chiếu ngươi làm như vậy xuống dưới, sớm muộn phải ra vấn đề. Ám dạ ma tôn trốn được, cái kia ám dạ ma thành dị ma làm sao bây giờ? Tử Thiên Y hít sâu một cái nói, nhìn qua phía dưới rậm rạp chẳng chịt dị ma, trong lòng run lên. Bất quá! Khi hắn nhìn thấy đệ lục thần vệ doanh đồ sát dị ma tốc độ lúc, cảm giác cái gì dị ma, hoàn toàn cũng không phải áp lực. Diệt, một tên cũng không để lại, Tiêu Phàm sắc mặt âm ngoan nói. Hắn lời này là đối thí thần cùng Tà Vũ bọn họ nói, đồng thời cũng là đối thần phong cùng đệ lục thần vệ doanh nói. Để ám dạ ma tôn trốn được, hắn 10 điểm khó chịu, vậy cũng chỉ có để ám dạ ma thành đến thường lại. Sau một khắc, Tiêu Phàm đột nhiên một phân thành hai, hai phân thành bốn, cuối cùng phân ra 300.400 đạo phân thân, hướng về ám dạ ma thành từng cái phương hướng kích xạ đi. Tiêu Phàm hắn là thật đặt xuống quyết tâm diệt ám dạ ma thành A. Tử Thiên Y không khỏi cảm khái nói. Nếu như hắn biết rõ, Tiêu Phàm chia ra nhiều như vậy phân thân, chỉ là muốn mau sớm điện thoại dị ma trên người khí số, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Bất quá! Muốn nói Tiêu Phàm đặt xuống quyết tâm hủy diệt ám dạ ma thành vậy cũng không sai, bởi vì nếu như không có hắn thu thập dị ma khí số, dị ma là cực khó giết chết. Dù cho đem bọn nó toàn quân bị diệt, không bao lâu, bọn chúng lại sẽ trùng sinh. Đây cũng là Tiêu Phàm có thể hủy diệt mặt khác bốn tòa ma thành nguyên nhân căn bản, đổi lại những người khác, là không có thể làm được, chí ít không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Không sai biệt lắm nửa ngày thời gian. Theo Tiêu Phàm hấp thu cái cuối cùng dị ma trên người khí số, ám dạ ma thành tất cả dị ma, một tên cũng không để lại. Đến đây,
thần ma táng thổ, năm đại ma thành, toàn diệt. Như thế hành động vĩ đại, từ xưa đến nay, chưa bao giờ có người làm đến qua, nhất là, đây cơ hồ là Tiêu Phàm một người cách làm. Nếu như khiến người khác biết rõ, nhất định sẽ chấn động vô cùng. Khác không nói người, trốn ở ám dạ ma thành bên ngoài Lạc Vô Thương, sớm đã dọa rất cằm, trợn mắt hốc mồm nhìn xem ám dạ ma thành phương hướng. Cũng khó trách hắn kinh ngạc như thế, trước kia hắn nghe nói ma quật cỡ nào đáng sợ cỡ nào, bất kể như thế nào cũng không cần xâm nhập ma thành. Nhưng hiện tại, một tòa ma thành ở hắn không coi vào đâu bị diệt, cái này khiến hắn làm sao tiếp thu được. Rầm rầm, Lạc Vô Thương nuốt nước miếng một cái, như nhìn quái vật nhìn phía xa Tiêu Phàm đám người, tựa như lần thứ nhất nhận biết Tiêu Phàm bọn họ một dạng. Mạnh, đám người này, quá mạnh, Lạc Vô Thương cố nén xông đi lên, cường ôm Tiêu Phàm bọn họ bắp đùi xúc động. Tiêu Phàm, lợi hại, sau ngày hôm nay, thần ma táng thổ, lại không ma thành. Ám dạ ma thành trên không, Tà Vũ không lo được toàn thân máu tươi đen thui, vui sướng cười to nói. Mới tới thần ma táng thổ, lại diệt năm tòa ma thành, cái này như bức, đã đủ hắn thổi cả đời. Nhưng mà lúc này, Tiêu Phàm lại là khóe miệng hơi hơi dương lên, chắp tay một cái nói, chúc mừng Tà Vũ huynh, một người diệt một quật. Dương ta thiên hoang thần uy, ách, Tà Vũ nghe vậy, trực tiếp cương ngay tại chỗ, cái gì gọi là ta một người diệt một quật. Khi hắn nhìn thấy Tiêu Phàm nháy mắt thời khắc, trong nháy mắt minh bạch Tiêu Phàm ý tứ, đây là muốn nhường hắn cõng nổi ý tứ a. Nghĩ vậy, Tà Vũ biểu tình khổ sáp, xem ra, cái này ép mình không thể không chăng a. Hơn nữa, nơi này người, cũng xác thực chỉ có hắn có thể chịu đựng nổi dạng này thành tựu vĩ đại, dứt khoát liền để Tà Vũ gánh chịu. Hủy diệt năm đại ma thành, đây chính là nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ sự tình. Phải biết, bình thường nhất tinh ma quật, cũng mới năm tòa ma thành mà thôi, năm tòa ma thành hủy diệt, thì tương đương với tiêu diệt một quật. Nếu như trước đó, Tiêu Phàm có lẽ sẽ cho rằng đây là hết sức công lao, ước gì rơi trên người mình. Nhưng nghĩ tới ám dạ ma tôn lời nói, Tiêu Phàm cảm thấy cái này nồi Tà Vũ cõng tốt. Dù sao, Tà Vũ sư tôn thế nhưng là tà thần, dựa theo Tà Vũ lời giải thích, tà thần lai lịch cũng không nhỏ. Lão đại, năm đại ma thành hủy diệt, bất quá thần ma thành có vẻ như cũng tiêu diệt, chúng ta bây giờ không có chỗ để đi. Thí thần đi tới Tiêu Phàm bên người, ngưng nhìn về phía chân trời nói. Tiêu Phàm cũng nhìn về phía nơi xa, nơi đó một đạo quang mang lóe lên, ngẫu nhiên phát ra một tiếng vang lặng lẽ, hiển nhiên là có người ở chiến đấu. Ám dạ ma tôn trốn hướng cái hướng kia, nơi đó hẳn là cùng nhị tinh ma quật ở giữa thông đạo. Tà Vũ giải thích một câu, thần sắc cũng có chút ngưng trọng. Tiêu Phàm trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, hắn nhớ kỹ trước đó có người nói, thần ma thành thủ tướng mang một số người đi chặn giết nhị tinh ma quật người, nghĩ đến hẳn là chính là ở nơi đó. Hắn cũng không biết thiên hoàng tu sĩ có thể thành công hay không chặn giết nhị tinh ma quật tu sĩ, nhưng ít ra hiện tại xem ra, bọn họ hẳn là cùng nhị tinh ma quật dị ma rằng co. Thở sâu, Tiêu Phàm vẫn làm một cái quyết định, nói chúng ta cũng đi. Hắn không phải muốn đuổi theo giết ám dạ ma tôn, mà là muốn vì thiên hoang ra một phần khí lực, cái này dị ma triều dâng dù sao cũng là chính bọn hắn gây nên đến. Huống hồ, hắn đột phá cần đại lượng khí số luyện thể, rèn luyện thân thể, đại chiến địa phương, không hề nghi ngờ là tức số nhiều nhất. Hơn nữa, phàm là bị hắn hấp thu khí số dị ma, cũng không còn cách nào phục sinh, đây chính là hắn ứng phó dị ma đòn sát thủ. Đây chính là những người khác không cách nào so sánh, bởi vì hắn giết một người, chỉ cần giết dị ma một lần, mà người bình thường giết một cái dị ma, khả năng cần hai lần, thậm chí bốn năm lần. Nói xong, mấy người đồng thời đạp không mà lên, hướng về chân trời lao đi, dù cho Lạc Vô Thương cũng gia nhập Tiêu Phàm bọn họ trận doanh. Chủ yếu nhất là, Lạc Vô Thương giờ phút này cũng không dám một thân một mình lưu lại nơi này. Thần ma táng thổ hiện tại triệt để loạn. Khắp nơi đều là dị ma, hơn nữa còn có thể là thánh đế cảnh cao cấp, lưu lại khả năng chết càng nhanh. Mặc dù Tiêu Phàm mấy cái này biến thái thường xuyên chọc giận ma tôn cấp bậc dị ma, nhưng hắn nghĩ đến chỉ cần rời xa Tiêu Phàm, hẳn là liền không việc gì, chí ít thi trung đế cùng hỏa chí tôn là không dám đến tìm hắn để gây sự. Mấy người tốc độ rất nhanh, thánh đế cảnh cường giả, nếu như toàn lực đi đường,
dù cho vượt qua thần ma táng thổ, cũng không cần đến mấy ngày thời gian. Tiêu Phàm bọn họ hoa một cái đến canh giờ, rốt cục chạy tới thông đạo vị trí. Xa xa nhìn tới, đó là một chỗ mênh mông vòng xoáy màu đen, vòng xoáy phía trên lờ mờ lấp lóe lấy phù văn, đó là một đạo phong ấn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chỉ bất quá, nhìn phong ấn kia phẩm cấp cùng tàn phá trình độ, hẳn là chỉ có thể ngăn cản thánh tôn cảnh phía dưới tu sĩ, đối thánh tôn cảnh cũng không có quá nhiều tác dụng. Nếu như thánh tôn cảnh dị ma mang theo một đám thánh đế cảnh, là có thể thông qua phong ấn. Thông đạo phụ cận, vô số thân ảnh chính đang kịch liệt giao chiến, dị ma số lượng rất nhiều, nhưng đại đa số chỉ là không có trí khôn dị ma, ở số lượng không có đạt tới trình độ nhất định thời điểm, là rất khó cho cùng giai tu sĩ tạo thành nguy hiểm tánh mạng. Đây cũng là thiên hoàng tu sĩ số lượng rõ ràng không bằng, vẫn còn có thể một trận chiến nguyên nhân. Lão đại, chúng ta muốn giết đi lên sao? Thí thần hỏi. Không cần, bọn họ còn gánh vác được. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn tròng mắt lại là hướng về xa xa vòng xoáy màu đen, cũng chính là hai cái ma quật kết nối thông đạo. Dừng một chút, hắn lại nói, phong ấn này đã phá, hơn nữa phẩm giai quá thấp, ma toan, người giúp ta gia cố phong ấn, ngăn cản dị ma truyền tống tới lại nói. Nếu như thông đạo một mực tồn tại, nhị tinh ma quật dị ma liền có thể liên tục không ngừng ủng hộ bên này, thiên hoang người sớm muộn phải bị giết xong. Đến mức nhường thần phong xuất lĩnh đệ lục thần vệ doanh xuất thủ, Tiêu Phàm tạm thời còn không có quyết định này, ở không biết rõ sở thiên hoang tình huống trước đó, hắn có thể không muốn bại lộ cỗ này lực lượng. Cho dù là Lạc Vô Thương, đều bị hắn uy hiếp qua. Tốt, cửu U Ma Toan gật gật đầu, hắn cũng biết tiếp tục như vậy xuống dưới không phải biện pháp. Muốn bình định thần ma táng thổ, đầu tiên là phải chặn đứng dị ma đầu nguồn. Lão đại, người xem, đó là ám dạ ma tôn. Thí thần đột nhiên chỉ xa xa một đạo dạ xoa trạng thân ảnh nói. Trước đừng để ý tới hắn, ta theo ma toan trước đi qua, các ngươi nhìn xem xử lý. Tiêu Phàm híp hai mắt, ngay sau đó chậm rãi hướng về thông đạo vị trí ẩn núp đi qua. Giết ám dạ ma tôn, Tiêu Phàm cũng muốn, nhưng đối phương nếu muốn trốn. Hắn căn bản không có biện pháp ngăn cản, hơn nữa, hắn cũng không có chân chính cùng trung phẩm thánh tôn thực lực đánh một trận. Trước đó nếu không phải đệ lục thần vệ doanh kiềm chế, Tiêu Phàm là không thể nào đẩy lui ám dạ ma tôn. Làm biến mất ở thí thần bọn họ trong tầm mắt lúc, Tiêu Phàm thân thể bỗng một trận biến hóa, mà cửu U Ma Toan lại là lấy ra một đầu dị ma, trực tiếp đoạt xá thân thể của nó. Sau đó hai người nhanh chóng chui vào thông đạo phụ cận, bắt đầu bận rộn. Vòng xoáy thông đạo rất lớn, phụ cận cơ hồ cũng là dị ma, tự nhiên có rất ít người chú ý tới hai người bọn họ. Tiểu tử, gia cố phong ấn này muốn một chút thời gian. Cửu U Ma Toan biến thành dị ma biểu tình gian nan, thần sắc có chút ngưng trọng. Hắn trận pháp tạo nghệ mặc dù không bằng Tiêu Phàm, nhưng vẫn là hết sức không sai, bằng không mà nói, hắn tàn niệm cũng sẽ không trở thành vân linh lão nhân. Lấy trận pháp này làm trận cơ vì hệ thống. Thời gian uống cạn nửa chén trà hẳn là làm định. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Nhìn thấy cửu U Ma Toan còn chuẩn bị nói cái gì, hắn lại bổ sung một câu, hiện tại chúng ta không cần thiết đem thông đạo hoàn toàn phong ấn, chỉ cần có thể ngăn cản đối diện dị ma tới là được. Chỉ cần dị ma không thể liên tục không ngừng trợ giúp, thiên hoàng tất nhiên có thể tiếp tục cầm lại thần ma táng thổ quyền khống chế. Cửu U Ma Toan tán đồng gật đầu, sau đó ở Tiêu Phàm hướng dẫn dưới. Hai người bắt đầu bận rộn. Hai người gia cố phong ấn quá trình bên trong, vẫn như cũ không ngừng có tu sĩ từ vòng xoáy thông đạo bên trong phi ra, nhưng hai người chỉ có thể làm như không thấy. Trong lòng không ngừng tự an ủi mình, nhanh, nhanh, chỉ cần phong ấn vòng xoáy thông đạo, chính là dị ma tử kỳ. Nhưng mà, sau nửa ngày, chân trời bỗng một tiếng nổ vang, một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt quét sạch bốn phương tám hướng. Hư không càng là xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn, dường như phải chiếm đoạt tất cả. Trong hắc động, đứng đấy hai đạo bóng người, một người trong đó Tiêu Phàm liếc mắt liền nhận ra, chính là ám dạ ma tôn. Mà đổi thành một người, lại là một cái hắc y thanh niên, trong tay hắn cầm một chuôi trường kiếm màu đen, thân kiếm nhỏ xuống lấy máu tươi đen ngòm, làm người lạnh lẽo, hai mắt vô tình, giống như một chuôi sát lục chi kiếm. Khương Thiếu Hư. Người quả nhiên trưởng thành rất nhanh, đáng tiếc,
lần này ngươi không cứu vớt được thần ma táng thổ. Ám Dạ Ma Tôn ngửa mặt lên trời hét giận dữ, biểu tình dữ tợn, hận không thể đem Khương Thiếu Hư ăn sống nuốt tươi. Hắc Y thanh niên chính là thần ma thành thủ tướng, cũng là hầu hoàng lão đại Khương Thiếu Hư. Khương Thiếu Hư cầm kiếm mà đứng, mặt không biểu tình, nhưng trên người sát ý lại không giảm mảy may. Ta nhớ được, ngươi lần trước ở Lưu Ly tỉnh thổ gây họa, bị lưu vong thần ma táng thổ một năm, hiện tại, nếu như thần ma táng thổ lại hủy trong tay ngươi, không biết thiên hoàng sẽ như thế nào đối với ngươi đây. Ám Dạ Ma Tôn nhe răng cười một tiếng, tựa như cố ý khích giận Khương Thiếu Hư một dạng. Khương Thiếu Hư nghe vậy, mí mắt hơi hơi nhảy một cái, thân thể cũng hơi chấn động một cái. Không thể không nói, Ám Dạ Ma Tôn lời nói, chạm tới nội tâm hắn mềm mại, hai mắt càng ngày càng hung lệ lên. Như Ám Dạ Ma Tôn nói, hắn thân làm hạ phẩm thánh tôn, chính là thiên hoang thần các thánh các người, có tư cách tiến vào các đại ma quật. Không chênh lệch nhiều nửa năm trước, Khương Thiếu Hư tiến vào tam tinh ma quật Lưu Ly tỉnh thổ, bởi vì một sự kiện bị thiên hoang thần các trừng phạt, mệnh hắn đảm nhiệm thần ma táng thổ thần ma thành thành chủ. Người thành chủ này tên tuổi nghe rất không tệ, nhưng xác thực cùng lưu vong không khác. Khương Thiếu Hư chính là thánh các bên trong thiên tài, dù cho tam tinh ma quật, thậm chí tứ tinh ma quật hắn đều dám xông vào, lại làm sao có thể thời gian dài ở tại một chuyến ma quật đây. Nhất là thần ma táng thổ, cái này chỉ là cho địa các tu sĩ lịch luyện nhất tinh ma quật, nhưng hắn đợi một năm thời gian, nhất định chính là lãng phí thời gian. Đối với hắn mà nói, đây không chỉ là một loại trừng phạt, vẫn là một loại sỉ nhục. Mắt thấy Khương Thiếu Hư sắp bộc phát, Ám Dạ Ma Tôn trong lòng mừng rỡ, chỉ cần chờ Khương Thiếu Hư tâm loạn, đến lúc đó, hắn thì có cơ hội làm thịt hắn. Nghĩ vậy, Ám Dạ Ma Tôn tiếp tục nói, nguyên bản ta năm tòa ma thành cùng thần ma thành bình an vô sự, ngươi chẳng lẽ không muốn biết, là ai cố ý quấy rối sao? Ai? Khương Thiếu Hư rốt cục phun ra một chữ. Đây cũng là hắn nội tâm vô cùng khó chịu địa phương, mắt thấy hắn một năm nhiệm kỳ sắp trôi qua, đến lúc đó tùy thời đều có thể rời đi thần ma táng thổ. Nhưng ở thời điểm then chốt này, ra chuyện như vậy, đoán chừng trong thời gian ngắn, hắn sợ là không thể nào rời đi thần ma táng thổ. Ha ha, ngươi muốn biết rõ. Ám Dạ Ma Tôn nhìn thấy Khương Thiếu Hư rốt cục mở miệng, càng thêm càn rỡ lên, nói cho ngươi cũng không sao. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hắn lấy tay vung lên, hư không lập tức ngưng tụ thành một bóng người. Nếu như Tiêu Phàm bọn họ ở chỗ này, khẳng định có thể nhìn thấy, cái này thân ảnh khuôn mặt, trừ bỏ Tiêu Phàm, còn có thể là ai? Là hắn. Khương Thiếu Hư sầm mặt lại, đáy mắt chỗ sâu hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ, lúc trước Tiêu Phàm vừa mới bước vào thần ma táng thổ, liền bị một đám người truy sát, cuối cùng càng là ở thần ma thành bên ngoài, giết lùi đám người kia. Lúc ấy hắn đối Tiêu Phàm thế nhưng là cực kỳ không thích, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, chính là người này, đưa đến thần ma táng thổ dị ma bạo động. Ngay sau đó Khương Thiếu Hư lại thầm tự lắc đầu, có chút tức giận nhìn xem Ám Dạ Ma Tôn nói, người nghĩ mượn đao giết người. Người còn chưa đủ tư cách. Dứt lời, Khương Thiếu Hư từng kiếm một chém ra, kiếm quang thiểm thước, lỗ đen đều dường như bị cắt thành từng mảnh từng mảnh. Hắn nội tâm là không quá tin tưởng Ám Dạ Ma Tôn lời nói, dù sao, Tiêu Phàm vừa mới lúc tiến vào, vẫn chỉ là một cái thánh đế cảnh trung kỳ mà thôi. Hiện tại mới qua bao lâu, tối đa cũng liền thời gian mấy tháng. Chẳng lẽ hắn còn có thể đột phá thánh tôn cảnh hay sao? Bằng không mà nói, hắn từ đâu tới thực lực diệt đi bốn tòa ma thành đây? Nếu như Khương Thiếu Hư biết rõ, Tiêu Phàm vừa mới trước đây không lâu, lại đem tòa thứ năm ma thành Ám Dạ Ma Thành tiêu diệt, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào? Ám Dạ Ma Tôn bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, nụ cười trên mặt vẫn như cũ, ngươi không tin. Vừa mới người này dẫn người tiến đánh Ám Dạ Ma Thành. Có thể bản tôn không phải là đối thủ của hắn, không thể không nói, các ngươi thiên hoang, vẫn có thiên tài, một cái nho nhỏ thánh đế cảnh, thì có hủy diệt ma thành thực lực. Trong giọng nói của hắn, không ngừng ẩn chứa khích bác ý vị. Tiêu Phàm là thiên tài, có thể ngươi Khương Thiếu Hư lại là phế vật. Người ta một cái thánh đế cảnh tu sĩ, liền có thể hủy diệt vài tòa ma thành, mà ngươi Khương Thiếu Hư, đường đường hạ phẩm thánh tôn, lại ngay cả ta cũng không là đối thủ. Không phải phế vật thì là cái gì chứ? Chết, Khương Thiếu Hư tự nhiên không phục,
trên người sát phạt chi khí càng hơn vừa rồi. Mặc dù ám dạ ma tôn cũng biết, cũng không phải là Tiêu Phàm so Khương Thiếu Hư mạnh, chiến đến bây giờ, chết ở Khương Thiếu Hư dưới kiếm ma tôn, cũng có mấy cái. Bây giờ hắn nguyên lực cùng tâm thần tiêu hao rất lớn, lại có hắn cái này nhị tinh ma tôn ngăn cản, Khương Thiếu Hư đã có lòng không đủ lực. Ám dạ ma tôn chỉ là muốn chọc giận Khương Thiếu Hư, tìm tới nhược điểm của hắn, sau đó thừa cơ diệt đi Khương Thiếu Hư. Ha ha, khó chịu đúng không? Muốn ta là ngươi, cũng khẳng định khó chịu, một cái thánh đế cảnh tiểu tử, hủy ngươi tốt đẹp tiền đồ, coi như ngươi thiên hoàng tu sĩ ở thần ma táng thổ bất diệt, về sau ngươi cũng đừng nghĩ trong thời gian ngắn rời đi thần ma táng thổ. Ám dạ ma tôn vẫn như cũ không quên châm ngòi cùng trào phúng. Khương Thiếu Hư giống như bị điên, mô phỏng như mất đi lý trí một dạng. Lão đại, hậu phương, một cái thanh niên khôi ngô thấy thế, sắc mặt đại biến, lớn tiếng gầm thét, muốn may mắn Khương Thiếu Hư. Nhưng mà, Khương Thiếu Hư nhưng căn bản không để ý tới không để ý, không muốn sống một dạng thẳng hướng ám dạ ma tôn. Thiên hoang thiên tài, có vẻ như cũng chỉ đến như thế. Nhìn thấy giống như chó điên một dạng Khương Thiếu Hư. Ám dạ ma tôn trong lòng cực kỳ đắc ý. Hắn bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, thỉnh thoảng tìm kiếm khoảng cách, cho Khương Thiếu Hư một kích chí mạng. Nhưng mà, để ám dạ ma tôn kinh ngạc là, mới vừa rồi còn cực kỳ mệt mỏi Khương Thiếu Hư, lại dường như đánh tràn đầy máu gà đồng dạng, thật lâu chưa từng không còn chút sức lực nào, ngược lại càng chiến càng hăng. Phốc phốc, ám dạ ma tôn lồng ngực chán phóng một đạo máu đen, hắn nửa người bị một kiếm chém xuống. Hắn trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Ngươi vừa nãy là trang. Ám dạ ma tôn nhe răng trợn mắt, lạnh lùng nhìn xem đối diện Khương Thiếu Hư. Thời khắc này Khương Thiếu Hư, nơi nào còn có nửa điểm điên cuồng bộ dáng, khóe miệng hơi hơi dương lên, tựa như âm mưu được như ý một dạng. Không có trả lời ám dạ ma tôn, mà là tiếp tục nhào tới, hắn tốc độ xuất kiếm rất nhanh, giống như quỷ mị, kiếm quang tại hư không nở rộ. Ám dạ ma tôn trên người huyết dịch chảy ra, đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Hắn nghĩ thừa cơ tìm kiếm Khương Thiếu Hư sơ hở, có thể nơi nào sẽ nghĩ đến, cuối cùng bị đối phương tìm được sơ hở, đánh bất ngờ đả thương nặng hắn. Hắn rất muốn rút đi, có thể trước đó hắn rời đi, bị Khương Thiếu Hư giết mấy cái nhất tinh ma tôn, ngăn chặn vòng xoáy thông đạo, đã thời gian rất lâu không có chi viện. Cứ tiếp như thế, đoán chừng không bao lâu. Hắn đều phải lưu lại nơi này. Khương Thiếu Hư, ngươi nếu giết ta, thần ma táng thổ tất sẽ không còn tồn tại. Ám dạ ma tôn gầm thét. Không còn tồn tại, vậy ta cũng không cần tiếp tục trấn thủ, cái này không phải là chuyện tốt sao? Khương Thiếu Hư lạnh lùng trả lời. Ám dạ ma tôn con ngươi rung động, hắn vừa rồi chế nhạo Khương Thiếu Hư, lại là không nghĩ tới, Khương Thiếu Hư đã sớm đánh dạng này chủ ý. Với hắn mà nói, dị ma bạo động, dẫn đến thần ma thành mất đi, có lẽ sẽ trở thành hắn nhân sinh to lớn nét bút hỏng, có thể nếu là có thể sớm trở lại thiên hoang, Khương Thiếu Hư cũng cảm thấy đáng giá. Tiết kiệm nửa năm thời gian, đã có thể nhường hắn làm rất nhiều chuyện. Thần ma táng thổ hủy diệt, có rất nhiều người sẽ không bỏ qua ngươi. Ám dạ ma tôn vẫn như cũ không cam lòng, còn ôm sau cùng may mắn. Hừ, ma quật hủy diệt, chúng ta cũng là công thần. Ai dám nhảy ra đến nói chuyện linh tinh, lão tử làm thịt hắn. Khương Thiếu Hư cực kỳ ngang ngược nói. Cách đó không xa nhào về phía Khương Thiếu Hư nam tử khôi ngô thấp giọng nói, lão đại chính là Khương gia người, đừng nói một cái nhất tinh ma quật, cho dù là một tòa tam tinh ma quật hủy diệt, lại có ai dám động lão đại. Ám dạ ma tôn tưởng tượng uy hiếp Tiêu Phàm một dạng uy hiếp Khương Thiếu Hư, có thể để hắn không nghĩ tới chính là, Khương Thiếu Hư vậy mà khó chơi. Bỗng nhiên, ám dạ ma tôn tựa như minh bạch cái gì, nói, ngươi là thiên hoang Khương gia người. Hắn cùng với Khương Thiếu Hư tiếp xúc qua rất nhiều lần, cũng biết hắn một chút tin tức, hắn vẫn cho là Khương Thiếu Hư chỉ là họ Khương mà thôi, nghĩ đến cùng thiên hoang Khương gia không có quá nhiều quan hệ. Dù sao, thiên hoang Khương gia người, là rất ít xuất hiện ở thần ma táng thổ, có thể Khương Thiếu Hư đã từng một mực thần ma táng thổ pha trộn. Mặt khác, hắn quanh năm suốt tháng đợi ở ma quật, đối thiên hoang thế lực gia tộc cũng có hiểu biết. Khương gia, thế nhưng là thiên hoang tam đại thế tộc một trong A, nếu như Khương Thiếu Hư thực sự là Khương gia người, vậy hắn hủy diệt thần ma táng thổ, thật
thật đúng là không ai dám động đến hắn. Khương Thiếu Hư không giống Tiêu Phàm không có chỗ dựa, không dám tùy ý động ai format. Ngươi bây giờ mới biết, Khương Thiếu Hư nhếch miệng cười một tiếng, trên mặt lộ ra một vòng tà khí, nói càng thêm điên cuồng. Ám Dạ Ma Tôn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn bốn phía. Không cần nhìn, Liễu Lăng Ma Tôn phái tới người, trừ bỏ mấy cái kia nhất tinh Ma Tôn bên ngoài, mặt khác cũng là một chút rác rưởi, không có người nào có thể cứu ngươi. Khương Thiếu Hư cười lạnh nói. Hắn bản thân là hạ phẩm thánh tôn không nói, còn có hắn mấy cái huynh đệ tỉ muội cũng đều là thánh tôn cảnh, thiên hoang thánh tôn cảnh, ở nơi này về mặt chiến lực một dạng so dị ma hiếu thắng. Đây cũng là thiên hoang một mực có thể lấy ít thắng nhiều nguyên nhân. Dị ma một phương, nói là hai cái nhị tinh ma quật tiến công, nhưng chân chính có thể thông qua vòng xoáy thông đạo tiến vào, cũng chỉ có nhất tinh ma tôn, cũng chính là hạ phẩm thánh tôn cảnh dị ma. Về phần nhị tinh ma tôn, bình thường là rất ít xuất hiện ở nhất tinh ma quật, bằng không mà nói, các đại ma quật sớm đã đại loạn, thiên hoang cùng dị ma tầm đó cũng tùy thời bộc phát đại chiến. Cho dù là tam tinh ma quật Liễu Lăng Ma Tôn, cũng không dám xúc phạm quy định này. Hắn muốn cho con của hắn Liễu Khuyết báo thù, cũng chỉ có thể mệnh lệnh một chút nhất tinh ma tôn dẫn đầu một chút ma đế giết vào thần ma táng thổ mà thôi. Nghe được lời nói của Khương Thiếu Hư, Ám Dạ Ma Tôn sợ hãi. Bên người hắn nhất tinh ma tôn đã còn thừa không có mấy, trước đó tiến về Ám Dạ Ma Tôn, hai cái thuộc hạ cũng chết ở Tiêu Phàm trong tay bọn họ, hiện tại hắn cơ hồ là một thân một mình. Không, thần ma táng thổ không thể ném. Ám Dạ Ma Tôn trong lòng gào thét, sau cùng kỳ vọng đặt ở vòng xoáy thông đạo. Chỉ cần vòng xoáy thông đạo bên trong không ngừng có nhất tinh ma tôn trợ giúp, cho dù là hao tổn, cũng có thể đem Khương Thiếu Hư bọn họ mài chết. Hắn cũng không muốn vứt bỏ thần ma táng thổ, thân làm thần ma táng thổ duy nhất nhị tinh ma tôn, hắn ở trong này có thể làm mưa làm gió. Nhưng một khi thần ma táng thổ mất đi, hắn không thể không tiến về nhị tinh ma quật, đến nơi đó, hắn địa vị chỉ có thể thẳng tắp hạ xuống, nơi nào có đợi ở thần ma táng thổ thoải mái đây. Hô, đang lúc Ám Dạ Ma Tôn trong lòng trầm tư thời khắc, đột nhiên, vòng xoáy thông đạo vị trí, hắc khí quay cuồng, gào thét, giống như một đầu hồng hoang mãnh thú thức tỉnh. Sau một khắc, ở tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, vòng xoáy trên lối đi phương phong ấn, vậy mà bắt đầu chậm rãi ngưng kết. Ai, Ám Dạ Ma Tôn kinh sợ. Cái này rõ ràng là muốn phong ấn vòng xoáy thông đạo tư thế A, một khi vòng xoáy thông đạo phong ấn, không thấy nhị tinh ma quật trợ giúp, hắn Ám Dạ Ma Tôn tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ khắc này, Ám Dạ Ma Tôn thật hoảng. Phốc phốc, thất thần thời khắc, một đạo lợi mang trong nháy mắt xuyên thủng bộ ngực của hắn, còn tốt hắn lẫn mất nhanh, bằng không, khả năng liền một mệnh ô hô. Giết, Khương Thiếu Hư thấy thế, cũng là lòng tin tăng nhiều, kích tình bành trướng. Hắn đã ước gì lập tức giết chết Ám Dạ Ma Tôn, chỉ cần Ám Dạ Ma Tôn cái chết, thần ma táng thổ liền đã mất đi dị ma uy hiếp, hắn tùy thời đều có thể rời đi thần ma táng thổ. Ám Dạ Ma Tôn biểu tình dữ tợn, hắn hận Khương Thiếu Hư, nhưng càng hận hơn chính là phong hắn đường lui người. Nếu để cho ta biết ai củng cố thông đạo phong ấn, không phải lột ra hắn. Ám Dạ Ma Tôn trong lòng giống giận. Mà lúc này, có không ít nhị tinh ma quật đến dị ma bị giết chết, mặt khác một chút dị ma biểu tình kinh hoàng, nhao nhao bắt đầu trốn hướng vòng xoáy thông đạo. Chạy, Ám Dạ Ma Tôn trợn to hai mắt, kém chút không phun ra một ngụm lão huyết. Vòng xoáy thông đạo phong ấn, một dạng chỉ nhằm vào nhị tinh ma quật cái hướng kia, thần ma táng thổ cái phương hướng này dị ma, bình thường là tùy thời đều có thể rời đi. Dù sao, phong ấn này là thiên hoang củng cố, chính là vì phòng ngừa cao cấp ma quật cao giai dị ma, đến sơ cấp ma quật đổ sát thiên hoang tu sĩ. Có cái thứ nhất, cũng liền có cái thứ hai, nhất là đến thần ma táng thổ tiếp viện dị ma, không cần suy nghĩ liền chạy. Cũng không lâu lắm. Một chút bản thổ dị ma, cũng bắt đầu chạy trốn. Nhiều vị nhất tinh ma tôn tử vong, bây giờ Ám Dạ Ma Tôn cũng liền liên tiếp bại lui, bọn họ đã đối thần ma táng thổ không ôm bất cứ hy vọng nào, lúc này không trốn, chờ đến khi nào đây? Hỗn trướng, Ám Dạ Ma Tôn lửa giận công tâm, hận không thể đem những cái kia trốn chạy dị ma chém thành muôn mảnh. Phốc, lại một đạo vết máu nở rộ, Ám Dạ Ma Tôn kém chút bị Khương Thiếu Hư một kiếm đâm giết.
sâu trong nội tâm hắn sau cùng một điểm kiên trì, cũng bị đánh nát bấy. Ta nhất định sẽ còn trở lại. Ám Dạ Ma Tôn ngửa mặt lên trời gào thét, nâng trọng thương thân thể, nhanh chóng trốn hướng vòng xoáy thông đạo, cũng không tiếp tục để ý Khương Thiếu Hư truy sát. Hắn cách vòng xoáy thông đạo không phải rất xa, nhưng là không gần, hoa mười mấy hơi thở, mới đi đến vòng xoáy thông đạo trước đó. Mà ở trong quá trình này, hắn lại bị Khương Thiếu Hư chảm mấy kiếm, máu tươi bắn tung tóe, đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Khương Thiếu Hư, đừng để ta gặp gỡ ngươi, lần sau, ngươi sẽ chết rất thê thảm, rất. Ám Dạ Ma Tôn nhe răng trợn mắt để đó ngoan thoại. Nhưng mà, cái cuối cùng thảm chữ còn không nói ra, hắn liền cảm giác mình bị một con rắn độc tập trung vào, bản năng hướng một bên tránh đi. Chỉ là, hắn tốc độ vẫn như cũ chậm nửa nhịp, chỉ thấy một đạo tử huyết sắc yêu dị trường kiếm xuyên qua mi tâm của hắn, máu tươi chảy ra. Ám Dạ Ma Tôn trợn to hai mắt, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Trường kiếm rút ra, hắn gian nan quay người, lại là thấy được một tấm khuôn mặt quen thuộc, chính vẻ mặt cười tà nhìn xem hắn. Là ngươi, Ám Dạ Ma Tôn run rẩy nhìn xem người đối diện. Ta nói ngươi không chạy thoát được đâu. Tiêu Phàm híp mắt cười một tiếng. Vừa mới hắn ra cố tốt phong ấn, vốn định rời đi, lại không nghĩ rằng Ám Dạ Ma Tôn lại muốn đào tẩu, Tiêu Phàm mô phỏng dị ma khí tức, một mực ẩn núp ở cách đó không xa. Nguyên bản Tiêu Phàm cũng không ôm hy vọng quá lớn, Ám Dạ Ma Tôn cho dù thụ thương, đó cũng là trung phẩm thánh tôn. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Ám Dạ Ma Tôn lại còn sẽ dừng lại đối Khương Thiếu Hư nói dọa. Tiêu Phàm khóa chặt thời cơ, làm Ám Dạ Ma Tôn tâm tư đều đang Khương Thiếu Hư trên người thời điểm, nhất kích tất sát. Ám sát, có đôi khi dù cho thực lực cách xa, cũng có thể làm đến, đây chính là đỉnh tiêm sát thủ chỗ cường đại. Giờ khắc này, Tiêu Phàm hiện ra một cái chân chính sát thủ vốn có năng lực. Nói xong, Tiêu Phàm trong tay Tu La kiếm nhẹ nhàng huy động, Ám Dạ Ma Tôn nhục thân toàn bộ bị xoắn nát, khí số cũng bị thể nội bạch sắc thạch đầu thôn phệ. Xòe bàn tay ra, một mai có được hai đạo tinh quang mệnh ma thạch rơi trong tay hắn. Dừng tay, cũng đúng lúc này, một đạo tục tằng tiếng quát mắng vang lên, theo sát một đạo cuồng bạo khí tức mãnh liệt mà đến. Tiêu Phàm lấy được Ám Dạ Ma Tôn mệnh ma thạch, trong lòng có chút mừng rỡ, đây chính là nhị tinh ma tôn mệnh ma thạch, nghĩ đến có thể không hối đoái được thiếu công huân điểm. Coi như cho thí thần dùng để luyện khí, vậy cũng là tài liệu không tệ. Chỉ là hắn không nghĩ tới, lúc này lại có người ra tay với hắn, mà người xuất thủ không phải dị ma, mà là thiên hoang tu sĩ. Thu hồi mệnh ma thạch, Tiêu Phàm nụ cười trên mặt bị sát ý lạnh như băng thay thế, ánh mắt rơi vào một cái thanh niên khôi ngô trên người. Thanh niên khôi ngô sát khí nặng nề hướng về Tiêu Phàm, lạnh giọng nói, đem Ám Dạ Ma Tôn mệnh ma thạch giao ra, bằng không. Bằng không cái gì, không đợi thanh niên khôi ngô nói xong. Tiêu Phàm liền ngắt lời hắn, ngữ khí của hắn lạnh hơn. Con người đen nhánh kia bên trong, càng là bộc phát ra sát ý lạnh như băng, giống hệt một con rắn độc, dọa đến nam tử khôi ngô lời đến khóe miệng toàn bộ nén trở về. Bị dị ma uy hiếp, Tiêu Phàm đã 10 điểm khó chịu, hiện tại lại muốn bị một cái thiên hoang tu sĩ uy hiếp, Tiêu Phàm có thể thoải mái sao? Các hạ, Ám Dạ Ma Tôn là ta lão đại trọng thương, người cái này cách làm có vẻ như có chút không hợp đạo nghĩa a. Một cái khác váy đen nữ tử mở miệng. Giờ phút này, nhóm lớn dị ma trốn vào vòng xoáy thông đạo, bọn họ cũng không cần liều mạng chiến đấu. Chiếu như lời ngươi nói, ai trọng thương nên về ai. Một lần này, không đợi Tiêu Phàm mở miệng, thí thần cùng Tà Vũ bọn họ đi tới, thí thần lạnh như băng nhìn xem hắc y nữ tử nói. Thiên hoang người bá đạo, hắn cũng coi là kiến thức qua, còn chưa thấy qua vô liêm sỉ như vậy người. Chẳng lẽ không đúng sao? Váy đen nữ tử trầm giọng nói. Thực sự là buồn cười. Thí thần khinh thường, ngay sau đó lại nói, bất quá ngươi quả thực là nếu như vậy nói cũng được. Trước đó Ám Dạ Ma Tôn ở Ám Dạ Ma Thành, liền bị chúng ta đả thương nặng, chúng ta đều có thể làm chứng. Vậy ngươi nói Ám Dạ Ma Tôn mệnh ma thạch nên về ai? Váy đen nữ tử khịt mũi coi thường, nói, chỉ các ngươi, có thể trọng thương Ám Dạ Ma Tôn. Ta xác thực làm không được. Lúc này, Tiêu Phàm cười cười. Váy đen nữ tử thần sắc càng ngày càng xem thường, nói tính ngươi còn tự biết mình, đã như vậy, vậy liền thành thành thật thật đem mệnh ma thạch giao ra, chúng ta thiên hư chiến đội,
tha cho ngươi một lần này. Tha, Tiêu Phàm chẳng những không giận, ngược lại rất muốn cười, hắn chậm rãi nói, ta làm không được, nhưng không có nghĩa là huynh đệ của ta làm không được. Nói đến đây, Tiêu Phàm vỗ vỗ Tả Vũ bả vai, cái này khiến Tả Vũ sững sờ, không biết Tiêu Phàm có ý tứ gì, nhưng hắn trong lòng có loại dự cảm xấu. Tả Vũ, Khương Thiếu Hư híp hai mắt, nhận ra Tả Vũ, lúc ấy hắn còn chưa tiến vào thần ma táng thổ, ở thiên hoang thần các gặp qua Tả Vũ một mặt. Bởi vì Tả Vũ sư tôn là tà thần, cho nên Khương Thiếu Hư đối với hắn ấn tượng 10 điểm hiểu sâu. Tất nhiên các hạ nhận biết, đó là không thể tốt hơn nữa. Trước đó chính là Tả Vũ đã thương nặng ám dạ ma tôn, chúng ta mới vừa từ ám dạ ma thành phía kia truy sát tới, thẳng đến nơi này mới gặp phải. Tiêu Phàm 10 điểm nghiêm túc nói. Nhìn thấy váy đen nữ tử bọn họ có chút không tin, Tiêu Phàm lại nói, các ngươi không tin, đều có thể tìm một số người làm chứng. Ta nghĩ rất nhiều người đều biết, dù sao, Tả Vũ huynh hủy diệt ám dạ ma thành, cũng tạo thành động tĩnh không nhỏ. Hủy diệt ám dạ ma thành, thiếu nữ váy đen bọn họ trên mặt khẽ biến, ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi, mấy người đột nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi nhìn nhau. Khương Thiếu Hư trên mặt coi như bình tĩnh, nhưng lời này từ Tiêu Phàm trong miệng hời hợt nói ra, hắn cũng là có chút khiếp sợ. Ám dạ ma thành cũng bị diệt, đây chẳng phải là nói. Thần ma táng thổ năm tòa ma thành, toàn bộ bị diệt. Ngược lại là Tả Vũ vẻ mặt mộng bức, lúc trước hắn nói muốn cõng nồi, cũng chỉ là nói một chút mà thôi, có thể nơi nào sẽ nghĩ đến, Tiêu Phàm thực sự sẽ đem nồi vứt cho hắn. Lúc này, Tiêu Phàm lại thản nhiên nói, đúng rồi, trước đó cái kia 4 tòa ma thành, cũng là Tả Vũ mang theo chúng ta đánh xuống. Nếu như nói vừa rồi chỉ là hơi chấn kinh, vậy bây giờ, thì là long trời lở đất. Mấy người mặc dù đã đoán được việc này, nhưng từ Tiêu Phàm trong miệng nói ra, hoàn toàn không là một chuyện. Năm tòa ma thành, lại bị một đám tân nhân tiêu diệt, nếu như không phải chính tai nghe được, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Các ngươi nói, váy đen nữ tử không tin, còn muốn dựa vào lý lẽ biện luận. Chúng ta đi, nhưng mà, không chờ nàng nói xong, Khương Thiếu Hư chính là khẽ quát một tiếng, nhìn thật sâu Tiêu Phàm cùng Tả Vũ một cái. Lúc này mới quay người rời đi. Thiếu nữ váy đen cực kỳ không cam lòng, nhưng là không dám vi phạm Khương Thiếu Hư mệnh lệnh, quay người liền chuẩn bị rời đi. Nơi này đại bộ phận dị ma đã trốn vào vòng xoáy thông đạo, chỉ có một số nhỏ chuẩn bị trốn hướng thần ma táng thổ những phương hướng khác, nhưng cũng không ít thiên hoang tu sĩ truy sát, đã không cần đến Khương Thiếu Hư bọn họ xuất thủ. Mặt khác, vòng xoáy thông đạo phong ấn bị gia cố. Nhị tinh ma quật dị ma muốn đi vào, cũng hết sức khó khăn, hơn nữa bọn họ vừa mới bị giết lui, trong thời gian ngắn là không thể nào tiến vào. Thẳng đến Khương Thiếu Hư bọn họ không thấy thân ảnh, Tả Vũ mới vẻ mặt khó chịu nói, Tiêu Phàm, ngươi lần này để cho ta trang bức là sảng khoái, có thể sau liền phiền toái. Đám người biết rõ, Khương Thiếu Hư bọn họ mặc dù đi, nhưng cửu oán đã kết xuống, về sau không thể thiếu một chút phiền toái. Ngươi không phải muốn siêu việt ngươi sư tôn sao? Chẳng lẽ điểm ấy áp lực đều không tiếp thụ được? Tiêu Phàm nghĩa chính ngôn từ nói. Nói đến vượt qua sư tôn, Tả Vũ lập tức biến sắc, 10 điểm nghiêm túc gật đầu, vậy còn có thể lại lớn một điểm. Khụ khụ, Tiêu Phàm ho nhẹ một tiếng, hắn phát hiện, Tả Vũ có đôi khi cũng rất nhị, nhất là nói cùng hắn sư tôn tà thần có liên quan sự tình lúc. Tí tí, năm đại ma thành, vì ta tiêu diệt, lần này. Bốn vị thúc thúc không nói lời gì. Tả Vũ thấp giọng tự nói, trên mặt đều là vui vẻ thần sắc. Tiêu Phàm mấy người không khỏi trợn trắng mắt, phát hiện Tả Vũ cũng có khả ái một mặt. Lúc này, Tả Vũ lấy lại tinh thần, nói, đúng rồi, lần này chúng ta cùng Khương Thiếu Hư Thiên Hư chiến đội kết xuống cửu oán, về sau vẫn cẩn thận một điểm. Không phải liền là hạ phẩm thánh tôn sao, chờ ta đột phá thánh tôn cảnh, đánh như tử hắn. Thí thần tùy tiện nói, hắn đã là thánh đế cảnh hậu kỳ, khoảng cách hạ phẩm thánh tôn, xác thực cũng không xa. Không nên coi thường Khương Thiếu Hư, Tả Vũ thần sắc khó được chỉnh trọng, nói, người này thế nhưng là thánh tôn bảng top 100, thực lực không thể khinh thường. Liền một cái nhị tinh ma tôn đều giết không chết, thánh tôn bảng top 100 liền thực lực như vậy. Ngay cả hiên viên trảm tiên đều cực kỳ khinh thường, một bên thí thần âm thầm giơ ngón tay cái lên. Đó là bởi vì hắn bị thương, Tả Vũ trịnh trọng nói. A, đám người có chút ngoài ý muốn.
Tà Vũ dừng một chút, giải thích nói, lần trước ta vừa tới Thiên Hoang, vừa lúc nghe nói Khương Thiếu Hư sự tình, hắn mặc dù là hạ phẩm thánh tôn, nhưng hắn thế nhưng là đem tam tinh ma quật lưu ly tịnh thổ huyên náo gà chó không yên, nghe nói còn kinh động đến không ít nguyên tôn cường giả. Thiên Hoang thần các cùng Khương gia, để cho chấn thủ thần ma táng thổ, kỳ thật cũng coi là đối với hắn một loại bảo hộ, đúng rồi, hắn nhưng là số ít mấy cái lấy hạ phẩm thánh tôn cảnh vào bảng thiên tài. Đám người nghe ra được thần, ngay cả Tiêu Phàm đều đối Khương Thiếu Hư có chút lau mắt mà nhìn, híp nhìn qua Khương Thiếu Hư rời đi phương hướng, lắp bắp nói, có chút ý tứ. Tiêu Phàm vẫn luôn đem Tà Vũ xem như cùng năm một đời bên trong cực mạnh đối thủ, có thể còn là lần đầu tiên từ trong miệng hắn như thế tôn sùng một người. Mà người này, lúc trước hắn vẫn còn khinh thường. Cái này cũng cho hắn biết, đến Thiên Hoang, không nên coi thường bất luận kẻ nào, tránh không được đến lúc đó để cho mình thiệt thòi lớn. Thanh lý mất những cái này dị ma, mau chóng trở lại thần ma thành. Tiêu Phàm trầm ngâm chốc lát nói. Vòng xoáy thông đạo bị phong ấn, trong thời gian ngắn khẳng định không có ma tôn truyền tống tới, hơn nữa thời khắc khác thường ma thoát đi thần ma táng thổ. Mà Thiên Hoang tốt xấu còn có hơn 20 vạn người dày đặc thần ma táng thổ các nơi, nghĩ đến không bao lâu, liền có thể triệt để thanh trừ thần ma táng thổ dị ma. Chí ít, lấy được thần ma táng thổ chủ điều khiển quyền là không có bất cứ vấn đề gì. Quả nhiên, hoa vẻn vẹn nửa tháng, thần ma táng thổ dị ma liền bị dọn dẹp một nửa, 20 vạn thái cổ thần giới tu sĩ, người còn sống sót, chí ít có một nửa có thể thu hoạch được tiến vào Thiên Hoang tư cách. Thần ma táng thổ dị ma bạo động tràng tai nạn này, đối với bọn hắn mà nói, đồng thời cũng là một trận cơ duyên. Lại nửa tháng trôi qua thời gian, Tiêu Phàm một chuyến mới về đến thần ma thành, mấy người đã đem thần ma táng thổ quét sạch một phen, chưa kịp thu lấy mệnh ma thạch, một khối đều không có buông tha. Thần ma thành cũng cơ hồ bị phế a, nhìn xem tường đổ, rách nát vô cùng thần ma thành, Tiêu Phàm cũng là cảm khái không thôi. Cũng may thành lập một tòa thành trì, đối với thánh đế cảnh tu sĩ mà nói, căn bản không phải cái gì việc khó. Đoán chừng không cần đến mấy ngày thời gian, một tòa càng thêm hoàn thiện thần ma thành, liền sẽ tọa lạc tại nơi đây. Đi, đi thu hoạch chứng minh thân phận, tiến về Thiên Hoang thần các. Tiêu Phàm hăng hái hoa nói. Thần ma táng thổ, hắn đã tới 2 lần, bất quá hắn về sau không muốn lại đến. Lão đại, chính là hắn. Tiêu Phàm bọn họ vừa mới bước vào thần ma thành trên không, cách đó không xa liền truyền đến một tiếng giận dữ mắng mỏ, đồng thời mấy đạo ánh mắt bén nhọn tập trung vào bọn họ. Tiêu Phàm quay đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy Hầu Hoàng vẻ mặt tức giận hướng về chính mình, hắn quét Hầu Hoàng một cái, chỉ là nhàn nhạt khẽ cười một tiếng. Hỗn trướng, hắn dám chế giễu ta. Hầu Hoàng cực kỳ tức giận, liền muốn ra tay ứng phó Tiêu Phàm, bất quá lại bị Khương Thiếu Hư ngăn lại. Hắn cực kỳ không cam lòng nói, lão đại, người này quá kiêu ngạo. Một cái thánh đế cảnh hậu kỳ tiểu tử, cũng dám ở bản thân đường đường thánh tôn cảnh trước mặt diễu võ dương oai. Nhưng mà, khi hắn nghe được tiếp xuống câu nói kia lúc, bỗng nhiên trợn to hai mắt, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hầu tử, chính là hắn đã giết ám dạ ma tôn. Một bên nam tử khôi ngô thấp giọng nói. Làm sao có thể, Hầu Hoàng kém chút kinh hô mà ra. Bất quá trên người của hắn sát ý lại là biến mất không ít. Có thực lực giết chết ám dạ ma tôn người, chưa chắc là hắn có thể địch. Hơn nữa, Tiêu Phàm bọn họ đã đi xa, coi như hắn nghĩ động thủ, cũng chưa chắc tới kịp, từ đầu đến cuối, Tiêu Phàm bọn họ đều không có mắt nhìn thẳng hắn. Có lẽ, năm tòa ma thành, cũng vì hắn mất. Tính táo Khương Thiếu Hư lại bổ sung một câu, người này, không đơn giản. Hầu Hoàng mấy người con ngươi hơi hơi co rụt lại, bọn họ rất rõ ràng, Khương Thiếu Hư thân làm thiên chi kiêu tử, có rất ít người sẽ vào hắn pháp nhãn, bọn họ còn chưa từng nghe đến Khương Thiếu Hư như thế đánh giá một người. Trong miệng không đơn giản, đã coi như là cực lớn biểu dương một người. Đáng tiếc, Tiêu Phàm là không biết, hắn mang theo thí thần cũng Tà Vũ bọn họ quen việc dễ làm tốt chứng minh thân phận, chuẩn bị tiến về Thiên Hoang. Bất quá! Thần ma thành truyền tống trận vẫn như cũ còn đang xây, cần mấy canh giờ. Truyền tống điện bên ngoài, đứng đầy tu sĩ, một trận chiến này, rất nhiều người thu được tiến vào Thiên Hoang tư cách, đương nhiên, người đã chết cũng khẳng định không ít. Lão đại, giống như có mấy người bạn cũ,
Thí thần cười nhìn lấy trong đám người mấy bóng người, đối phương cũng nhìn thấy bọn họ. Tiêu Phàm quay đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy Đế Thái Ất, Huyền Phệ, Cửu Linh cùng Thiên Sát mấy người nhìn chằm chằm theo dõi hắn, hận không thể xông lên đem hắn tháo thành tám khối. Tà Vũ, người tỏa kỵ ở bên kia, Tiêu Phàm vô tình hay cố ý nói ra. Lời này vừa nói ra, Thiên Sát lập tức dọa đến rụt cổ một cái, vội vàng quay đầu đi, xem như cái gì cũng không thấy. Tà Vũ cũng không động thủ, nơi này không cho phép động thủ, dù cho hắn sư tôn là tà thần, hắn cũng phải tuân thủ một ít quy tắc. Tốt nhất đừng dò xét ta ranh giới cuối cùng, bằng không tìm một chỗ xử lý các ngươi. Tiêu Phàm trong lòng rét run. Hắn không dám trắng trợn giết chết Đế Thái Ất bọn họ, nhưng nếu là bọn họ chết ở cái nào ma quật, vậy liền không có quan hệ gì với hắn. Sau nửa ngày, truyền tống trận chữa trị hoàn thành, đám người có thứ tự tiến vào truyền tống điện, truyền tống ra thần ma táng thổ. Bất quá dùng để truyền tống bọn họ truyền tống trận cũng không phải là rất lớn, mỗi lần chỉ có thể truyền tống mấy người, dù sao, loại kia đại hình truyền tống trận tiêu hao quá lớn, bình thường đều là chiến tranh lúc bộc phát sử dụng. Hơn nữa, cái kia đại hình truyền tống trận cũng hư hao nghiêm trọng, trong thời gian ngắn sửa chữa không tốt. Chờ một canh giờ, rốt cục đến phiên Tiêu Phàm bọn họ, chẳng biết tại sao, Tiêu Phàm trong lòng có loại bất an mãnh liệt, hắn ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tử Thiên Y. Hắn nhớ kỹ Tử Thiên Y cho bọn hắn tính một quẻ, nói bọn họ không quá thuận lợi, có thể sẽ sinh ra thương vong. Nhưng này cũng gần một tháng, cái rắm sự tình đều không phát sinh. Nhưng bây giờ bước vào truyền tống điện, hắn đã có loại toàn thân run rẩy cảm giác. Nguy hiểm sắp giáng lâm. Lão đại, làm sao? Thí thần nhìn thấy Tiêu Phàm không hề bị lay động, lập tức thúc giục một lần. Truyền tống trận này quá nhỏ, Thần Phong, ngươi mang theo thí thần, Tà Vũ, Tử Thiên Y, Hiên Viên Trảm Thiên cùng Lạc Vô Thương đi trước, ta và Ma Toan ngồi đợt tiếp theo. Tiêu Phàm cười cười, xem như cái gì đều không phát sinh. Cũng tốt, thí thần bọn họ gật gật đầu, cái này cỡ nhỏ truyền tống trận chỉ có thể truyền tống 5-6 người, bọn họ nhiều người như vậy, làm sao cũng phải hai nhóm. Ngay sau đó, thí thần cùng Tà Vũ bọn họ bước lên truyền tống trận, Tiêu Phàm ánh mắt nhìn chằm chằm truyền tống trận, lại không phát hiện cái gì dị dạng. Tiểu tử, có phải hay không có phiền toái gì? Cửu U Ma Toan đi theo Tiêu Phàm cũng có một đoạn thời gian, hiểu bao nhiêu Tiêu Phàm làm người. Vừa rồi Tiêu Phàm vẻ ngưng trọng chợt lóe lên, hơn nữa nấp rất kỹ, nhưng hắn vừa vặn thấy. Hy vọng không có, Tiêu Phàm thản nhiên nói. A, lại là cái này lão đầu, Cửu U Ma Toan đột nhiên kinh nghi một tiếng, lại là nhìn thấy trước đó bị bọn họ trêu đùa qua lão giả lưng còng cùng bọn hắn cùng một thời gian truyền tống. Các ngươi muốn làm gì, ta Hồ gia có thể không sợ các ngươi. Lão giả lưng còng lộ ra một ngụm răng vàng khè, phòng bị nhìn xem Tiêu Phàm bọn họ. Tổ kế tiếp, tốc độ nhanh một chút, không đợi Tiêu Phàm bọn họ nói cái gì, chủ trì truyền tống trận tu sĩ khẽ quát một tiếng, hơi không kiên nhẫn. Đi thôi, Tiêu Phàm ngâm khẽ một tiếng, liền đi theo Cửu U Ma Toan, lão giả lưng còng Hồ gia, còn có mặt khác hai cái tu sĩ bước vào truyền tống trận. Một đạo quang mang hiện lên, truyền tống trận khởi động. Không gian nghiền áp chi lực trong nháy mắt tác dụng trên người bọn hắn, mấy người trong nháy mắt biến mất ở truyền tống ngọc đài. Mà lúc này, cách đó không xa chủ trì truyền tống trận một cái tu sĩ, khóe miệng lại là khơi gợi lên một vòng đường cong, tiểu tử, dám đắc tội ta Băng Tầm, nhìn ngươi chết như thế nào. Băng Tầm ngày đó bị Tiêu Phàm ra sức đánh một trận, sớm đã ghi hận trong lòng, ở bị địa các dấu hiệu thời điểm, liền gặp được Tiêu Phàm cũng tiến nhập thần ma táng thổ. Hắn trong bóng tối phát thệ, nhất định phải Tiêu Phàm đẹp mắt. Chỉ là đang tiến vào thần ma táng thổ về sau, đại chiến cực kỳ hỗn loạn, hắn nghĩ muốn tìm Tiêu Phàm phiền phức, cũng vô pháp ra tay. Bất quá mấy ngày trước đây, Băng Tầm đã tìm được một cái thật tốt biện pháp, kia liền là chủ trì truyền tống trận. Bởi vậy, hắn hoa cái giá không nhỏ mới trở thành trong đó một thành viên, chính là vì chờ Tiêu Phàm tự chui đầu vào lưới. Vừa mới chữa trị truyền tống trận, xuất hiện một điểm ngoài ý muốn, ai cũng tra không được trên đầu ta, huống hồ, ta danh tự cũng là giả. Băng Tầm âm thầm trầm ngâm. Làm Tiêu Phàm bọn họ biến mất ở thông đạo phía trên lúc, dưới chân hắn đột nhiên dùng sức, một cước trọng trọng đạp ở truyền tống trận bên trên. Vừa mới chữa trị truyền tống trận,
có thể không có cái gì trận pháp ngăn cách, một cước này, trực tiếp đem truyền tống ngọc đài đá ra từng đạo khe hở, ngay sau đó, trên truyền tống trận quang mang bỗng biến mất. Cùng lúc đó, từng đạo giống như mạng nhện khe hở tràn ngập mà ra. Không tốt, to lớn dị động khiến cho bốn phía tu sĩ kêu sợ hãi không thôi, sau đó nhanh chóng hướng phía sau thối lui. Phịch một tiếng nổ vang, truyền tống ngọc đài trực tiếp nổ tung, vô số toái thạch bay tứ tung, đập truyền tống cung điện run lên một cái. Kết thúc, mấy người kia, hẳn phải chết không nghi ngờ. Có người sợ hãi lấy mở miệng. Bất quá, phần lớn người âm thầm may mắn chính bọn hắn không có bước vào truyền tống trận, bằng không mà nói, xui xẻo chính là bọn họ. Truyền tống trận bỗng gián đoạn, không chỉ có riêng là truyền tống không đến mục đích đơn giản như vậy, mà là khả năng sói mòn ở mê loạn không gian, đánh mất phương hướng, thậm chí chết tại chỗ cũng không nhất định. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, lại là hai đạo bóng người trống rỗng xuất hiện, khí thế cường đại trực tiếp đem bốn phía tu sĩ đẩy lui mấy bước. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Khương Thiếu Hư cùng Hầu Hoàng hai người. Đại nhân, truyền tống trận đột nhiên bạo liệt, một cái khác chủ trì truyền tống trận tu sĩ mở miệng nói. Mà Băng Tầm một mực cúi đầu, tựa như sợ bị người nhận ra đồng dạng, mặc dù hắn đã biến bộ dáng. Truyền tống trận bạo liệt, Khương Thiếu Hư nhíu mày. Truyền tống trận đang yên đang lành, vì sao sẽ đột nhiên bạo liệt? Truyền tống trận vừa mới chữa trị, có thể là sử dụng quá mức tấp nập, phụ tải quá nặng nguyên nhân. Tu sĩ kia nơm nớp lo sợ mở miệng nói. Vừa mới truyền tống có mấy người, đều có người nào? Khương Thiếu Hư lại hỏi. Đây chính là bản thân nội bộ tử vong sự kiện, hắn ít nhiều đều có chút trách nhiệm, đây không phải hắn muốn thấy. Hơn nữa, loại này truyền tống trận ngoài ý muốn nổi lên sự tình, thế nhưng là cực ít phát sinh. Tổng cộng có 5 người, thuộc hạ nhớ kỹ bọn hắn dung mạo. Tu sĩ kia thở sâu, ngay sau đó dùng nguyên lực tại hư không ngưng tụ ra Tiêu Phàm thân ảnh của bọn hắn. Làm Khương Thiếu Hư nhìn thấy Tiêu Phàm dung mạo thời khắc, hai mắt ngưng tụ. Lão đại, là hắn. Hầu Hoàng thì là ánh mắt hơi sáng, khó nén sự hoan hỉ trong lòng. Hắn nhưng là ước gì Tiêu Phàm chết, nếu không phải Khương Thiếu Hư ngăn cản, hắn đã sớm động thủ. Khương Thiếu Hư gật gật đầu, ngay sau đó lại hướng về mặt khác hai cái nhìn qua tương đối trẻ tuổi tu sĩ, trầm giọng nói kia thật giống như là Long Hồng Tuyết cùng La Sở Phong hai cái kia tiểu tử. Hầu Hoàng quá mức quan tâm Tiêu Phàm, lại là không có nhìn những người khác, khi hắn nhìn thấy hai cái kia tu sĩ trẻ tuổi lúc, sắc mặt cũng không phải đặc biệt đẹp đẽ. Dừng một chút. Hắn cho Hầu Hoàng truyền âm nói, lão đại, nếu như Long gia cùng La gia biết rõ việc này, sợ là rất phiền phức. Khương Thiếu Hư híp híp hai mắt, sau đó dọc theo truyền tống trận kiểm tra chung quanh một phen, ánh mắt từ Băng Tầm trên người mấy người đảo qua, tựa như phải nhớ kỹ mỗi người bọn họ khuôn mặt cùng khí tức một dạng. Trầm mặc chỉ chốc lát sau mới mở miệng nói, tiếp tục chữa trị trận pháp, việc này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Chết mấy người. Khương Thiếu Hư nhưng thật ra là không thế nào quan tâm, dù cho đối phương là Long gia cùng La gia người. Chỉ là hắn sắp rời đi thần ma táng thổ, cũng không cho phép lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nếu có người dám cố ý quấy rối, Khương Thiếu Hư tuyệt đối sẽ không buông tha đối phương. Là, chủ trì trận pháp tu sĩ cùng nhau gật đầu. Băng Tầm đưa mắt nhìn Khương Thiếu Hư cùng Hầu Hoàng rời đi, cũng âm thầm bóp một cái mồ hôi lạnh, hắn cũng sợ việc này bại lộ. Một khi bị Khương Thiếu Hư biết rõ, hắn khẳng định cũng chịu không nổi. Chờ truyền tống trận chữa trị khỏi, ta cũng mau rời khỏi. Băng Tầm trong lòng quyết định, lại thầm nghĩ tiểu tử, kiếp sau làm người, nhớ kỹ con mắt sáng lên điểm, không phải là ai đều là ngươi có thể đắc tội. Chỉ là không nghĩ tới Long Hồng Tuyết cùng La Sở Phong hai người cũng cùng bọn hắn cùng một chỗ, đây chính là các ngươi mệnh. Nhìn xem phá toái truyền tống trận, Băng Tầm cười lạnh không thôi. Một lần này, Tiêu Phàm tất nhiên chết chắc. Thời gian trở lại mười mấy hơi thở phía trước, Tiêu Phàm mấy người bị đưa vào truyền tống thông đạo bên trong, nhìn thấy không phát sinh cái gì ngoài ý muốn, Tiêu Phàm đều có chút không tin. Chẳng lẽ là Tử Thiên Y tính sai? Hẳn là sẽ không, Tử Thiên Y thế nhưng là thiên khí chi nhân, tên kia tính đồ vật, tuyệt đối là tốt mất linh, hỏng linh. Nguy hiểm, tuyệt đối là tồn tại. Hơn nữa, trong lòng hắn cái chủng loại kia cảm giác nguy cơ,
vẫn như cũ còn không có biến mất. Thậm chí hắn có chút hối hận, sớm biết liền không nên bước vào truyền tống trận, khả năng có người vụng trộm muốn hại hắn. Oanh, đột nhiên, một tiếng nổ vang ở mấy người bên tai vang lên, chỉ thấy cái kia truyền tống thông đạo đột nhiên run rẩy dữ dội lên, phát ra từng đợt băng tinh phá toái thanh âm. Không tốt, thông đạo muốn nổ lên, lão giả lưng còng hồ ra hét lớn. Thông đạo nổ tung, Tiêu Phàm cùng cửu U Ma toàn con người co rụt lại, hiện tại bọn hắn thế nhưng là chỗ sâu truyền tống thông đạo bên trong, một khi thông đạo phá toái, bọn họ coi như rơi xuống hư vô liệt phùng chúng. Nếu như vận khí tốt một điểm, khả năng khoảng cách mục đích không tính xa, ở trong hư vô du đãng mấy mười mấy trăm năm, có lẽ có thể an toàn đến. Nhưng nếu là vận khí không tốt, đây chính là muốn chết người. Ầm ầm, run rẩy tiếng oanh minh càng lúc càng lớn, trên lối đi phương đã xuất hiện mấy cái lỗ thủng, lăng lệ như đao đồng dạng hư vô loạn lưu kích xạ mà tới, trên người mấy người máu tươi bắn tung tóe. Tiểu tử, ta liền biết cùng các ngươi cùng một chỗ không chuyện tốt. Hồ gia giận mắng không thôi, bất quá cũng không có bối rối cùng hoảng hốt. Đồng dạng, để Tiêu Phàm ngoài ý muốn là, mặt khác hai cái nhìn qua cùng hắn không kém nhiều tu sĩ trẻ tuổi, vậy mà cũng không có hoảng hốt, chỉ là thần sắc hết sức ngưng trọng. Mà cái này hai người tu vi, cũng đồng dạng đột phá đến thánh đế cảnh hậu kỳ, nghĩ đến cũng coi như là thiên tài. Đánh rắm, muốn lão tử nói, đi theo ngươi mới suối quẩy, lão già, ta xem ngươi lại muốn bảy vào bảy ra. Cửu U Ma Toan nổi giận mắng. Hồ gia dọa đến không khỏi rụt cổ một cái kia bảy vào bảy ra cảm thụ, có thể không thể nào dễ chịu. Tốt rồi, nhìn thấy cửu U Ma Toan còn muốn nói điều gì, Tiêu Phàm nhẹ giọng quát lớn một tiếng, dương mắt lạnh lẽo trước thông đạo phương, nói truyền tống thông đạo sắp vỡ nát, chúng ta là không thể nào tới mục đích. Không phải là nói nhảm sao? Hồ gia không phục nói. Tiêu Phàm không để ý đến, mà là tự lo không xong nói ra, hiện tại còn có duy nhất tự cứu cơ hội, hy vọng các ngươi phối hợp. Tự cứu, cửu U Ma Toan cùng Hồ Gia vội vàng ngậm miệng không nói, ngay cả hai cái kia trẻ tuổi tu sĩ cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Bọn họ thân ở truyền tống thông đạo bên trong, hiện tại truyền tống thông đạo ngoài ý muốn nổi lên, bọn họ làm sao tự cứu. Đừng nói ở trong đường hầm, liền là ở thông đạo bên ngoài, cũng là thúc thủ vô sách a. Ta sẽ tận lực ổn định thông đạo. Nhưng là cần bàng bạc nguyên lực. Tiêu Phàm một bên nói, một bên đánh ra từng đạo thần văn. Trận pháp sư, Hồ gia mấy người kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, cực kỳ ngoài ý. Tiêu Phàm không để ý đến, theo hắn đánh ra thần văn lưu chuyển, thông đạo bốn phía lỗ thủng lập tức bị thần văn khóa lại, tất cả hư vô lợi nhận đều bị ngăn cản ở ngoài. Đồng thời, nguyên bản tùy thời đều có thể phá toái truyền tống thông đạo, vậy mà thật ổn định lại. Nhanh, đang lúc đám người kinh ngạc thời khắc, Tiêu Phàm thanh âm lo lắng vang lên. Mấy người nhìn tới, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm sắc mặt hơi trắng bệch, hiển nhiên, củng cố cái lối đi này, cần bàng bạc nguyên lực. Ta nguyên lực cho ngươi. Lúc này, Hồ gia cũng không oán hận Tiêu Phàm, hiện tại duy nhất cơ hội sống sót, chính là tin tưởng Tiêu Phàm. Cửu U Ma Toàn tự nhiên là không chút do dự, tiểu tử này mặc dù có chút trang thành phần ở bên trong. Nhưng ổn định dạng này truyền tống thông đạo, tuyệt đối không thoải mái. Ta giúp huynh đài một chút sức lực, trong đó một cái người khoác trường bào màu đỏ thanh niên gia nhập hàng ngũ, cuồn cuộn nguyên lực từ trên người hắn nở rộ mà ra, giống như mênh mông như sóng biển tràn vào Tiêu Phàm thể nội. Còn có ta, một cái khác bạch sắc chiến giáp nam tử cũng cổ động mãnh liệt nguyên lực. Tiêu Phàm kinh ngạc phát hiện. Cái này áo bào đỏ thanh niên cùng bạch sắc chiến giáp nam tử vậy mà đều có được nguyên tuyền, hơn nữa khả năng không chỉ một. Xem ra, hai người này địa vị cũng không nhỏ, Tiêu Phàm trong lòng đối hai người có cái nhận thức. Hai người này hắn không biết, hẳn không phải là thái cổ thần giới người, kể từ đó, kia liền là thiên hoang tu sĩ. Đồng thời, hắn cũng bài xuất người khác hãm hại hắn khả năng. Dù sao, đối phương hãm hại hắn có lẽ khả năng. Nhưng hãm hại hai cái này thanh niên, lại là phải bỏ ra một chút đền bù. Tiểu tử, ta không kiên trì nổi. Mười hơi về sau, cửu U Ma Toan gào thét thanh âm vang lên, hắn lực lượng thật giống như bị ép khô. Ta cũng vậy, Hồ gia kêu to, sắc mặt trắng bạch hết sức, già nua thân thể run rẩy kịch liệt lấy. Duy trì truyền tống thông đạo,
tiêu hao thực sự quá lớn. Tiêu Phàm nhìn thấy hai cái kia thanh niên sắc mặt giống như giấy trắng, hiển nhiên bọn họ nguyên lực cũng tiêu hao không sai biệt lắm, nhưng hai người vẫn như cũ còn đang kiên trì, cái này khiến Tiêu Phàm không khỏi có chút lau mắt mà nhìn. Đều nghe tốt rồi, chờ chút ta muốn mọi người nhảy thời điểm, lập tức rời đi thông đạo. Tiêu Phàm quyết định thật nhanh, còn người lại là nhìn chằm chằm thông đạo bên ngoài. Tốt, đám người chăm miệng một lời, đối Tiêu Phàm không có chút nào hoài nghi. Đại khái năm hơi về sau, Tiêu Phàm bỗng một tiếng quát như sấm, nhảy. Nói xong, Tiêu Phàm trong nháy mắt triệt hồi thần văn, ôm cửu U Ma Toan đầu hướng về thông đạo bên ngoài phóng đi. CMN, cửu U Ma Toan giận mắng không thôi, hắn bị Tiêu Phàm ôm đầu, liền hô hấp đều có chút không trôi chảy. Gần như đồng thời, Hồ gia cùng hai cái kia thanh niên nam tử cũng không chút do dự hướng về thông đạo một đầu khác cắm xuống. Trước đó bọn họ đối Tiêu Phàm lời nói kỳ thật cũng có hoài nghi, nhưng vừa rồi dư quang hướng về thông đạo bên ngoài, lại là thấy được một khỏa lóe sáng tinh thần, giống như lưu ly đồng dạng, trong suốt trong suốt. Bọn họ biết rõ, Tiêu Phàm không có hố bọn hắn, cái kia trong suốt đồ vật, hẳn là một cái tiểu thế giới. Một khi tiến vào hư vô liệt phùng bên trong, bọn họ sẽ bị lạc bản thân, nhưng tiến vào bên trong tiểu thế giới, lại là có khả năng trở lại thái cổ thần giới. Dù sao, ngàn vạn tiểu thế giới đều cùng thái cổ thần giới có một cỗ từ nơi sâu xa liên hệ. Chỉ cần đi vào tiểu thế giới, bọn họ liền có thể thông qua thái cổ thần giới phản hồi thiên hoang. Nghĩ vậy, mấy người cũng không khỏi cảm kích nhìn Tiêu Phàm, nếu như không phải Tiêu Phàm duy trì thông đạo, bọn họ tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Oanh, một tiếng kinh thiên nổ vang ở mấy người bên tai vang lên, làm mấy người lao ra trong nháy mắt, truyền tống thông đạo trực tiếp nổ tung. Đúng rồi, chúng ta trước đó bốn người duy trì thông đạo bao lâu thời gian? Lúc này, cái kia trường bào màu đỏ thanh niên đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Giống như mười hơi, bạch ngân chiến giáp nam tử nghĩ nghĩ, trầm giọng nói. Chúng ta bốn người tổng cộng giữ vững được mười hơi thời gian, tất cả nguyên lực tiêu hao sạch sẽ, mà hắn một thân một mình, cuối cùng lại giữ vững được bốn hơi thời gian, nói cách khác, hắn tổng cộng giữ vững được 14 hơi. Trường bào màu đỏ nam tử thở sâu, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Vậy hắn nguyên lực, ngân sắc chiến giáp nam tử cũng là kinh ngạc không thôi. Bọn họ trong đầu đồng thời toát ra một cái ý nghĩ, kia liền là Tiêu Phàm rất mạnh, chỉ có hắn đủ mạnh, nguyên lực mới có thể như thế hùng hậu. Người này kêu cái gì? Trường bào màu đỏ thanh niên thở sâu, nhìn về phía Tiêu Phàm bọn họ xông ra thông đạo phương hướng, lại là phát hiện một mảnh đen kịt, cái gì đều không nhìn thấy. Mặc dù bọn họ đồng thời chạy ra khỏi truyền tống thông đạo, nhưng cũng không phải là một cái phương hướng, trong chớp mắt, liền có thể khác 108.000 dặm, ai biết Tiêu Phàm đi nơi nào. Tiêu Phàm cũng là lo lắng cửu U Ma Toan cùng hắn tách ra, cho nên gắt gao ôm cổ của hắn. Về phần Hồ gia cùng hai cái kia thanh niên, hắn cũng không để bụng sống chết của bọn hắn, mấu chốt là bản thân có thể sống sót, sau đó thuận tiện cứu bọn họ một cái mạng mà nói, đó cũng coi là làm một chuyện tốt. Tiêu Phàm cùng cửu U Ma Toan hạ xuống tốc độ rất nhanh, giống như một viên sao băng xẹt qua thương khung, chỉ chốc lát sau, một khỏa trong suốt thấu lượng tinh thần lần nữa tiến nhập trong tầm mắt của bọn hắn. Hơn nữa, quang mang kia càng ngày càng thịnh, giống như một khỏa mặt trời sáng chói một dạng. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm hai người tiến nhập tinh thần tầng khí quyển, cùng không khí ma sát ra hỏa diễm, hóa thành một khỏa hỏa cầu, cực tốc đập xuống phía dưới tinh thần thế giới. Tốc độ kia nhanh chóng, thanh thế to lớn, không thể tưởng tượng. Oanh long, chỉ chốc lát sau, hỏa cầu trọng trọng rơi đập ở tinh thần trên thế giới, cả phiến thiên địa đều run rẩy dữ dội lên. Một chỗ sơn mạch vị trí, tốt mấy ngọn núi sụp đổ, hóa thành bột mịn, trung ương càng là xuất hiện một cái sâu không thể gặp hố to, bên trong bụi bặm cuồn cuộn, che khuất bầu trời. Động tĩnh khổng lồ, dường như kinh động đến giới này sinh linh. Một cỗ cường đại khí tức hướng về nơi đây tới gần, tất cả đều chú mục ngắm nhìn trong hố lớn van xin. Khụ khụ khô khốc một hồi khục vang lên, ngay sau đó, trong hố lớn hai đạo bóng người chậm rãi đi ra, một người một thú tò mò đánh giá bốn phía. Nơi này là chỗ nào? Tiêu Phàm ngắm nhìn bốn phía, cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức, vậy mà đều không kém gì hắn, có càng là để hắn cảm nhận được sinh mạng uy hiếp. Thiên hoang người, lúc này...
một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, chỉ thấy một cái hắc y nam tử, lạnh lùng nhưng lại tò mò đánh giá Tiêu Phàm bọn họ. Thiên Hoang, Tiêu Phàm biểu tình kinh ngạc, đối phương lại có thể liếc mắt liền nhận ra mình là Thiên Hoang người, cái kia nghĩ đến nơi này cũng không phải là thông thường tiểu thế giới. Chủ yếu nhất là, trên người đối phương cũng không có định ý gì, cái này khiến Tiêu Phàm như chút được gánh nặng, gật đầu nói chính là, xin hỏi tiền bối, nơi này là chỗ nào? Hắc y nam tử trầm mặc mấy tức, vẫn là nói, đây là Tam Tinh Ma Quật Lưu Ly Tịnh Thổ, không phải là các ngươi có thể ngây ngô địa phương. Thần ma táng thổ bên ngoài cổ địa, thí thần bọn họ chờ đợi chốc lát, lại như cũ không có gặp Tiêu Phàm cùng cửu u ma toan xuất hiện, mấy người không khỏi nhíu mày. Lão đại đây, thí thần trong lòng có loại bất an mãnh liệt, nhìn chằm chằm nơi xa, tựa như một giây sau liền có thể nhìn thấy Tiêu Phàm bọn họ xuất hiện. Tà Vũ, Lạc Vô Thương cùng Hiên Viên Trảm Tiên cũng cau mày lên, bọn họ trước đó đợi đã lâu, biết rõ xếp hàng truyền tống, căn bản không dùng đến như vậy thời gian bao nhiêu. Không thể nào, lúc này, một bên Tử Thiên Y đột nhiên biểu tình vẻ kinh ngạc, tựa như nhớ ra cái gì đó. Tử Thiên Y, người biết cái gì? Thí thần nghi hoặc nhìn Tử Thiên Y. Tử Thiên Y trầm ngâm mấy tức, lúc này mới hít sâu một cái nói, trước đó Tiêu Huynh để cho ta tính một quẻ, quẻ tượng biểu hiện, chúng ta sẽ có tử thương, không, hắn khẳng định không có chuyện gì. Ta tin tưởng Tiêu Huynh cũng không có việc gì, người tính quẻ, là bao quát chúng ta à? Hiên Viên Trảm Tiên hỏi. Nhìn thấy Tử Thiên Y gật gật đầu, Hiên Viên Trảm Tiên lại nói, ta đã nói rồi, chúng ta đều vô sự, Tiêu Huynh có thể lợi hại hơn chúng ta rất nhiều, các ngươi cảm thấy hắn sẽ xảy ra chuyện sao? Đám người hờ hững gật đầu, nói là như vậy không giả, có thể hiện tại bọn hắn sống sót, mà Tiêu Phàm cùng cửu U Ma Toan lại thật lâu không thể xuất hiện, cái này lại giải thích như thế nào đây? Các vị, nếu không chúng ta lúc trước hướng Thiên Hoang A, tộc trưởng sẽ không có chuyện gì. Một mực trầm mặc không nói Thần Phong đột nhiên chen lời nói. Lão đại hiện tại không xuất hiện, ngươi để cho ta đi như thế nào? Thí thần khẽ quát một tiếng. Mười điểm khó chịu Thần Phong cái kia lạnh nhạt khẩu khí. Ta tin tưởng tộc trưởng sẽ bình yên vô sự. Thần Phong nhàn nhạt hồi đáp, trước đó hắn để cho ta mang theo các ngươi tiến về Thiên Hoang, cái này đã giải thích, hắn đã sớm dự kiến đến nguy hiểm. Đám người nghe vậy, cẩn thận trầm tư chốc lát, phát hiện thật đúng là như thế. Tiêu Phàm để bọn hắn đi trước, nhất định là có việc làm, hoặc là sớm liền phát hiện nguy hiểm, bằng không mà nói. Tiêu Phàm không tất muốn nói lời như vậy. Nếu như là đột phát sự kiện, Tiêu Phàm có lẽ thật vẫn khả năng nguy hiểm, nhưng tất nhiên hắn đã sớm dự liệu được, kết quả kia liền hoàn toàn khác nhau. Thí thần trầm mặc chốc lát, mới gật đầu nói, chúng ta đi trước Thiên Hoang. Tiêu Phàm cùng hắn tầm đó thế nhưng là có một loại thần diệu liên hệ, nếu như Tiêu Phàm thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, thí thần là trước tiên có thể cảm ứng được. Nhưng là bây giờ, thí thần cũng không có cái loại cảm giác này, liền giải thích Tiêu Phàm bình yên vô sự. Nghĩ vậy, thí thần quyết định lúc trước hướng Thiên Hoang, đem căn cơ ổn định lại nói. Mà cái này sự tình, một mảnh xa lạ thổ địa bên trên. Lưu Ly Tịnh Thổ, Tiêu Phàm sững sờ, cùng cửu U Ma Toan nhìn nhau, hai người đều có thể nhìn ra riêng phần mình trong mắt kinh ngạc. Tam Tinh Ma Quật Lưu Ly Tịnh Thổ, bọn họ tự nhiên là nghe nói qua, nhất là Tiêu Phàm. Trước đó bị hắn làm si ngốc cái kia Liễu Khuyết, cha không phải là Lưu Ly Tịnh Thổ Liễu Lăng Ma Tôn sao? Truyền văn, Liễu Lăng Ma Tôn thế nhưng là thượng phẩm thánh tôn A, dù cho ở Tam Tinh Ma Quật Lưu Ly Tịnh Thổ, cũng coi là cực kỳ xuất chúng nhân vật. Đây là đem ta cố ý hướng trên lửa nướng sao, Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm. Hắn chỉ là một cái thánh đế cảnh hậu kỳ mà thôi, nếu để cho Liễu Lăng Ma Tôn biết rõ hại con của hắn ngu ngốc người liền ở Lưu Ly Tịnh Thổ. Đối phương không giết hắn mới là lạ chứ. Tiêu Phàm biết rõ thiên đố chi nhân xui xẻo uy lực, nhưng lần này, lại là để Tiêu Phàm có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Tiền bối, xin hỏi làm sao rời đi Lưu Ly Tịnh Thổ? Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, mười điểm khách khí hỏi. Tam Tinh Ma Quật, vậy ít nhất cũng phải là thánh đế cảnh đỉnh phong mới có tư cách tiến vào A, dù sao, chỉ có Thiên Hoang thần các thiên các người, mới có thể giải tỏa Tam Tinh Ma Quật. Mà đại đa số tiến vào Tam Tinh Ma Quật người, cũng là thánh tôn cảnh. Hắn một cái thánh đế cảnh hậu kỳ đợi ở chỗ này, ở trong mắt người khác, không khác chịu chết không hai.
nơi đây khoảng cách Lưu Ly Thành không xa, các người hướng phía đông phi hành 30 vạn dặm, liền có thể đạt tới. Hắc Y nam tử đạm mạc nói, trên mặt không có quá nhiều biểu lộ. Nếu như nơi này không phải chỉ có một mình hắn, đoán chừng hắn đã sớm động thủ. Thánh đế cảnh tiểu tử, giết cũng liền giết, con muỗi tuy nhỏ, nhưng cũng là thịt a. Nhưng trước đó động tĩnh khổng lồ, hấp dẫn không ít người lực chú ý, chung quanh chỉ ít cũng có tầm 10 ánh mắt, Hắc Y nam tử tự nhiên là không dám tùy tiện động thủ. Nếu như trước mặt nhiều người như vậy giết Tiêu Phàm cùng Cửu U Ma Toan, hắn hành vi coi như cùng dị ma một dạng, đó là sẽ gặp phải tu sĩ khác phỉ nhổ, cùng Thiên Hoang Thần Các xóa đi. Việc này, một người vụng trộm làm một chút là có thể, nhưng tuyệt đối không thể trắng trợn, chí ít không thể thả ở trên mặt bàn. Bằng không mà nói, lấy hậu nhân người chặn giết Thiên Hoang cấp thấp tu sĩ, cái kia còn làm sao đối kháng dị ma. Đoán chừng đã sớm lục đục a. Đa tạ tiền bối, cáo từ. Tiêu Phàm chắp tay, xoay người đạp vào Cửu U Ma Toan phía sau lưng, quay người liền hướng Hắc Y nam tử phương hướng chỉ bay đi, một khắc cũng không nguyện ý dừng lại. Hắc Y nam tử hướng về Tiêu Phàm bọn họ rời đi phương hướng nhìn nhiều thật lâu, lúc này mới thu hồi ánh mắt, ngay sau đó quay người hướng một phương hướng khác bay đi, hắn cuối cùng vẫn bỏ qua ứng phó Tiêu Phàm bọn hắn tính toán. Bất quá Hắc Y nam tử từ bỏ, cũng không đại biểu những người khác cũng hoàn toàn từ bỏ, trong bóng tối liền có một bóng người lặng yên không tiếng động đi theo Tiêu Phàm bọn hắn cước bộ. Ở Tam Tinh Ma Quật, yếu nhất dị ma cùng Thiên Hoang tu sĩ cơ bản cũng là thánh đế cảnh đỉnh phong, rất khó gặp gỡ mặt khác càng tu vi thấp. Mà bây giờ lại gặp một cái thánh đế cảnh hậu kỳ, nếu như giết hắn, khẳng định có thể dễ như trở bàn tay lấy được hắn thứ ở trên thân, vạn nhất hắn lai lịch không nhỏ, có thể làm cho bản thân đột phá cảnh giới cao hơn đây. Lại nói Tiêu Phàm cùng Cửu U Ma Toan rời đi, Tiêu Phàm càng là để Cửu U Ma Toan toàn lực đi đường, cái này khiến Cửu U Ma Toan một trận xem thường, người nhà, tiểu tử ngươi cũng như vậy tham sống sợ chết. Xuống dưới, Tiêu Phàm đột nhiên khẽ quát một tiếng, để Cửu U Ma Toan một đầu chồng vào rừng rậm, một người một thú vội vàng ẩn tàng khí tức. Tiểu tử, tất yếu như vậy hay sao? Chẳng lẽ những người kia còn dám đuổi giết chúng ta hay sao? Cửu U Ma Toan nói nhỏ. Những người kia thực lực mặc dù không yếu, nhưng hắn dù sao cũng là bán bộ thánh tôn cảnh, hơn nữa cùng Tiêu Phàm phối hợp, liên hạ phẩm thánh tôn cảnh ma tôn đều giết qua, còn có gì đáng sợ chứ? Vậy cũng chưa chắc, Tiêu Phàm híp hai mắt, ngẩng đầu hướng về không trung. Cửu U Ma Toan còn muốn nói điều gì, còn không chờ hắn mở miệng. Một cỗ mạnh mẽ khí thức từ đằng xa truyền đến, chớp mắt liền liền xuất hiện ở bọn hắn không trung. Người tới một bộ áo bào trắng, đeo mặt nạ, thấy không rõ khuôn mặt, thỉnh thoảng ngược lại là cái này tứ phương, tựa như đang tìm cái gì. Thực sự có người giết chúng ta, Cửu U Ma Toan trợn tròn mắt, vừa mới bọn họ gặp đều là nhân tộc thánh tôn cảnh A, đối phương vậy mà muốn giết bọn họ. Nghĩ vậy, Cửu U Ma Toan con người phát lạnh, quả nhiên. Cho dù là Thiên Hoang người, cũng chưa chắc có thể tin. May mắn Tiêu Phàm cảnh giác, bằng không mà nói, bọn họ coi như bị đối phương đánh chặn đường. Không chỉ có người giết chúng ta, hơn nữa có vẻ như còn gặp gỡ người quen. Tiêu Phàm ngữ khí lạnh xuống, đáy mắt chỗ sâu hiện lên sát ý lạnh như băng, lạnh lùng hướng về trời cao đạo thân ảnh kia, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Người quen, Cửu U Ma Toan sững sờ, vẻ mặt không tin nhìn xem Tiêu Phàm. Bọn họ tiến vào Thiên Hoang vốn cũng không có bao lâu, dù cho ở Thiên Hoang thần các đều rất khó nhìn đến người quen, lại càng không cần phải nói chim không thèm ị ma quật. Hơn nữa, dạng này Tam Tinh Ma Quật, Thiên Hoang tu sĩ nhiều không kể xiết, muốn gặp gỡ người quen, không khác người si nói mộng. Nhưng Tiêu Phàm cái kia bộ dáng nghiêm túc lại không giống làm bộ, hắn ánh mắt không khỏi hướng về cao mở đạo thân ảnh kia nhìn tới. Đáng tiếc, nơi này rừng rậm bộc phát. Căn bản không nhìn thấy trên không thân ảnh kia khuôn mặt, mà hắn lại không dám phóng thích lực lượng linh hồn, sợ bại lộ vị trí của mình. Nhưng mà một khắc sau, Tiêu Phàm lời nói, lại là để Cửu U Ma Toan nhìn không được phát lạnh. Ma Toan, nếu không chúng ta ra ngoài gặp mặt lão bằng hữu. Tiêu Phàm cười cười. Lão bằng hữu, Cửu U Ma Toan vẻ mặt không tin, hắn mặc dù thấy không rõ mặt mũi của đối phương. Nhưng lại có thể cảm nhận được trên người đối phương băng lãnh khí tức. Cái này cũng không giống như là lão bằng hữu nên có khí tức a.
đối phương hẳn là muốn giết bọn họ mới đúng. Hắn nghĩ ngăn cản, có thể Tiêu Phàm tốc độ càng nhanh, lời còn chưa dứt, hắn liền đã đạp không mà lên, hơn nữa Tu La kiếm chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trong tay, đưa tay chính là một kiếm. Một đạo kiếm hồng xẹt qua thương khung, hư không đều dường như bị một kiếm này cắt thành hai nửa, đột phá thánh đế cảnh hậu kỳ, Tiêu Phàm kiếm pháp càng ngày càng thành thục ác liệt. Cửu U Ma Toàn cũng không chút do dự đi theo, hắn lại là nhìn thấy, đạo thân ảnh kia vậy mà sớm cảm nhận được khí tức tử vong, vội vàng hướng một bên lui ra phía sau mấy bước. Lâm Nho, khi thấy đạo thân ảnh kia thời khắc, Cửu U Ma Toàn cũng không nhịn được kêu lên. Lâm Nho, không sai, người trước mắt, chính là Lâm Nho. Ban đầu ở thần đạo cổ cương võ đạo tiệc trà bên trên, Tiêu Phàm triệt để đắc tội nhân vật, hắn chính là hạ phẩm thánh tôn Tu Vi, thực lực không kém. Chỉ là, để Cửu U Ma Toàn càng bất ngờ chính là, bọn họ đoạn thời gian trước đến thiên hoang, còn gặp được gia hỏa này a, làm sao hôm nay lại xuất hiện ở Lưu Ly tỉnh thổ đây? Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại, Lâm Nho thế nhưng là hạ phẩm thánh tôn, có quyền tiến vào tam tinh ma quật, xuất hiện ở đây cũng không phải là cái gì quái dị sự tình. Tiêu Phàm muốn một kiếm đánh giết, đáng tiếc không có đánh trúng, không khỏi có chút tiếc hận. Cái này Lâm Nho cũng không phải bình thường cảnh giác, vậy mà thời khắc hướng về bốn phía, đề phòng hết sức. Tiểu tử, quả nhiên là ngươi. Lâm Nho tránh thoát Tiêu Phàm một kiếm, quay người nhìn thấy xuất thủ người đánh lén hắn, trên mặt không kiềm hãm được chậm rãi hiện ra nụ cười. Tiêu Phàm nhiều lần nhường hắn mất hết thể diện, Lâm Nho đã sớm ghi hận trong lòng, hắn nhưng là hận không thể lập tức diệt Tiêu Phàm. Bởi vậy, trước đó nghe được nổ mạnh, hắn cũng cố ý chạy tới nhìn thoáng qua, vừa bắt đầu hắn còn cho rằng mình nhìn lầm rồi người, cho nên chỉ muốn cùng xuống xem một chút rốt cuộc. Nếu như là Tiêu Phàm bọn họ, vậy liền trực tiếp lặng yên không tiếng động giết, xem như báo thù rửa hận. Nếu như không phải Tiêu Phàm bọn họ, cái kia thần không biết quỷ không hay diệt đi, đến lúc đó lấy được Tiêu Phàm bọn họ trên người càn khôn giới, đó cũng là một bút thu hoạch không nhỏ, nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là, vậy mà thật là Tiêu Phàm bọn họ. Là ta, làm sao, người muốn giết ta? Tiêu Phàm cười híp mắt nhìn xem Lâm Nho, trên mặt lộ ra ý cân nhắc. Không phải Lâm Nho xem thường Tiêu Phàm, mà là Tiêu Phàm tu vi thực sự quá thấp. Lần trước nếu như không phải Tà Vũ xuất thủ, Lâm Nho bọn họ đều kiêng kỵ Tà Vũ thân phận, đoán chừng bọn họ đã sớm đối Tiêu Phàm động thủ, há lại sẽ chờ tới bây giờ. Ha ha, ông trời thật không phụ ta, lại đem các người đưa đến dưới kiếm của ta, mặc ta xâm lược. Lâm Nho ngửa mặt lên trời cười to, nụ cười này, hắn là không kiềm hãm được. Hắn nghĩ giết Tiêu Phàm rất lâu, hiện tại lão thiên gia đem Tiêu Phàm đưa đến chân mình phía dưới, cái này khiến hắn làm sao mất hứng đây. Ma Toan, lần trước chúng ta giết cái kia hạ phẩm thánh tôn, có vẻ như cũng là như vậy cuồng a. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại nói ra, trên mặt cũng không có chút nào sợ ý tứ. Nhưng lời này nghe được Lâm Nho trong tai, vận vị hoàn toàn khác nhau, hắn nụ cười trên mặt đều đột nhiên ngừng lại. Giết hạ phẩm thánh tôn, Tiêu Phàm cùng tòa kỵ của hắn hai cái, giết qua hạ phẩm thánh tôn. Chấn kinh, hoảng hốt, một đám phức tạp cảm xúc toàn bộ đều ngưng tụ ở Lâm Nho trên mặt, hắn còn cho rằng mình nghe lầm. Trọn vẹn mấy tức về sau, Lâm Nho mới hồi phục tinh thần lại, tất cả cảm xúc đều biến thành khinh thường, ngay sau đó cản rỡ cười to, khinh bỉ nhìn xem Tiêu Phàm nói, liền bằng các ngươi, cũng có thể cùng thánh tôn cảnh một trận chiến. Có bản lĩnh, giết ta thử xem, không nghĩ tới còn có người có dạng này đặc biệt yêu cầu. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, nói, đã như vậy, vậy nếu là không bằng ngươi mong muốn, ngươi còn phải trách ta. Nói đến đây, Tiêu Phàm cho Cửu U Ma Toan một ánh mắt. Cửu U Ma Toan bĩu môi, ngươi nha, nói có vẻ như rất nghiêu bức dáng vẻ, hiện tại động thủ, không còn phải dựa vào ta. Có bản lĩnh, một mình ngươi làm thịt Lâm Nho a. Vậy liền để sủng vật của ta nhường ngươi chơi đùa a. Tiêu Phàm bổ sung lần nữa một câu. Cửu U Ma Toan lập tức nhe răng trợn mắt, hắn hiển nhiên là phẫn nộ rồi. Sủng vật em gái ngươi. Nãi nãi, lão tử đường đường Cửu U Ma Toan, liền Cửu U Ma chủ đều không thể thu phục lão tử làm hắn sủng vật, bằng ngươi cũng xứng. Bất quá hắn là tuyệt đối không dám nổi giận, cái mạng nhỏ của hắn còn khống chế ở trong tay Tiêu Phàm đây, nếu là chọc giận Tiêu Phàm, đều không có quả ngon để ăn.
Ở Tiêu Phàm ép buộc phía dưới, Cửu U Ma Toan đành phải động thủ, chỉ thấy hắn hóa thành một đạo chớp lóe nhào về phía Lâm Nho. Nhiệt xúc, tự tìm cái chết. Lâm Nho biết rõ Tiêu Phàm lá gan rất lớn, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm sủng vật vậy mà cũng dám động thủ, chẳng lẽ mình thật không chịu được như thế sao? Lâm Nho giận tím mặt, sát khí nặng nề, trong tay xương phiến, lập tức trở nên đỏ tươi hết sức, không biết lây dính bao nhiêu máu tươi. Đồng thời, trên người hắn hiện lên vô số huyết sát chi khí, đó là giết vô số nhân tài ngưng tụ mà thành. Không kém a, Tiêu Phàm ngâm khẽ một tiếng. Hắn phát hiện, cái này Lâm Nho, so với lần trước nhìn thấy thời điểm, mạnh hơn, chí ít, khí tức của hắn vững hơn. Lần thứ nhất nhìn thấy, Lâm Nho hẳn là vừa mới đột phá thánh tôn cảnh, lần trước nhìn thấy, hắn khí tức trên thân vẫn như cũ có chút phù phiếm, nhưng lúc này đây, khí tức của hắn vậy mà 10 điểm trầm ổn. Phốc phốc, hư không từng đạo lợi kiếm tiếng rít vang lên, chỉ thấy Cửu U Ma Toan ra chóc thịt bong, thân thể bị vô số kiếm lợi nhận quét chúng, máu tươi bắn tung tóe. Đối diện Lâm Nho, trên người áo bào trắng đã nhuộm đỏ, dường như máu tươi thẩm thấu, trên người hắn tán phát sát ý, càng là khủng bố ngập trời. Thị huyết thư sinh, Tiêu Phàm lúc này mới nhớ tới, Lâm Nho mặc dù là ăn mặc kiểu thư sinh, nhưng hắn vẫn có một cái xưng hào, thị huyết thư sinh. Người này, tuyệt đối không phải nhìn qua đơn giản như vậy, cũng là một cái nhân vật hung ác. Liền chút năng lực ấy, cũng dám đánh lén ta. Lâm Nho khinh thường. Vừa rồi các ngươi nên cùng lão vương bát một dạng nằm sấp, co đầu rút cổ lấy, có lẽ có thể tránh thoát một kiếp, đáng tiếc, hiện tại ai cũng không thể cứu được các ngươi. Ngu xuẩn, Cửu U Ma Toan nhìn thấy Lâm Nho cái kia dương dương đắc ý bộ dáng, trực tiếp giận mắng một tiếng. Sau một khắc, khí tức trên thân của hắn biến, giống như núi lửa phun trào đồng dạng, trong nháy mắt tăng lên gấp bội. Đồng thời, hắn trong mắt cũng phát sinh biến hóa, trắng đen xen kẽ. Một vòng lại một vòng, cực kỳ thần bí khủng bố. Tiểu tử, ta làm tàn hắn, ngươi tới giết hắn. Để lại một câu nói, Cửu U Ma Toan liền không muốn sống một dạng liền xông ra ngoài. Lâm Nho cảm nhận được Cửu U Ma Toan khí tức trên thân, nheo mắt, đối phương rõ ràng chỉ là bán bộ thánh tôn cảnh, lại làm cho hắn cái này chân chính thánh tôn cảnh đều cảm giác hãi hùng khiếp vía. Đây là cái gì thần thú? Lâm Nho rất nhanh lấy lại tinh thần. Loại kia sợ hãi biến mất, bị kinh hỉ chiếm lấy. Cái này thần thú ở bán bộ thánh tôn cảnh liền như vậy, nếu là đột phá hạ phẩm thánh tôn, đây chẳng phải là nghịch thiên. Huống chi, nó bây giờ là mạnh, nhưng chỉ là bán bộ thánh tôn cảnh a. Nếu như tiểu gia hàng phục nó, chẳng phải là chiếm được một sự giúp đỡ lớn. Trong đầu lóe lên ý nghĩ này thời khắc, Lâm Nho khóe miệng không tự chủ được hiện ra một nụ cười. Về phần Cửu U Ma Toan bùng nổ luân hồi chi lực, hắn không có chút nào để ở trong mắt. Bán bộ thánh tôn cảnh cùng chân chính thánh tôn cảnh chênh lệch, như thế nào một đầu xúc sinh có thể lý giải? Diệt thế trưởng, nhìn thấy Cửu U Ma Toan đánh tới, Lâm Nho trong lòng gầm nhẹ một tiếng, một cỗ bá đạo lực lượng từ bàn tay hắn tuôn ra, ngưng tụ thành một cái vài trăm trượng phong trường. Phong trường bên trong ẩn chứa một cỗ kinh khủng lực lượng. Dường như muốn hủy diệt tất cả, rảo sát tất cả. Phong chi bản nguyên, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, ngược lại là ngoài ý muốn nhìn Lâm Nho một cái. Gia hỏa này, phách lối về phách lối, nhưng thiên phú quả thật không tệ, không khỏi lĩnh ngộ phong chi bản nguyên, có vẻ như còn ngưng tụ ra nguyên tuyền, khó trách có thể đột phá thánh tôn cảnh. Bất quá, Cửu U Ma Toan luân hồi chi mơ uy lực, đó cũng không phải là đùa giỡn, cái kia luân hồi chi lực. Thế nhưng là ẩn chứa thời không bản nguyên, cùng sinh tử bản nguyên lực lượng. Lần trước Cửu U Ma Toan một đòn, trực tiếp đả thương nặng cường lực hạ phẩm ma tôn càn lực ma tôn. Ầm ầm, hư không bạo tạc, Lâm Nho bản nguyên lực lượng kém chút xoắn nát hư không, không trung phát ra đinh tai nhức óc bạo phá thanh âm, nhưng mà quỷ dị chính là, cũng không ngăn được Cửu U Ma Toan luân hồi chi lực. Làm sao có thể, Lâm Nho kinh ngạc không thôi. Trợn to hai mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Sau một khắc, hắn chuẩn bị nhanh chóng hướng về sau phương thối lui, có thể lúc này, một đạo hủy diệt tính lợi mang từ hậu tâm hắn chuyển đến, như có người sử dụng kiếm đứng vững hậu tâm của hắn một dạng. Lâm Nho dọa đến vãi cả linh hồn, bản năng hướng một bên tránh đi, có thể cái này trong phút chốc, Cửu U Ma Toan luân hồi chi lực toàn bộ tràn vào Lâm Nho thể nội.
Nguyên bản quanh thân huyết khí mênh mông lâm nho, trên người huyết sát chi khí trong nháy mắt tiêu tán không ít, cùng lúc đó, trong cơ thể hắn sinh cơ cũng sói mòn non nửa. Để cho hắn sợ hãi là, hắn bản nguyên chi lực, vậy mà cũng giống như giải tán. Làm sao có thể, lâm nho kinh khủng, bản nguyên chi lực, đây chính là bản thân lĩnh ngộ lực lượng A, làm sao có thể tán loạn đây? Không, chuẩn xác mà nói, không phải tán loạn, mà là thật giống như bị cái gì cho hòa tan, mà là đi bản nguyên chi lực, hắn làm sao đều bổ không trở lại. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cửu U Ma Toan, tựa như nghĩ tới khả năng nào đó, chẳng lẽ là cửu U Ma Toan. Nhưng cửu U Ma Toan không phải diệt tuyệt vô số năm tháng sao, lại làm sao có thể xuất hiện ở đây. Phốc phốc, khi hắn thất thần thời khắc, một đạo lợi mang xuyên qua đầu vai của hắn, máu tươi bắn tung tóe. Đây là hắn kịp thời tránh né duyên cớ, bằng không mà nói, lâm nho đã một đòn bị mất mạng. Tu vi của ta, vừa sợ vừa giận thời khắc, lâm nho đột nhiên gặp quỷ đồng dạng, kinh hãi giống lên. Ngay cả Tiêu Phàm cũng là kinh ngạc không thôi, lâm nho chỉ là bị bọn họ đánh trúng thụ một chút vết thương nhẹ mà thôi, làm sao giờ phút này tán phát khí tức, biến thành bán bộ thánh tôn cảnh. Tu vi ngã xuống, Tiêu Phàm vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem cửu U Ma Toan, mà cửu U Ma Toan cái kia mỏi mệt mà đỏ bừng con ngươi bên trong, lại là chán phóng một vòng ngạo nghễ quang mang. Hiển nhiên, đây đúng là hắn làm được, khó trách hắn vừa rồi kêu gào, bản thân trọng thương lâm nho, muốn Tiêu Phàm giết hắn. Hạ phẩm thánh tôn, Tiêu Phàm đơn đả độc đấu, có lẽ giết không chết, nhưng bán bộ thánh tôn cảnh, Tiêu Phàm muốn diệt sát, không muốn quá đơn giản. Hô, không đợi Tiêu Phàm tiếp tục xuất thủ, lâm nho xoay người chạy, chỗ nào còn nhớ được diệt Tiêu Phàm. Bán bộ thánh tôn cảnh hắn, không bị Tiêu Phàm diệt, liền đã không tệ. Muốn chạy, không phải mới vừa muốn ta giết ngươi sao? Tiêu Phàm biểu tình vẻ cổ quái, hóa thành một vệt sáng vọt tới, đưa tay chính là một kiếm nổi giận chém mà xuống. Hắn cũng mặc kệ lâm nho là bối cảnh gì, gia hỏa này muốn giết hắn, vậy thì phải chết. Cửu U Ma Toan cũng không có truy sát, vừa rồi một đòn, đã vận dụng hắn bây giờ 8-9 thành thực lực, thân thể có chút lung lay sắp đổ. Hắn thấy, Tiêu Phàm cái này một kiếm hạ xuống, lâm nho không chết cũng tàn phế. Bang, nhưng mà, sự tình cũng không có như Tiêu Phàm cùng cửu U Ma Toan ý liệu như vậy, ở ánh kiếm của hắn sắp rơi vào lâm nho trên người thời khắc, một đạo màu lửa đỏ tàn ảnh, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở lâm nho bên cạnh. Đồng thời, Tiêu Phàm chém xuống kiếm cương tại hư không nổ tung, hóa thành một trận cuồng phong tiêu tán thành vô hình. Tiêu Phàm nhíu mày, lãnh đạm ánh mắt nhìn lâm nho trước người đạo thân ảnh kia, đó là một người mặc hỏa hồng bào cao gầy nữ tử, một đôi bắp đùi thon dài trắng noãn như ngọc, đoạt người nhãn cầu. Màu lửa đỏ váy dài dường như bao không được nàng vóc người bốc lửa kia, đường cong xinh đẹp rất có đánh vào thị giác. Tuyệt sắc, lần đầu tiên nhìn thấy cô gái này người. Trong đầu nhất định sẽ trước tiên toát ra cái từ này, mà cái này nữ cũng xứng được cái từ này. Tiêu Phàm cũng coi là kiến thức rộng, nhưng là lần đầu tiên, không, lần thứ hai nhìn thấy dạng này nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt. Ở Tiêu Phàm trong lòng, đương nhiên là chúng ta tiểu ma nữ đẹp nhất. Nhưng trước mắt váy đỏ nữ tử, hình dạng thật không thể chê. Chỉ là, nàng này khí chất trên người lại cùng nàng cái kia tuyệt mỹ dung nhan không hợp nhau. Lạnh như băng sơn, đây là nàng này cho hắn một loại khác cảm giác. Đương nhiên, những cái này đều là thứ yếu, không đủ để đối Tiêu Phàm tạo thành đánh vào thị giác. Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn rơi vào tay cô gái chúng cái kia dài 2 mét đại đao lúc, Tiêu Phàm triệt để không bình tĩnh. Đây là Thanh Long Yển Nguyệt đao. Không đúng, là Phương Thiên Hỏa Kích. Cũng không phải, đây là một chuôi quỷ đầu đao, chiều dài không nhỏ hơn 2 mét quỷ đầu đao. Đao dài so váy đỏ nữ tử thân cao còn dài hơn rất nhiều, mặc dù hắn tạo hình phổ thông, nhưng cực kỳ bá khí. Để Tiêu Phàm kiêng kỵ là, hắn và cửu U Ma Toan đều vậy mà nhìn không thấu tu vi của đối phương. Ít nhất là hạ phẩm thánh tôn. Trúc Hồng Tuyết, cứu ta, cứu ta. Lâm Nho từ trong kinh hoàng lấy lại tinh thần, dọa đến thân thể tê liệt trên mặt đất, về sau bỏ mấy bước mới đứng dậy. Ngay sau đó hắn tựa như lại cảm thấy mình 10 điểm mất mặt, tất cả phẫn nộ chuyển ở Tiêu Phàm trên người, vẻ mặt hung thần ác sát hướng về Tiêu Phàm nói, nhanh, giết hắn cho ta. Giết hắn, Tiêu Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, nàng này cho hắn một loại cực mạnh uy hiếp cảm giác,
đối phương nếu như xuất thủ, hắn tất nhiên muốn toàn lực ứng phó. Nhưng mà, để Tiêu Phàm mắt trợn tròn chính là, váy đỏ nữ tử Trúc Hồng Tuyết nghe được Lâm Nho gầm thét, tựa như căn bản không nghe thấy đồng dạng, quay người hướng một bên đi đến. Trúc Hồng Tuyết, ngươi làm gì, giết hắn cho ta. Nhìn thấy váy đỏ nữ tử Trúc Hồng Tuyết muốn đi, Lâm Nho giận tím mặt. Tiêu Phàm cùng cửu U Ma Toan vẻ mặt mộng bức, người nhà Lâm Nho nghiêu bức a, lại dám đối một cái mạnh hơn hắn vô số lần người như thế giận dữ mắng mỏ. Chẳng lẽ nàng này, là Lâm Gia Gia Nô? Nhìn thấy vừa mới còn dọa đến gần chết, giờ phút này lại phách lối vô hạn Lâm Nho, Tiêu Phàm cùng cửu U Ma Toan trợn tròn mắt. Lấy bọn hắn nhãn lực, tự nhiên là liếc thấy liền nhìn ra, Lâm Nho cùng váy đỏ nữ tử Trúc Hồng Tuyết hoàn toàn không phải cùng một cái cấp độ. Hoặc có lẽ là, Trúc Hồng Tuyết có thể nhẹ nhõm nghiền ép mấy cái Lâm Nho. Nhưng Lâm Nho lại một chút cũng không e ngại váy đỏ nữ tử, liền để cho hai người không nghĩ ra được. Nếu như váy đỏ nữ tử Trúc Hồng Tuyết không phải Lâm Gia Gia Nô, cái kia Lâm Nho sao lại dám vênh váo hung hăng đây? Chỉ là, Trúc Hồng Tuyết hoàn toàn không nhìn Lâm Nho tiếng giống giận dữ, từng bước một đi về phía trước đi, tựa như vừa mới cũng không có cứu một người như vậy. Hỗn trướng! Thẳng đến váy đỏ nữ tử Trúc Hồng Tuyết sắp biến mất, Lâm Nho tức giận mắng một tiếng, xoay người bỏ chạy. Hắn biết rõ, Trúc Hồng Tuyết là không thể nào nghe hắn, giết Tiêu Phàm cùng cửu U Ma Toan, hiện tại hắn chỉ là bán bộ thánh tôn cảnh thực lực, lúc này không trốn, chờ đến khi nào. Trong chớp mắt, Lâm Nho liền biến mất ở Tiêu Phàm trong tầm mắt của bọn hắn. Tiêu Phàm cùng cửu U Ma Toan cũng không có truy sát Lâm Nho, mà là ngươi nhìn lấy ta. Ta nhìn vào ngươi, đưa mắt nhìn nhau. Đây là tình huống gì? Một người xuất thủ cứu Lâm Nho, lại bị Lâm Nho quát lớn, cái này cũng không phải cái gì anh hùng cứu mỹ nhân, mà là mỹ nữ cứu cẩu hùng a. Sau nửa ngày, hai người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vẫn là vẻ mặt mộng bức. Trúc Hồng Tuyết, Trúc gia không phải cũng là 10 đại gia tộc một trong sao? Làm sao ta cảm giác, Lâm gia là thế gia vọng tộc a? Cửu U Ma Toan lắp bắp nói. Cửu U Ma Toan cùng Tiêu Phàm ở Thiên Hoang mặc dù dạo chơi một thời gian không lâu, thế nhưng hiểu bao nhiêu một chút tin tức. Trúc gia, Thiên Hoang 10 đại gia tộc một trong, Thiên Hoang đông đảo trong gia tộc, không hề nghi ngờ, tam đại thế tộc mạnh nhất. Nhưng trừ bỏ tam đại thế tộc bên ngoài, phải kể tới thập đại gia tộc, mà Trúc gia chính là 10 đại gia tộc một trong. Đồng dạng, Lâm gia cũng là 10 đại gia tộc một trong. Hơn nữa bài danh còn ở Trúc gia về sau. Nhưng tình huống vừa rồi, lại tựa như trái ngược, Lâm gia nghiêu bức ầm ầm dáng vẻ, mà Trúc gia lại tựa như không còn gì khác. Bằng không mà nói, Lâm Nho lại thế nào dám như thế quát lớn Trúc gia đệ tử đây? Tiêu Phàm lắc đầu, hắn cũng không biết Lâm Nho lớn lối như thế nguyên nhân, hơn nữa không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú. Hắn hiện tại chỉ muốn rời đi Lưu Ly tịnh thổ, tiến về mặt khác nhất tinh ma quật. Dù sao, hắn thực lực quá yếu. Ở thần ma táng thổ, hắn dĩ nhiên có thể tung hoành tứ phương, không đâu địch nổi. Nhưng ở tam tinh ma quật Lưu Ly tịnh thổ, người có thể giết chết hắn nhiều vô số kể, Tiêu Phàm cảm thấy nơi này một chút cũng không an toàn. Trước khi đến tam tinh ma quật trước đó, muốn trước tiên đem tu vi đề lên, hắn nhất định phải chém giết dị ma, cô đọng vô số vô chủ khí số, liền có thể nhanh chóng đột phá. Nhất tinh ma quật có thể nói, chính là thiên đường của hắn. Nhưng mà Lưu Ly tịnh thổ chính là tam tinh ma quật, hắn cái này thánh đế cảnh hậu kỳ, ở trong này quá không hiện ra mắt. Giết dị ma, đừng nói giỡn, không bị dị ma giết coi như may mắn. Mặc dù Lưu Ly tịnh thổ ma tôn cũng không phải đi đầy đất, nhưng số lượng tuyệt đối không ít, chỉ ít so thần ma táng thổ hơn rất nhiều. Ở thần ma táng thổ hắn ăn ngon tàn nhẫn. Có thể nhanh chóng thu lấy vô chủ khí số. Hiểu mà ở nơi này, hắn là không làm được. Rời đi, ta muốn rời đi, Tiêu Phàm ý nghĩ trong lòng 10 điểm kiên định, nếu là chết tại cái này Lưu Ly tịnh thổ, vậy liền quá uổng phí. Tiểu gia nhất định phải nhanh đột phá thánh đế cảnh đỉnh phong, nhất cử bước vào thánh tôn cảnh, đến lúc đó, đừng nói này tam tinh ma quật, chính là tứ tinh ma quật, tiểu gia cũng dám đi xông xáo. Tập trung ý chí. Tiêu Phàm ngồi ở cửu U Ma Toan trên lưng, dựa theo trước đó người kia chỉ dẫn, tiến về Thiên Hoang trụ sở, Lưu Ly Thành. Nhưng mấy ngày kế tiếp, đừng nói Lưu Ly Thành, chính là bóng dáng quỷ cũng không thấy đến một cái. Nha,
bị lừa, cửu U Ma Toàn rốt cục nhịn không được giận mắng. Nha, đừng để bản tôn gặp lại ngươi, bằng không đem ngươi tháo thành tám khối. Tiêu Phàm thần sắc coi như bình tĩnh, bất quá nội tâm cũng có một chút khó chịu, cùng là thiên hoang người, ta chỉ không hỏi qua ngươi rời đi nơi đây phương pháp mà thôi, ngươi vậy mà cố ý gạt ta. Coi như ngươi không muốn nói cho ta, nói một câu không biết cũng có thể a. Vì sao muốn cố ý chỉ cho ta một sai lầm phương hướng đây? Tiểu tử, chúng ta chớ đi, một đường đi tới, chúng ta gặp đối thủ càng ngày càng mạnh, thế này sao lại là rời đi ma quật, rõ ràng là xâm nhập ma quật. Cửu U Ma Toan nhắc nhở Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm thầm dĩ vi nhiên gật gật đầu, đi tiếp như vậy, đừng nói rời đi lưu ly tịnh thổ, khả năng trực tiếp cho dị ma tới cửa tặng đầu người. Trên đường gặp dị ma rất ít. Đó là bởi vì Tiêu Phàm bọn họ kịp thời tránh đi, bằng không mà nói, khẳng định không có như vậy thông thuận. Thật muốn dạng này, đến lúc đó cho dù chết, đoán chừng cũng sẽ biến thành thiên hoang trò cười. Tìm người hỏi một chút, Tiêu Phàm trầm giọng nói. Hắn nội tâm nói với chính mình, dạng này một đường đi tới không được, nhất định phải hỏi rõ ràng lưu ly thành vị trí, tốt nhất là lấy được lưu ly tịnh thổ bản đồ địa hình, vậy thì cái gì đều không cần phải sợ. Đi lại chốc lát, Tiêu Phàm cùng cửu U Ma Toan hai cái màng nhĩ đột nhiên hơi hơi chấn động một cái, tựa như nghe được thanh âm gì. Phía trước có người chiến đấu, cửu U Ma Toan không cần Tiêu Phàm mở miệng, hắn đã bắt đầu chạy như điên, ngắn ngủi về sau, tốt mấy bóng người liền ra hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn. Đó là một đám dị ma, tựa như đang vây công một người. Không, chuẩn xác mà nói, là một người, ở đồ sát một đám dị ma. Là nàng, Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn, liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia đổ sát dị ma người, không phải là trước mấy ngày cứu Lâm Nho một mạng Trúc Hồng Tuyết sao? Nàng tại sao lại ở chỗ này? Hơn nữa, cái này Trúc Hồng Tuyết thực lực, làm sao sẽ mạnh như vậy? Những cái kia dị ma, cái kia dù sao cũng là có hai cái hạ phẩm thánh tôn A, nhưng tại hắn dưới đao, lại là liền sức hoàn thủ đều không có. Mạnh, vượt quá tưởng tượng mạnh. Tiêu Phàm gặp qua rất nhiều thiên tài, phái nam thiên tài hắn nhận biết không ít, có thể giống nàng này một dạng nữ tính thiên tài, Tiêu Phàm gặp quá ít. Vợ hắn tiểu ma nữ tính một cái, sau đó liền không có. Chỉ thấy cái kia Trúc Hồng Tuyết một tay dẫn theo một chuôi quỷ đầu đao, không có cái gì cổ thuật, không có cái gì cổ pháp, chính là đơn giản chém vào. Nhưng chính là động tác đơn giản, để một đám dị ma không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Vẻn vẹn mấy tức về sau, 7-8 đầu dị ma liền đổ vào Trúc Hồng Tuyết dưới chân. Không hổ là huyết la sát, hảo đáng sợ. Một đao một cái, cũng chỉ có nàng có thể làm được, dạng này nữ ma đầu, ngược lại là ta thiên hoang phúc, trong thiên hạ, trừ bỏ lâm thiên cảnh bên ngoài, sợ là đã không mấy người có thể khống chế được nàng. Đây không phải là nói nhảm sao, Trúc gia đã công khai, huyết la sát gả cho lâm thiên cảnh làm thiếp. Tí tí, các ngươi nhìn chân dài. Một bộ tốt biết bao pháo khung, nếu là gả cho ta, để cho ta sống ít đi mấy chục năm cũng không đủ. Bốn phía còn có không ít người trong bóng tối xem cuộc chiến, nhìn thấy Trúc Hồng Tuyết đại sát tứ phương, chẳng những không có gì sai kinh ngạc, ngược lại tập mãi thành thói quen. Huyết la sát, Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem Trúc Hồng Tuyết bóng lưng rời đi, vô cùng bất ngờ, thật sâu nhớ kỹ chương này khuôn mặt. Cũng không phải bị Trúc Hồng Tuyết cái kia tuyệt mỹ dung nhan hấp dẫn. Mà là hắn chém giết dị ma lúc cỗ kia thong dong cùng băng lãnh, để Tiêu Phàm đều không được không kinh ngạc. Nhưng mà một khắc sau, Tiêu Phàm nghe được một bên mấy người tiếng nghị luận, lông mày bỗng vẩy một cái, nhàn nhạt sát khí bắn ra đi. Cách đó không xa một chỗ trong rừng, truyền đến mấy đạo thanh âm, nguyên bản Tiêu Phàm còn không có chú ý, nhưng khi hắn nghe được một cái tên quen thuộc lúc, trong mắt sát quang lấp lóe. Nhìn thấy huyết la sát. Ta liền không tự chủ được nhớ tới Lâm Thiên Cảnh, bất quá Lâm Thiên Cảnh mặc dù tuyệt thế thiên kiêu, nhưng đệ đệ của hắn Lâm Nho lại là một cái phế vật. Ai nói không phải đây, đường đường hạ phẩm thánh tôn, giết một cái thánh đế cảnh hậu kỳ tiểu tử, lại bị đối phương đánh rơi xuống tu la, hơn nữa báo thủ đều còn cần phải mượn hắn người thủ đoạn. Ai bảo Lâm gia thế lớn đây, hơn nữa, Lâm gia là trấn thủ lưu ly tịnh thổ chủ lực, ở chỗ này, cho dù là thiên hoang thần các đệ tử thiên tài. Cũng không dám quá phận làm càn, bất quá ta có chút hiếu kỳ, cái kia đắc tội Lâm Nho tiểu tử, cuối cùng sẽ chết như thế nào? Còn có thể chết như thế nào, dù sao hắn là không thể nào còn sống rời đi.
thanh âm không lớn, hơn nữa dần dần đi xa, nhưng Tiêu Phàm nhĩ lực tự nhiên nghe được rõ rõ ràng ràng. Tiểu tử, cái kia Lâm Nho muốn giết chúng ta. Cửu U Ma Toàn cũng là nheo mắt, trong mắt sát quang bắn ra. Tiêu Phàm gật gật đầu, nhìn xem mảnh này quang hoa sáng rỡ thế giới, trong lòng hơi có chút kinh ngạc, lông mày cũng chậm chậm khóa chặt lên. Cái này Lưu Ly Tịnh Thổ, dĩ nhiên là người của Lâm gia trấn thủ. Vậy hắn cùng Cửu U Ma Toàn muốn rời khỏi, chẳng phải là không đi được. Một khi rơi vào Lâm gia trong tay, cái kia tuyệt đối thì sống không bằng chết. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng không phải là không có biện pháp rời đi, dù sao, hắn nhưng là có được người khác không có một hạng đặc thù bản lĩnh. Tiểu tử, người cải biến dung mạo cùng nguyên lực, mang theo ta ly khai, về sau chúng ta lại giết trở về. Cửu U Ma Toàn hung tợn nói. Nhưng mà Tiêu Phàm lại là lắc đầu, trên mặt hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, nói trước không vội, ta muốn trước xác định một lần, Lâm Nho có phải hay không như bọn họ nói tới như vậy. Nhìn thấy Tiêu Phàm nụ cười trên mặt, Cửu U Ma Toàn không khỏi dùng mình một cái, hắn biết rõ, Lâm Nho coi như không chết, đoán chừng cũng phải lột ra. Làm sao, ta cảm giác rất hưng phấn đây. Cửu U Ma Toàn bỗng nhiên lắc đầu, đây là gần đèn thì sáng gần mực thì đen sao. Đi theo Tiêu Phàm ở lâu, cũng liền ưa thích loại hành hạ này người sự tình, đây quả thực là biến thái a. Phi, ngươi mới biến thái. Nghĩ gì thế? Nhìn thấy Cửu U Ma Toàn thí thần, Tiêu Phàm sững sờ nói, không phải là muốn lấy hại ta a? Không phải, không phải. Cửu U Ma Toàn rụt cổ một cái, đầu giống như trống lúc lắc một dạng đung đưa. Hại Tiêu Phàm, có lẽ hắn trước kia là có ý nghĩ này, nhưng là cùng Tiêu Phàm ở lâu, hắn đã quên đi rồi cái này dự tính ban đầu. Cửu U Ma Toàn bản thân đều đang hoài nghi, chẳng lẽ ta bị tiểu tử này khuất phục? Làm sao có thể? Ta chính là thần thú bảng xếp hạng đệ bát thần thú, làm sao có thể bị một cái nho nhỏ thánh đế cảnh tin phục, năm đó Cửu U lão ma đều không thể để cho ta tin phục. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Cửu U Ma Toàn mang theo Tiêu Phàm khắp nơi tìm hiểu tin tức, 3 ngày sau, Tiêu Phàm rốt cục xác định, xác thực như lúc trước hắn nghe được như vậy, Lâm Nho muốn giết hắn. Hơn nữa Lâm Nho còn công bố Tiêu Phàm dung mạo, phát ngôn bừa bãi gặp gỡ Tiêu Phàm. Giết liền có thể thu hoạch được 5 vạn công huân điểm, vì thế hắn còn tập kết không ít tu sĩ. Nghĩ như vậy giết ta, Tiêu Phàm nghe được cái này tin tức, đều hơi kinh ngạc, cái này cỡ nào lớn thù, bao nhiêu oán. Cái này đã không chỉ là muốn giết ta, còn muốn ăn ta à. Gia hỏa này chính là tự tìm cái chết, nhất định phải cho hắn chút giáo huấn. Cửu U Ma Toàn thêm mắm thêm muối, hắn mặc dù không nghĩ Tiêu Phàm đi chiến đấu, nhưng cũng là hận không thể Tiêu Phàm ăn quả đắng. Không chỉ là giáo huấn, vẫn là một cái thảm thiết giáo huấn. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, dọa đến Cửu U Ma Toàn đều đánh cái ve mùa đông, lúc này Tiêu Phàm lại nói, ta suy nghĩ, dùng biện pháp gì tốt đây? Nếu không đào hắn quần, nhưng hắn chạy vội 8 vạn dặm. Cửu U Ma Toàn nghĩ một cái biện pháp. Tiêu Phàm vẻ mặt kinh ngạc nhìn Cửu U Ma Toàn, cố ý lui ra phía sau mấy bước, lộ ra một bộ ghét bỏ dáng vẻ. Cửu U Ma Toàn vẻ mặt mộng bức, làm sao, chẳng lẽ ta nói ý nghĩ này có vấn đề? Người cái này quá ác độc. Tiêu Phàm ho nhẹ một tiếng, cái kia Lâm Nho không phải muốn tìm ta sao, vậy ta liền để hắn tìm tới, mới hảo hảo chiếu cố hắn không được sao? Ngươi không phải nói muốn cho hắn giáo huấn sao? Cửu U Ma Toàn không hiểu, các ngươi gặp mặt, chẳng lẽ là chuẩn bị nói chuyện yêu đương sao? Lúc nào nói chuyện yêu đương cũng thay đổi thành dạy dỗ. Yên tâm, đây là một cái khắc cốt minh tâm giáo huấn. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, cười Cửu U Ma Toàn toàn thân run lên. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Tiêu Phàm mang theo Cửu U Ma Toàn khắp nơi du đãng, mặc dù hắn có biện pháp rời đi Lưu Ly Tịnh Thổ, nhưng bây giờ hắn không muốn rời đi. Hắn từ trước đến nay báo thù không qua đêm, tất nhiên người Lâm Nho nghĩ làm cho ta vào chỗ chết. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí, trước giết chết ngươi lại nói. Nơi này không phải ngươi Lâm gia địa bàn sao? Vậy ta ngược lại muốn xem, ngươi Lâm gia mạnh như vậy, lại có thể không thể giữ được ngươi. Tiểu tử, ngươi như vậy đi dạo, không phải liền là lãng phí thời gian sao? Cửu U Ma Toàn hơi không kiên nhẫn, ngươi không phải là muốn giết chết Lâm Nho sao? Cái kia ở nơi này lắc lư làm cái gì? Không sai biệt lắm, Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Những ngày qua, hắn tự nhiên không chỉ là đi dạo,
mà là thu hoạch lưu ly tịnh thổ tin tức. Hiện tại, hắn đem lưu ly tịnh thổ thế cục đại khái hiểu rõ, tự nhiên có thể hành động. Chỉ thấy hắn hướng về xa xa một cái phương hướng, nghiền ngẫm cười nói, phía trước 30 vạn dặm chính là Liễu Ma Thành, chúng ta bây giờ đi chơi một vòng. Đi Liễu Ma Thành chơi một vòng, cửu U Ma Toàn khóe miệng cuồng rút, ngươi nha, chẳng lẽ ngươi không biết, Liễu Ma Thành thành chủ, chính là thượng phẩm ma tôn sao? Tam tinh ma quật, cùng nhất tinh ma quật đồng dạng, dị ma một phương, cũng là có 5 tòa ma thành. Nhất tinh ma quật thần ma táng thổ, 5 tòa ma thành, trong đó 4 vị thành chủ chính là nhất tinh ma tôn, vị thứ 5 thì là nhị tinh ma tôn, xem như chấn thủ ma quật. Đồng dạng, tam tinh ma quật lưu ly tịnh thổ cũng là như thế, chỉ bất quá, trong đó 4 tòa thành chỉ thành chủ chính là tam tinh ma tôn, cái cuối cùng mới là tứ tinh ma tôn. Trong đó Liễu Ma Thành thành chủ, chính là một cái tam tinh ma tôn, cũng chính là tương đương với thiên hoang thượng phẩm thánh tôn cảnh. Phải biết, hai người bọn họ liền thánh tôn cảnh đều không phải là, bây giờ nói đi Liễu Ma Thành chơi một vòng, nếu như bị Liễu Ma Thành thành chủ biết rõ, đây chẳng phải là chết chắc. Người nhà muốn chịu chết, cái kia đừng lôi kéo ta. Đồ hèn nhát, Tiêu Phàm giận mắng một tiếng, ngươi lưu lại, thả ra tin tức, đem Lâm Nho hấp dẫn tới. Ta một người đi qua là được rồi. Tiêu Phàm vừa bắt đầu liền không có nghĩ tới để cửu U Ma Toan đi qua, muốn ứng phó Lâm Nho, chỉ dựa vào một mình hắn là không được. Một mình ngươi, cửu U Ma Toan triệt để kinh hãi. Tiểu tử, ngươi chỉ là thánh đế cảnh hậu kỳ, không phải thánh tôn A, ngươi kiêu ngạo như vậy, thật được không? Chỉ có một mình ta, Tiêu Phàm nghiêm túc gật đầu, bị người không cho phép phủ định. Nhìn thấy Tiêu Phàm kiên quyết cùng kiên định, cửu U Ma Toan biết rõ Tiêu Phàm không phải nói láo, đành phải trịnh trọng nhắc nhở nói, tiểu tử, người đến cùng muốn làm cái gì, cũng đừng chơi đến quá mức. Cái kia Lâm Nho không phải là muốn ta chết sao? Vậy ta, đương nhiên muốn giết chết hắn. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, xoay người rời đi, cửu U Ma Toan bên tai lại quanh quẩn một câu, đúng rồi, người tốt nhất đánh mấy cái động, quay đầu hữu dụng. Đào hang, cửu U Ma Toan ngây tại chỗ. Thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Ta đường đường thần thú bảng xếp hạng đệ bát thần thú, còn cần đào hang. Coi như gặp gỡ hạ phẩm thánh tôn, thậm chí trung phẩm thánh tôn, cho dù đánh không lại, vậy ta cũng có thể chạy trốn a. Được rồi, hay là nghe lời của tiểu tử đó, tiểu tử này ý đồ xấu cũng không ít. Nghĩ nghĩ, cửu U Ma Toan vẫn là quyết định nghe theo Tiêu Phàm mà nói, đào hang. Tiếp xuống mấy ngày. Hắn trừ bỏ đào hang bên ngoài, chính là dựa theo Tiêu Phàm phân phó, ngẫu nhiên để lộ tiếng gió, tiết lộ Tiêu Phàm hành tung. Lâm Nho bị hắn đùa nghịch xoay quanh, lửa giận trong lòng đã nhảy lên tới cực điểm, một bộ không làm chết Tiêu Phàm thề không bỏ qua tư thế. Đồng thời, phương viên mấy vạn dặm bên trong khu vực tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều, rất nhiều người nghe nói Lâm Nho cùng Tiêu Phàm ân oán, đều chạy tới xem kịch vui. Đương nhiên, phần lớn người cũng không coi trọng Tiêu Phàm, một cái lục bình không dễ người, cũng muốn cùng Lâm gia công tử Lâm Nho đấu. Dù cho Lâm Nho ở Lâm gia không tính là thiên tài, nhưng dù gì cũng là Lâm gia người A, huống chi, cái này lưu ly tịnh thổ nhưng vẫn là Lâm gia trấn thủ đây. Nơi này Lâm gia tu sĩ, không có 100, cũng có 50-60 A, hơn nữa trên cơ bản cũng là bán bộ thánh tôn cảnh trở lên tu vi, thậm chí thánh tôn cảnh. Cho dù không phải người của Lâm gia, ở trong này cũng sẽ cho Lâm gia mấy phần tình mọn, thậm chí giúp Lâm gia xuất thủ. Người nha, một cái thánh đế cảnh tiểu tử, cũng dám cùng Lâm Nho liều mạng. Đây không phải tự tìm cái chết, thì là cái gì chứ? Tiểu tử kia chết chắc, những ngày qua, Lâm Nho một mực đang tìm hắn đều không tìm được, đoán chừng là trốn đi. Có người nhìn có chút hả hê nói xong. Nơi này chính là Lâm gia địa bàn. Ở trong này đắc tội Lâm Nho, không phải muốn chết sao? Cũng có người âm thầm lắc đầu, bất quá cũng không có bao nhiêu vẻ tiếc hận. Đều nói thái cổ thần giới mạnh được yếu thua, kỳ thật thiên hoang mới thật sự là mạnh được yếu thua. Mà Tiêu Phàm, lại là bất chi bất giác đi tới một tòa thật to ma thành, Liễu Ma Thành bên ngoài. Nhìn qua đen kịt thâm thúy Liễu Ma Thành, Tiêu Phàm cảm giác ra đầu đều muốn nổ tung, trước mắt ma thành, mang cho hắn một loại cực mạnh áp lực. Loại này áp lực, dù cho đối mặt ám dạ ma thành, đều không tồn tại qua. Không hổ là có thượng phẩm ma tôn trấn giữ tam tinh ma thành.
Tiêu Phàm thực lực bây giờ, gặp gỡ thượng phẩm thánh tôn mà nói, vậy cũng tất nhiên là một con đường chết. Hô, Tiêu Phàm thở sâu, phun ra một ngụm trọc khí, tựa như lấy dũng khí làm một cái quyết định một dạng. Sau một khắc, Tiêu Phàm thân hình một trận biến ảo, biến thành một khuôn mặt khác, khí tức trên thân cũng đã xảy ra cải biến. Nếu như Lâm Nho nhìn thấy, nhất định sẽ buồn bực thổ huyết, Tiêu Phàm hiện tại trở thành hắn bộ dáng. Chỉ thấy Tiêu Phàm ở trong rừng cây đi dạo vài vòng, tựa như cố ý cổ Lâm lưu lại một loại nào đó khí tức, ngay sau đó lấy ra một bộ dị ma thi thể. Thi thể cơ hồ không thấy bộ dáng, máu thịt be bét, bất quá nhìn qua rõ ràng là không giết chết bao lâu. Không sai biệt lắm, Tiêu Phàm ngâm khẽ một tiếng, hắn thân thể lần nữa phát sinh biến hóa, biến thành dị ma bộ dáng, đồng thời khí tức trên thân của hắn cũng thay đổi thành dị ma khí tức. Tiêu Phàm loại này năng lực đặc thù, là người khác bắt chước không đến. Hắn phương pháp tu luyện, cơ hồ cùng dị ma giống như đúc, thậm chí hắn đều có thể thôn phệ dị ma khí số tới tu luyện. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Phàm đi ra khỏi rừng cây, nghênh ngang hướng về Liễu Ma Thành cửa thành đi đến. Có phía trước kinh nghiệm, Tiêu Phàm ngược lại là rất dễ dàng lẫn vào Liễu Ma Thành. Liễu Ma Thành cùng Phong Ma Thành so sánh, trừ bỏ thành trì rộng lớn một điểm, dị ma thực lực cường đại một điểm bên ngoài, mặt khác không có quá nhiều khác nhau. Tiêu Phàm không chút hoang mang ở Liễu Ma Thành du đãng, tựa như đang tìm cái gì. Liễu Khuyết bị thương, Liễu Lăng Ma Tôn chính tìm kiếm thầy thuốc cho hắn nhi tử chữa bệnh, nếu như con của hắn chết rồi, không biết Liễu Lăng sẽ có ý nghĩ gì. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Nha, Lâm Nho, ngươi cũng đừng trách ta hung ác. Ai bảo ngươi Lâm gia cường đại, ta một người không dám giết ngươi. Nhưng nếu như mượn Liễu Ma Tôn tay diệt ngươi, vậy liền chuyện không liên quan đến ta, dù cho Lâm gia, cũng không làm gì được ta a. Tiêu Phàm ở xác nhận Lâm Nho muốn giết hắn tin tức về sau, một mực đang nghĩ biện pháp ứng phó Lâm Nho, tốt nhất là đừng xuất thủ, cũng có thể diệt hắn. Đi dạo mấy ngày, Tiêu Phàm cuối cùng từ dị ma trí nhớ chiếm được một tin tức, Liễu Khuyết bị hắn linh hồn công kích biến thành ngớ ngẩn, Liễu Lăng Ma Tôn vừa ở chỗ tìm chữa bệnh đây. Hắn Tiêu Phàm, không phải liền là thầy thuốc sao? Nếu là có thể chui vào rừng Liễu Ma Tôn phủ đệ, tự tay giết Liễu Khuyết, sau đó giá họa cho Lâm Nho, biện pháp này có phải hay không được thông đây? Tiêu Phàm trong đầu suy tính mấy lần, phát hiện biện pháp này là có thể mạo hiểm thử một lần. Liễu Khuyết thế nhưng là Liễu Lăng Ma Tôn con độc nhất, hắn nếu như chết rồi, Liễu Lăng Ma Tôn không phải phát cuồng không thể. Phải biết, vẻn vẹn là bởi vì hắn ở thần ma táng thổ đã thương nặng Liễu Khuyết, Liễu Lăng Ma Tôn liền triệu tập hai cái nhị tinh ma quật giết vào thần ma táng thổ. Nếu như Liễu Khuyết thật đã chết rồi, Liễu Lăng Ma Tôn không tài năng điên cuồng quái. Phương pháp này, đối với người khác mà nói, có lẽ muôn vàn khó khăn, nhưng Tiêu Phàm không chỉ là thầy thuốc, vẫn là một cái trận pháp sư. Đương nhiên, muốn từ một cái tam tinh ma tôn trong tay đào tẩu, đó cũng là cực kỳ khó khăn, một lần này Tiêu Phàm vì đề phòng vạn nhất, cố ý liền cửu u ma toan đều không có mang theo trên người đây. Lúc này, Tiêu Phàm ở một bức tường nhìn lên đến một cái bố cáo, chính là Liễu Khuyết tìm chữa bệnh bố cáo. Tiêu Phàm không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đem bố cáo bóc xuống dưới, mà bố cáo đứng bên cạnh hai cái dị ma thấy thế, không nói hai lời, mang lấy Tiêu Phàm liền hướng Liễu Lăng Ma Tôn phủ đệ đi đến. Tiêu Phàm cũng không phản kháng, mặc cho hai cái này dị ma hành động, lượng bọn họ cũng không dám giết bản thân. Cũng không lâu lắm, hai cái dị ma mang theo Tiêu Phàm đi tới Liễu Lăng Ma Tôn phủ đệ, thông báo một phen, liền bị một lão giả bộ dáng dị ma mang tiến vào. Xuyên qua tầng tầng tiểu viện cùng cung điện, Tiêu Phàm đi tới một gian nhã tĩnh trạch viện bên ngoài. Tiêu Phàm thời thời khắc khắc đều đang chú ý đến bên người tất cả, hắn phát hiện, dị ma văn hóa có vẻ như cùng thái cổ thần giới sinh linh, cũng không có khác nhau mấy, tựa như vốn chính là nhất thể. Chủ nhân, người mang đến, lão giả dị ma hướng về phía cửa ra vào cung kính cúi đầu. Tiến đến, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, trong lúc vô hình mang theo một cỗ không thể địch nổi uy thế, bay thẳng Tiêu Phàm mà tới. Bái kiến Ma Tôn đại nhân, Tiêu Phàm dọa đến toàn thân phát run, trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Liền đứng lên cũng không nổi một dạng muốn tính toán, toàn bộ nhờ diễn kỹ. Bất quá không thể không thừa nhận, tam tinh ma tôn thực lực, thật rất cường đại. Phải biết, hắn nhưng là giết qua trung phẩm thánh tôn,
không hề cảm thấy trung phẩm thánh tôn cường đại đến mức nào. Nhưng hiện tại, Tiêu Phàm cũng không dám khinh thường, lần trước hắn chỉ là may mắn giết bị thương ám dạ ma tôn mà thôi, mà đối thủ lần này, thế nhưng là thượng phẩm thánh tôn, hoàn toàn nhất thiên nhất địa. Bản tôn nhường ngươi tiến đến, Liễu Lăng ma tôn lời nói trở nên có chút lăng lệ, tựa như rất bất mãn Tiêu Phàm cái kia lo lắng sợ hãi dáng vẻ. Là, Tiêu Phàm liên tục gật đầu, một bộ khúm núm bộ dáng, nhưng hắn trong lòng thì là cười lạnh không thôi, Lâm Nho, ta lần này xem như trọng thao cựu nghiệp, nhìn ta không làm chết ngươi. Nghĩ đi nghĩ lại, Tiêu Phàm thân người cong lại đi vào nhà. Trong phòng, ngồi hai đạo nhân ảnh, một nam một nữ. Nữ che mặt rút tiếng thút thít, sắc mặt chán nản, nhưng vẫn như cũ khó nén nàng mặt mũi tuyệt đẹp kia. CMN, dị ma vậy mà dáng dấp xinh đẹp như vậy. Tiêu Phàm thấy qua rất nhiều dị ma, đại bộ phận cũng là hung thần ác sát, cao lớn uy mãnh, vô luận nam nữ cũng là dạng này. Nhưng là, trước mắt nữ tử này, vậy mà cùng thiên hoang nhân tộc giống nhau như đúc, mấu chốt là, hắn khí tức trên thân, cũng là dị ma khí tức, không phải nhân tộc. Tiêu Phàm dư quang lại đảo qua nam tử nhìn qua trẻ tuổi tuấn mỹ, chỉ có chừng 30 tuổi khoảng chừng, làn da hiện lên màu xanh nhạt, không có gì ngoài cái này bên ngoài, ngược lại cũng coi là một cái anh tuấn người. Bất quá để Tiêu Phàm oán thầm là, người này trên đầu vậy mà mang theo lục sắc phương miện, cho người ta một loại cực kỳ quái dị cảm giác. Nón xanh vương, chẳng biết tại sao, Tiêu Phàm trong đầu không giải thích được toát ra ba chữ này, thiếu chút nữa thì nhìn không được bật cười. Chỉ là nghĩ đến người này là thượng phẩm ma tôn Liễu Lăng ma tôn lúc, hắn lại nhìn không được dùng mình một cái. Bản tôn sẽ còn ăn ngươi hay sao, còn không đi cho khuyết nhi xem bệnh. Nhìn thấy Tiêu Phàm sợ bộ dáng, Liễu Lăng ma tôn lạnh lẽo quát. Là, đại nhân, Tiêu Phàm hơi hơi khom người, trong lòng lại là cười lạnh không thôi, hướng về giường hẹp giáp danh đi đến. Trên giường nằm một bóng người, Tiêu Phàm tử tế quan sát một lần, xác thực chính là bị hắn biến thành ngu ngốc Liễu Khuyết, linh hồn chi lực trọng thương, đoán chừng trong thời gian ngắn là không thể nào thức tỉnh. Hắn làm bộ ngồi ở Liễu Khuyết bên người, thỉnh thoảng mừng rỡ, thỉnh thoảng nhíu mày, dạng như vậy, nếu là bị cửu U Ma Toan bọn họ thấy được, tuyệt đối sẽ một trận xem thường. Nhưng xem ở Liễu Lăng Ma Tôn trong mắt, cũng là dùng vì Tiêu Phàm thật nhìn ra Liễu Khuyết vấn đề. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm lúc này mới đứng dậy, lộ ra như nghĩ tới cái gì. Trang thầy thuốc, Tiêu Phàm căn bản khinh thường, bởi vì hắn vốn chính là thần y, chỉ là hắn rất ít khi dùng cái thân phận này mà thôi. Đến thánh đế cảnh, đan dược gì, y thuật, đã rất ít khi dùng chỗ, tu luyện được dựa vào chính mình, mà thánh đế cảnh lại rất ít bệnh. Đương nhiên, luyện dược sư cái nghề nghiệp này vẫn tồn tại, có một ít đan dược, cũng có thể đưa đến tác dụng trọng yếu. Nhất là đột phá thánh tôn cảnh về sau, muốn tiến thêm một cái cấp độ, rất nhiều người đối đan dược cũng là không thể thiếu. Trở về chuyện chính, Liễu Lăng Ma Tôn nhìn thấy Tiêu Phàm bộ dáng, cũng không dám quấy nhiễu, thẳng đến chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm mới nói, đại nhân, thiếu gia bệnh, rất phiền phức. Rất phiền phức, Liễu Lăng Ma Tôn lại như thế nào không biết phiền phức đây, bằng không mà nói, cũng không khả năng thời gian dài như vậy đều không có chữa khỏi. Bất quá hắn vẫn bình tâm tĩnh khí hỏi, nhưng có giải cứu phương pháp. Tiêu Phàm trầm ngâm mấy tức, mới nói, thiếu gia linh hồn bị thương, theo ta phán đoán, đây cũng là bị người dùng linh hồn chi lực trùng kích tạo thành, hơn nữa, tu vi của đối phương không cao, nhưng linh hồn chi lực lại không yếu hơn nhất tinh ma tôn. Nghe lời nói này, Liễu Lăng ma tôn ánh mắt sáng lên, hắn gặp qua không ít thầy thuốc cho Liễu Khuyết xem bệnh, một dạng chỉ biết là Liễu Khuyết linh hồn bị hao tổn. Nói nhảm. Thánh tôn cảnh nếu như nhìn không ra linh hồn bị hao tổn, đó nhất định chính là phế vật. Bất quá, Liễu Lăng Ma Tôn lại là cái thứ nhất nhìn thấy có thể hoàn chỉnh nói ra Liễu Khuyết thụ thương quá trình, Liễu Lăng Ma Tôn tự nhiên đã sớm tự bảo hộ Liễu Khuyết cái kia dị ma trong miệng biết được toàn bộ quá trình. Bất quá, muốn cứu thiếu gia, ngược lại là có một hai loại biện pháp. Tiêu Phàm lại nói, biện pháp gì, không đợi Liễu Lăng Ma Tôn mở miệng. Bên cạnh hắn nữ tử kia liền kinh hãi ngồi lên, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hồi phu nhân, linh hồn bị thương, tự nhiên là cần bù đắp linh hồn thần dược, chỉ là, loại này thần dược rất khó tìm. Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu.
Cần gì thần dược? Liễu Lăng Ma Tôn ngang ngược nói ra. Thần dược, ngươi một cái nho nhỏ thánh đế cảnh không gặp bao nhiêu, lão tử đường đường tam tinh ma tôn, chẳng lẽ liền một gốc thần dược đều không lấy ra được sao? Tiêu Phàm trong lòng vui, xem ta như thế nào lắc lư ngươi. Nghĩ nghĩ, hắn lộ ra vẻ mặt vẻ do dự, nói tử linh tố hồn hoa có thể miễn cưỡng chữa trị linh hồn, nhưng tốt nhất vẫn là vãng sinh linh phách hoa, chỉ là, hai loại thần dược, bình thường chỉ có. Thiên hoang mới có, thiên hoang, Liễu Lăng Ma Tôn lông mày nhíu lại. Nhưng mà lúc này, Liễu Lăng Ma Tôn thê tử lại nhìn không được, phu quân, tìm thiên hoang lâm ra đổi, lâm ra khẳng định có thể cầm ra được, bọn họ nếu là không cho, về sau đừng nghĩ cùng chúng ta. Lời còn chưa dứt, Liễu Lăng Ma Tôn hung hăng chừng nàng một cái, không để cho nàng phía sau lại nói đi ra. Ngay sau đó Liễu Lăng Ma Tôn ánh mắt chuyển hướng Tiêu Phàm, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm một bộ ta cái gì cũng không biết bộ dáng. Nhưng mà, sâu trong nội tâm hắn lại là khiếp sợ không gì sánh nổi. Vừa rồi Liễu Lăng Ma Tôn thê tử là có ý gì? Chẳng lẽ Lâm gia cùng Liễu Lăng Ma Tôn còn có cái gì giao dịch sao? Khả năng này rất lớn, đồng thời cũng làm cho Tiêu Phàm chấn động không gì sánh nổi. Hảo một cái cùng dị ma không chết không thôi, cái này Lâm gia lại còn cùng dị ma làm lên sinh ý, có thể a? Thậm chí Tiêu Phàm hoài nghi, không chỉ Lâm gia, mặt khác thập đại gia tộc, thậm chí tam đại thế tộc cùng thiên hoang thần các, cũng có khả năng cùng dị ma có mật thiết lui tới. Chẳng biết tại sao, Tiêu Phàm nội tâm thật lạnh, đây chỉ là một âm mưu sao? Vẫn là thực lực bản thân quá yếu. Tiêu Phàm trong lòng than nhẹ, nếu như hắn thực lực đủ mạnh, liền không phải chỉ là để một cái pháo hôi cấp bậc nhân vật. Hiện tại, hắn cũng liền chỉ là thiên hoang thần các một cái tay chân mà thôi, căn bản không ra gì. Liền không có biện pháp khác, Liễu Lăng Ma Tôn lời nói kéo về Tiêu Phàm suy nghĩ. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, thiếu gia tất nhiên có thể còn sống trở về, nghĩ đến là lúc bị thương, có người bảo hộ hắn a, nếu là biết rõ đối phương thực lực và linh hồn chi lực cụ thể mạnh yếu, có lẽ có thể tìm tới ứng đối phương pháp. Đều tại ngươi, đem hộ tống khuyết nhi trở về người kia giết đi. Liễu Lăng Ma Tôn tức phụ vẻ mặt bi ý. Giết, Tiêu Phàm trong lòng sáng lên, hắn chỉ là cố ý thăm dò đối phương mà thôi, dù sao. Ngày đó thế nhưng là có một người mang theo Liễu Khuyết rời đi, đối phương còn nhớ kỹ hắn khuôn mặt đây. Lần này hắn muốn hãm hại Lâm Nho, liền không muốn bại lộ bản thân thân phận, bây giờ tất nhiên người kia đã chết, cái kia hẳn là không có người biết là hắn Tiêu Phàm làm bị thương Liễu Khuyết rồi a hát. Nhưng mà, tiếp xuống Liễu Lăng Ma Tôn một câu, kém chút không đem Tiêu Phàm dọa cho co quắp. Chỉ thấy Liễu Lăng Ma Tôn lơ đễnh khoát tay một cái nói, đem càn lực gọi tới. Càn lực ma tôn, tên kia lần trước không chết, vậy mà trốn vào lưu ly tỉnh thổ. Phu quân, người không phải điều động càn lực tiến về thần ma táng thổ sao? Trong thời gian ngắn hắn đoán chừng về không được, phải làm sao mới ổn đây? Liễu Lăng Ma Tôn thê tử khóc thút thít nói. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm mới thở dài một hơi, một khi hắn hiển lộ diện mạo như trước, càn lực ma tôn khẳng định có thể nhận ra hắn. Bây giờ càn lực ma tôn không ở, đó là không thể tốt hơn nữa. Hiện tại, nếu như giết chết Liễu Khuyết, đem việc này giá họa cho Lâm Nho cho dù không chết cũng tàn phế rồi a hát. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lại mở miệng nói, đại nhân, phu nhân, tiểu nhân còn có một cái biện pháp có thể cứu thiếu gia. Biện pháp gì? Liễu Lăng Ma Tôn rất khó chịu. Tiêu Phàm nói một câu lưu một câu. Ở lão tử trước mặt, ngươi lại còn dám có chỗ giữ lại, chán sống sao? Tiêu Phàm cũng biết Liễu Lăng Ma Tôn không kiên nhẫn, liền vội vàng khom người giải thích nói, thiên hoang vãng sinh linh phách hoa hiệu quả không tệ, nhưng sinh mệnh nguyên quả cùng ma hồn thánh liên hoa hiệu quả cũng cực dai, chỉ là hai thứ đồ này quá mức thưa thớt, nhất là ma hồn thánh liên hoa. Không phải là nói nhảm sao, sinh mệnh nguyên quả, chính là thánh giai thần dược, có thể xưng là thánh dược. Mà ma hồn thánh liên hoa càng thêm đáng ngưỡng mộ, chính là tôn giai thần dược, cũng nói là tôn dược, hơn nữa còn là tứ tinh tôn dược. Phải biết, một gốc ma hồn thánh liên hoa, thế nhưng là có thể làm cho một cái tam tinh ma tôn linh hồn chi lực đột phá tứ tinh a, người nói nó chân quý hay không? Đây cũng không phải là chân quý vấn đề, mà là chân quý. Liễu Lăng Ma Tôn mặc dù là tam tinh ma tôn, nhưng thật vẫn chưa hẳn cầm được ra một đóa ma hồn thánh liên hoa. Tiêu Phàm nói như vậy,
tự nhiên không phải thật muốn cho Liễu Lăng xuất ra ma hồn thánh liên hoa tới cứu Liễu Lăng, đừng nói Liễu Lăng ma tôn không nhất định bỏ được, coi như bỏ được, vậy cũng chưa chắc có thể đưa đến tác dụng. Nói câu khó nghe, nếu là người bình thường trọng thương Liễu Khuyết linh hồn, bình thường đế dược liền có thể cứu hắn. Nhưng là, tổn thương hắn lại là Tiêu Phàm, dù cho nguyên tôn cũng chưa chắc cứu được. Hắn nói như vậy, chẳng qua là muốn từ Liễu Lăng ma tôn nơi đó lắc lư một điểm thần dược mà thôi, dù sao Liễu Khuyết phải chết, cũng coi là phế vật lợi dụng. Chỉ là Tiêu Phàm cũng không ôm hy vọng quá lớn, ma hồn thánh liên hoa như thế thần dược, Liễu Lăng ma tôn đoán chừng là không lấy ra được. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại là khinh thường Liễu Lăng ma tôn. Liễu Lăng ma tôn do dự mấy tức về sau, con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, trầm giọng nói, người xác định ma hồn thánh liên hoa có thể cứu con ta. Nói ra lời này thời khắc, một cỗ ngập trời uy áp phô thiên cái địa cuốn tới, tập trung vào Tiêu Phàm. Tiêu Phàm toàn thân run rẩy, thẳng đặt mông ngã nhào trên đất. Đối phương muốn cho hắn quỳ, cái kia là không thể nào quỳ, cả một đời đều khó có khả năng quỳ. Chỉ là hiện tại hắn nhất định phải giả bộ một chút kẻ yếu, cho nên cố hết sức ngồi dưới đất. Nhưng hắn trong lòng đã sớm tức giận mắng Liễu Lăng ma tôn mấy trăm lần, ngươi nha, dám làm ta sợ, nếu là không làm chết ngươi nhi tử, ta theo họ ngươi. Tiểu gia vì giết chết ngươi nhi tử cùng Lâm Nho, tạm thời ăn chút thiệt thòi nhỏ. Ngay sau đó, Tiêu Phàm cơ hồ không có chút gì do dự, làm bộ một bộ cật lực bộ dáng, nói tiểu nhân chắc chắn. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm trên người cỗ kia hồng thủy áp lực giống như thủy triều thối lui, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Tiêu Phàm không thể không thừa nhận, lấy hắn thực lực bây giờ, cũng không phải thượng phẩm thánh tôn đối thủ, bản thân vẫn phải là kiềm chế một chút, đừng nhảy nhót quá lợi hại. Ngay sau đó, để Tiêu Phàm kinh ngạc sự tình đã xảy ra, chỉ thấy Liễu Lăng ma tôn xòe bàn tay ra, một cái hộp ngọc bỗng xuất hiện ở lòng bàn tay hắn. Phía trên có từng nét bùa chú lưu chuyển, thỉnh thoảng hấp thụ linh khí trong thiên địa, đem hộp ngọc sấn thác cực kỳ lóa mắt. Sẽ không thật có ma hồn thánh liên hoa a? Tiêu Phàm ánh mắt nhìn chằm chằm trong hộp ngọc kia, Liễu Lăng ma tôn giải trừ hộp ngọc phía trên phong ấn, chậm rãi mở ra, một cỗ thanh u hương khí đập vào mặt. Tiêu Phàm cảm giác mình linh hồn đều muốn phi thăng đồng dạng, loại cảm giác này hết sức kỳ lạ. Sảng khoái, nếu như quả thực là muốn tìm một cái từ để hình dung lúc này cảm giác, Tiêu Phàm chỉ có thể nghĩ đến cái này chứ. Theo cỗ kia thanh hương vào mũi, toàn thân lỗ chân lông thư giãn, linh hồn chi lực cũng bắt đầu kéo lên. Phải biết, Tiêu Phàm linh hồn thế nhưng là hạ phẩm thánh tôn a, mùi thơm này đối với hắn đều hữu hiệu quả, có thể nghĩ hắn bất phàm. Ma hồn thánh liên hoa, Tiêu Phàm lên tiếng kinh hô, ngay sau đó vẻ mặt sùng bái nhìn xem Liễu Lăng ma tôn, đứng dậy hơi hơi cúi đầu nói, chúc mừng đại nhân, thiếu gia được cứu rồi. Liễu Lăng ma tôn trên mặt hiện lên một vòng vẻ nhức nhối, đây chính là trên người hắn duy nhất một đóa ma hồn thánh liên hoa a, tứ tinh tôn dược. Nhưng vì cứu con trai duy nhất của hắn, hắn không thể không lấy ra. Nếu là ngươi không cách nào cứu tỉnh Khuyết Nhi, diệt ngươi toàn tộc. Liễu Lăng ma tôn đắp kín chứa ma hồn thánh liên hoa hộp, sau đó nhẹ nhàng đem hộp ngọc để lên bàn. Là, Tiêu Phàm run rẩy mở miệng, tiểu nhân dốc hết toàn lực, nhưng còn cần một chút ma tinh, tốt nhất là cực phẩm ma tinh. Ma tinh, cùng thiên hoang nguyên tinh cùng loại, chỉ bất quá nguyên tinh bên trong ẩn chứa là nguyên lực, mà ma tinh bên trong, ẩn chứa lại là một loại đặc biệt khí số. Bất quá, dị ma xưng là ma lực. Một dạng thiên hoàng tu sĩ đều sẽ không để ý ma tinh, bởi vì phần lớn người không cách nào lợi dụng ma tinh tu luyện, liền tựa như dị ma cơ hồ không cách nào dùng nguyên tinh tu luyện một dạng. Hai người hệ thống tu luyện là bất đồng, đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không thể tu luyện, chỉ là không có lợi lắm mà thôi, bởi vì năng lượng ở giữa chuyển đổi cần cái giá rất lớn. Giống Tiêu Phàm loại này, có thể thôn phệ ma lực loại này đặc biệt khí số đến tu luyện người, là cực kỳ thưa thớt. Về phần Tiêu Phàm là không là độc nhất vô nhị, đó cũng không biết. Bao nhiêu, Liễu Lăng ma tôn âm thanh lạnh lùng nói. Liền ma hồn thánh liên hoa đều cho ra đi, hắn còn sợ cho một chút ma tinh sao. Càng nhiều càng tốt, Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Đương nhiên là càng nhiều càng tốt, dù sao cuối cùng đều sẽ rơi vào trong túi tiền của hắn. Nói thiếu, Tiêu Phàm không cam tâm, nói nhiều rồi, Liễu Lăng ma tôn không nguyện ý cho.
Tiêu Phàm đành phải đem đá quả bóng cho hắn. Nơi này là 100 vạn, đủ chưa? Liễu Lăng Ma Tôn lấy tay vung lên, vô số tảng đá đen kịt chồng ở trước mặt hắn. Ma tinh nhìn qua cùng mệnh ma thạch có chút tương tự, chỉ bất quá ít một chút tinh quang đường vân mà thôi. 100 vạn cực phẩm ma tinh, đã là một bút cực lớn gia tài, Liễu Lăng Ma Tôn đều có chút đau lòng, có thể vì cứu con trai duy nhất của hắn, hắn không thể không nhịn đau cắt thịt. Nhưng mà, nhường hắn tức giận là, Tiêu Phàm vậy mà đứng tại chỗ không nhúc nhích, cũng chưa từng cứu chữa Liễu Khuyết y tứ. Ngại ít, Liễu Lăng Ma Tôn hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Ngươi nha, đừng cho là ta thực sự tin tưởng ngươi phải dùng ma tinh đến trị liệu con ta, có thể khẩu vị của ngươi cũng quá lớn. Con ta nếu như không tốt đẹp được, lão tử đào ngươi ra, rút ngươi gân. Khẽ cắn môi, Liễu Lăng Ma Tôn lại cho 100 vạn. Lúc này, Tiêu Phàm vẻ mặt chính trọng nói, đại nhân, nếu như 300 vạn ma tinh nhiều nhất có thể phụ trợ chữa trị khỏi thiếu gia linh hồn, nếu như lại nhiều một điểm, ở ma hồn thánh liên hoa tác dụng dưới. Có lẽ có thể giúp thiếu gia đột phá ma tôn cảnh, thậm chí nhị tinh ma tôn. Đột phá nhị tinh ma tôn, Liễu Lăng Ma Tôn thê tử kinh hãi không thôi, nhị tinh ma tôn, dù cho ở Lưu Ly tỉnh thổ cũng là cao thủ a. Phải biết, Liễu Lăng Ma Tôn thân làm thành chủ, cũng chỉ là tam tinh ma tôn mà thôi. Nghe nói như thế, Liễu Lăng Ma Tôn cũng kinh ngạc hết sức, hắn nguyên vốn không tin một cái ma đế cảnh tu sĩ mà nói, có thể nghĩ đến ma hồn thánh liên hoa. Hắn liền bình thường trở lại. Đây chính là tứ tinh tôn dược, có thể làm cho tam tinh ma tôn đột phá tứ tinh ma tôn tồn tại, để một cái bán bộ thánh tôn cảnh đột phá nhị tinh ma tôn, lại có cái gì không làm được đây? Còn cần bao nhiêu? Liễu Lăng Ma Tôn áp chế nội tâm không bình tĩnh. Tiêu Phàm thở sâu, duỗi ra một ngón tay nói, chỉ ít 1.000 vạn. 1.000 vạn, dù cho thân làm tam tinh ma tôn Liễu Lăng, cũng không nhịn được hít một hơi hơi lạnh. 1.000 vạn ma tinh, đây chính là một bút tài phú cách xù, cho dù đối với Liễu Lăng Ma Tôn mà nói. Nếu như một khối ma tinh tương đương với một khối nguyên tinh, cái kia 1.000 vạn cực phẩm ma tinh, có thể thì tương đương với 1.000 vạn cực phẩm nguyên tinh, 10 ước thượng phẩm nguyên tinh. Đổi thành trung phẩm nguyên tinh mà nói, đây chính là 1.000 ước a. Thánh đế cảnh cũng là lấy trung phẩm nguyên tinh tu luyện, 1.000 ước. Đã đầy đủ thánh đế cảnh tu luyện tới thánh tôn cảnh rồi a hát. Bình thường thánh đế cảnh, đoán chừng cả một đời cũng không khả năng xuất ra nhiều như vậy nguyên tinh. Không thể không nói, Liễu Lăng dù sao cũng là tam tinh ma tôn, hơn nữa còn là đứng đầu một thành, mặc dù hắn không nỡ, nhưng vẫn là lấy ra 1.000 vạn ma tinh, thậm chí còn lấy thêm 200 vạn. Nếu như cái này 1.200 vạn ma tinh, có thể làm cho con của hắn đột phá nhị tinh ma tôn. Đây tuyệt đối là đáng giá. Về phần Tiêu Phàm muốn nuốt hết những cái này ma tinh, Liễu Lăng Ma Tôn chưa bao giờ nghĩ tới. Nếu là những cái này ma tinh dùng tại Liễu Khuyết trên người còn tốt, Liễu Lăng có lẽ sẽ không giết chết Tiêu Phàm. Nhưng nếu là Tiêu Phàm dám đem những cái này ma tinh nuốt sống, hắn tuyệt đối đi không ra Liễu Ma Thành, điểm ấy tự tin Liễu Lăng Ma Tôn vẫn phải có. Thiếu gia đột phá nhị tinh ma tôn, ở trong tầm tay. Tiêu Phàm nhìn qua trước mắt một phòng đều chứa không nổi ma tinh, trong lòng mừng thầm. Nếu là 1.000 vạn cực phẩm nguyên tinh, Tiêu Phàm không để vào mắt, hắn lúc trước mua một khối vạn kiếp thạch liền xài nhiều như vậy. Nhưng là, 1.000 vạn ma tinh, lại làm cho hắn nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. Những cái này ma tinh, hẳn là đầy đủ bản thân rèn luyện thân thể, đột phá thánh đế cảnh đỉnh phong rồi a hát. Thậm chí, Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Tất nhiên ma tinh bên trong ẩn chứa cái kia quỷ dị khí số, mà nguyên tinh bên trong ẩn chứa bàng bạc nguyên lực, vậy mình đồng thời luyện hóa ma tinh cùng nguyên tinh, phải chăng có thể mau sớm đột phá thánh tôn cảnh đây? Khả năng này rất lớn, chỉ bất quá cũng chỉ là đối với hắn mà thôi, đối với những người khác liền không có quá nhiều dùng. Tiêu Phàm thận trọng cầm lấy chứa ma hồn thánh liên hoa hộp ngọc, chậm rãi đi đến Liễu Khuyết bên người. Hắn cũng không có trước tiên sử dụng ma hồn thánh liên hoa. Mà là bắt đầu rút ra ma tinh bên trong ma lực rót vào Liễu Khuyết trong cơ thể. Nói đùa cái gì, ma hồn thánh liên hoa liền một đóa, dùng liền không có. Ma tinh hơn 1.000 vạn, để Liễu Khuyết dùng một điểm cũng không cái gì. Cần luyện hóa ma lực, ta tới giúp ngươi một chút sức lực. Nhìn thấy Tiêu Phàm chậm rãi luyện hóa ma tinh, Liễu Lăng Ma Tôn thê tử đều không nhìn nổi.
tuyệt đối không nên, Tiêu Phàm vội vàng dừng lại, tựa như giật mình kêu lên, giải thích nói, phu nhân, thiếu gia linh hồn bị thương, dẫn đến thân thể cơ năng cũng lớn biên độ hạ xuống. Hiện tại hắn thân thể liền tựa như một cái rất mỏng bóng da, ma lực thì là khí thể, người trắng trợn hướng bóng da bên trong thổi phồng, sẽ phát sinh cái gì? Bạo tạc, nữ tử không cần suy nghĩ, nói thẳng. Không sai, bạo tạc, Tiêu Phàm trịnh trọng gật đầu, nói, mà ta hiện tại, chậm rãi đưa vào khí thể, cái này bóng da chỉ có thể chậm rãi bành trướng, hơn nữa còn cũng tìm được tu bổ, có thể dung nạp càng nhiều khí thể. Tiêu Phàm giải thích, ngược lại là rất có đạo lý. Liễu Lăng Ma Tôn vợ chồng còn thật tin tưởng mấy phần, tiểu tử này hẳn không phải là lừa gạt lấy ma tinh. Chỉ là nhìn xem Tiêu Phàm chậm rãi luyện hóa ma khí, hai người chờ hơi không kiên nhẫn. Phu quân, người trước đi làm việc, ta nhìn Khuyết Nhi là được. Nhìn thấy Liễu Lăng Ma Tôn vẻ mặt vẻ mong mỏi, vợ hắn lập tức khuyên nhủ. Cũng tốt, Liễu Lăng Ma Tôn nghĩ nghĩ, đứng dậy rời khỏi phòng. Còn có một cái, Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm. Liễu Lăng Ma Tôn đi, vậy hắn kế hoạch liền đã thành công một nửa. Bất quá hắn thê tử thực lực cũng không thấp, hẳn là nhất tinh ma tôn thực lực. Tiêu Phàm muốn ở nàng không coi vào đâu giết chết Liễu Khuyết mặc dù dễ như trở bàn tay, nhưng là chạy trốn đây. Trốn không thoát đâu, hắn phải đợi, chờ Liễu Lăng Ma Tôn thê tử rời đi. Tiêu Phàm cũng biết, coi như nàng rời đi, khẳng định cũng sẽ khiến người khác nhìn chằm chằm. Dù sao, ai cũng có thể đem con của mình, yên tâm giao cho một người xa lạ đây. Quả nhiên, Liễu Lăng Ma Tôn thê tử vẻn vẹn giữ vững được thời gian một ngày, liền rời đi, thay vào đó là ba bóng người, trong đó một cái nhất tinh ma tôn, hai cái ngũ tinh ma đế, cũng chính là bán bộ thánh tôn cảnh. Ba người này mắt không chấp hướng về Tiêu Phàm lại không dám làm loạn, dù sao hắn chỉ là một cái thánh đế cảnh mà thôi. Nếu là có thể miểu sát ba người này, Tiêu Phàm đã sớm diệt bọn hắn, làm thịt Liễu Khuyết liền chạy đi. Ngày thứ ba, mà toàn hẳn là đem tin tức cũng truyền ra ngoài a. Tiêu Phàm trong lòng lặng yên tính toán thời gian. Hắn không có cùng cửu U Ma Toàn ước định một cái thời gian cụ thể, chỉ là để cửu U Ma Toàn đem Lâm Nho dẫn đi phiến kia khu vực. Trầm ngâm thời khắc, Liễu Lăng Ma Tôn chẳng biết lúc nào đến, hắn thân làm đứng đầu một thành, không có khả năng mỗi ngày đều đến thủ tại chỗ này, mỗi đêm thời gian mới sang đây xem một hồi. Nhìn thấy Tiêu Phàm một mực tận tâm tận lực cho Liễu Khuyết cô đọng ma lực, Liễu Lăng Ma Tôn trong lòng cảnh giác biến mất không ít. Chờ đợi nửa canh giờ, Liễu Lăng Ma Tôn chuẩn bị rời đi, mà lúc này, trên giường đột nhiên truyền đến một trận tiếng ho khan. Khụ khụ, Liễu Khuyết thân thể rung rung. Động, thiếu chủ động, ba cái kia thủ vệ kích động la hoảng lên. Liễu Lăng Ma Tôn lách mình xuất hiện ở Liễu Khuyết bên người, nắm lấy Liễu Khuyết cánh tay liền bắt đầu dò xét, nhưng mà một khắc sau, Liễu Khuyết thân thể vậy mà mãnh liệt co rúm lên. Đại nhân không thể, Tiêu Phàm lên tiếng kinh hô. Vội vàng ngăn cản Liễu Lăng Ma Tôn cử động, công tử thân thể quá hư yếu, chịu không được ngài lực lượng. Liễu Lăng Ma Tôn nghe vậy, vội vàng nhẹ nhàng buông xuống Liễu Khuyết cánh tay, Liễu Khuyết quả nhiên đình chỉ rung động, khôi phục bình tĩnh. Liễu Lăng Ma Tôn cảm kích nhìn Tiêu Phàm, nếu không phải Tiêu Phàm nhắc nhở, liền làm bị thương con của hắn. Hắn làm sao biết, Liễu Khuyết động tính, cũng là Tiêu Phàm điều khiển mà thôi. Ba ngày thời gian. Nếu như Tiêu Phàm không hề làm gì, vậy thì không phải là hắn. Liễu Khuyết đã sớm là cái người đần độn, cho dù là Tiêu Phàm, cũng rất khó cứu sống hắn, muốn ba ngày thời gian cứu tỉnh, đó là không có khả năng. Đại nhân cũng là quan tâm nên gấp, Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ nói, thiếu gia thân thể có phản ứng, đây là tốt dấu hiệu, điều này nói rõ thiếu gia không bao lâu, khả năng liền sẽ tỉnh lại. Vất vả ngươi! Liễu Lăng Ma Tôn đối Tiêu Phàm cũng khách khí mấy phần. Tiếp xuống một đoạn thời gian, tiểu nhân khả năng cần một ít nhân thủ. Tiêu Phàm nhìn về phía cửa ra vào bảo vệ ba người nói. Các ngươi lưu lại nơi này, nghe theo thần y phân phó. Liễu Lăng trực tiếp hạ lệnh. Là, thành chủ, ba người cung kính bái nói, bọn họ nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng không lại lạnh lùng như vậy. Phải biết, đã mấy cái thần y tuyên bố chết đi. Nhưng là bây giờ, Liễu Khuyết bị Tiêu Phàm cứu ra động tính, đây chính là thực lực biểu tượng a. Đa tạ đại nhân, đa tạ mấy vị, Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ,
sau đó lại toàn tâm toàn ý tiến nhập cứu liễu khuyết trạng thái. Liễu Lăng Ma Tôn ngốc một canh giờ liền rời đi, trong cả căn phòng, chỉ còn lại có Tiêu Phàm cùng bảo vệ ba cái kia dị ma. Tiêu Phàm khóe miệng, không khỏi cầm lấy dị ma nụ cười, ấp ủ không sai biệt lắm, tiếp qua hai ngày, liền nước chảy thành sông. Một chỗ cổ lâm, cửu U Ma Toan thân ảnh nhanh chóng xuyên toa, trốn ra mấy ngàn dặm mới dừng lại. Nha, cái này lâm nho quả nhiên thật ác độc, vì giết chúng ta, vậy mà tụ tập nhiều người như vậy, tiểu tử, ngươi còn chưa tới, bản tôn đều phải chết. Cửu U Ma Toan giận mắng không thôi. Hắn ở trong này cố ý hấp dẫn lâm nho lực chú ý, ba ngày, lâm nho quả thật bị hấp dẫn đến đây. Nhưng mấu chốt là, một mình hắn căn bản chịu không được nhiều người như vậy đánh giết a, một khi đụng tới, cơ hồ chính là tử kỳ. Nếu như không phải hắn chạy rất nhanh, đã sớm chết phỉnh lên. Lần này mặc dù trốn được, có thể lần sau chưa chắc có thể trốn được a. Tiêu Phàm cùng hắn ước định liền ở phía này khu vực ứng phó lâm nho, một khi chạy ra mảnh này khu vực, hắn cùng Tiêu Phàm kế hoạch cũng liền thất bại. Nghĩ đến Tiêu Phàm kế hoạch, cửu U Ma Toan liền khí không đánh một chỗ đến, bởi vì hắn căn bản là không biết rõ Tiêu Phàm kế hoạch là cái gì, hắn chỉ biết mình ở khu vực này nhiệm vụ. Chiếu tốc độ như vậy, nhiều nhất hai ngày, ta liền phải trốn vào Liễu Ma Thành. Cửu U Ma Toan nhìn về phía chân trời thật sâu thở dài. Sâu thẳm đêm tối bên trên, giống như một khối trong suốt màn đêm, sao lốm đốm đầy trời, lại cho người ta một loại khí tức ngột ngạt, cái này khiến cửu U Ma Toan trong lòng rất cảm thấy ngưng trọng. Thở sâu, cửu U Ma Toan tiếp tục thâm nhập sâu lưu ly tịnh thổ, đang mong đợi cùng Tiêu Phàm tụ hợp. Chớp mắt lại qua hai ngày thời gian, Tiêu Phàm hoàn toàn như trước đây cho Liễu Khuyết đưa vào ma lực, Liễu Khuyết mặc dù không có thức tỉnh, nhưng ngẫu nhiên phát ra một trận ho nhẹ, tựa như tùy thời có thể tỉnh lại. Liễu Lăng Ma Tôn thấy thế, cũng càng ngày càng tín nhiệm Tiêu Phàm, canh giữ ở cửa ra vào ba người, Tiêu Phàm đã có thể tùy thời sai xử. Một ngày này, Liễu Lăng Ma Tôn trong phòng ngốc nửa canh giờ liền quay người rời đi, Tiêu Phàm trong lòng tảng đá lớn, cũng rốt cục để xuống. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm đột nhiên nhìn về phía cái kia nhất tinh ma tôn, mở miệng nói, Liễu Dực đại ca, tiếp xuống ta muốn sử dụng ma hồn thánh liên hoa cho thiếu gia chữa thương, các ngươi thay ta hộ pháp, không thể để cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Tốt, cầm đầu dị ma gật đầu một cái, chủ động đóng lại cửa phòng. Những ngày qua, bọn họ cùng Tiêu Phàm cũng thân quen, mặc dù không nói bị Tiêu Phàm tài nghệ y thuật tin phục, nhưng tuyệt đối không dám tùy tiện ngỗ nghịch Tiêu Phàm lời nói. Hiện tại Tiêu Phàm thế nhưng là rất thụ Liễu Lăng Ma Tôn kính trọng, vạn nhất Tiêu Phàm ở Liễu Lăng Ma Tôn bên tai nói một câu nói xấu, bọn họ có thể gặp phiền toái. Cửa phòng đóng lại, Tiêu Phàm nụ cười trên mặt biến mất, bóp tay đánh ra từng nét bùa chú, hình thành một màn ánh sáng, ngăn cách nội ngoại. Về sau lại cũng không làm chuyện này, rất chậm trễ thời gian. Tiêu Phàm lau trán một cái đổ mồ hôi, mặc dù niềm tin của hắn nắm chắc, nhưng là có chút khẩn trương. Một cái tam tinh ma tôn phẫn nộ, cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận. Lâm Nho, hy vọng ngươi thích ta đưa lễ vật cho ngươi. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, hắn cũng không chậm trễ thời gian, phất tay kiếm, trong phòng ma tinh trong nháy mắt biến mất, bị hắn ném vào trong càn khôn giới. Cùng lúc đó, lòng bàn tay của hắn xuất hiện một khối ngọc bàn, thân thể cũng một trận biến hóa, hóa thành Lâm Nho bộ dáng. Liễu Khuyết, ngươi hẳn là cảm tạ ta tiễn ngươi một đoạn đường. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, trong nháy mắt một điểm, một đạo kiếm quang trong nháy mắt chui vào Liễu Khuyết mi tâm. Liễu Khuyết cơ thể hơi co quắp mấy lần, liền không một tiếng động, hiển nhiên là chết không thể chết lại. Tiêu Phàm không chút do dự thôi động truyền tống ngọc bàn, mở ra một cái quang môn, biến mất trong phòng. Mấy ngày này thời gian, có Liễu Lăng Ma Tôn người hướng về, Tiêu Phàm một mực không tìm được cơ hội. Hiện tại cơ hội tới, hắn không chút sông dài, bỏ trốn mất dạng. Gian phòng bên ngoài, Liễu Dực con người hướng về gian phòng, hơi hơi nhíu lông mày. Dực đại nhân, ta vừa rồi tựa như cảm nhận được một cỗ không gian ba động. Một cái khác bán bộ thánh tôn cảnh dị ma biểu tình vẻ cổ quái. Liễu Dực nghe vậy, sắc mặt biến hóa, bỗng nhiên một cước đạp về phía cửa phòng. Một tiếng nổ vang, cửa phòng mở ra, sau một khắc. Liễu Dực ba người trợn to hai mắt. Giờ phút này, trong phòng nơi nào còn có Tiêu Phàm bóng dáng,
hơn trăm vạn ma tinh cũng không thấy, chỉ có trên giường còn nằm một cỗ thi thể. Thi thể, Liễu Khuyết chết, Liễu Dực ba người nhanh chóng kiểm tra Liễu Khuyết thân thể, toàn thân run rẩy kịch liệt lấy, Liễu Khuyết chết ở bọn họ không coi vào đâu, lấy Liễu Lăng ma tôn tính tình, bọn họ còn có thể sống được sao? Bọn họ rất muốn chạy trốn đi, có thể lại không dám đào tẩu. Hiện tại nếu như giết Tiêu Phàm, có lẽ còn có thể bù đắp một điểm sai lầm, chí ít sẽ không chết rất khó coi. Nghĩ vậy, Liễu Dực ba người lựa chọn đem việc này nói cho Liễu Lăng Ma Tôn. Chuyện gì xảy ra? Trên thực tế, không cần bọn họ đi tìm Liễu Lăng Ma Tôn, Liễu Lăng Ma Tôn đã xuất hiện ở cửa ra vào. Vừa mới nghe được cái kia tiếng nổ vang, Liễu Lăng Ma Tôn lo lắng con trai hắn an nguy, trước tiên chạy tới. Thành chủ thứ tội, Liễu Dực ba người nhìn thấy Liễu Lăng Ma Tôn, phù phù một tiếng quỳ xuống, mặt xám như tro, dường như thấy được tử vong ở cùng bọn hắn lặng lẽ vẫy tay. Liễu Lăng Ma Tôn biết bao khôn khéo, liếc mắt liền thấy được đã không thấy hô hấp Liễu Khuyết, hàn khí lạnh như băng bỗng nhiên từ trên người hắn nở rộ mà ra. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn lấy tay vung lên, trong phòng lập tức hiện ra một khuôn mặt, đúng lúc là Tiêu Phàm biến hóa thành rừng nho bộ dáng. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ kinh hãi không thôi. Đây là thời không đảo lưu, còn tốt hắn biến thành lâm nho bộ dáng, tiết lộ ra lâm nho khí tức, bằng không mà nói, hắn thật kế hoạch coi như thất bại. Tìm tới hắn, chém thành muôn mảnh, Liễu Lăng Ma Tôn lạnh như băng phun ra mấy chữ. Giờ này khắc này, sát ý của hắn đạt tới cực điểm, hận không thể đem Tiêu Phàm phanh thây xé xác, chém thành muôn mảnh. Nhưng mà, Liễu Dực lại là nhìn chằm chằm Tiêu Phàm hư ảnh, run giọng nói, thành chủ, thuộc hạ nhận biết người này. Là ai? Liễu Lăng Ma Tôn sát khí ngút trời, chung quanh hàn khí bắn ra bốn phía. Lại nói Tiêu Phàm giết Liễu Khuyết rời đi, lần nữa về tới Liễu Ma Thành bên ngoài sơn cốc, hắn cố ý lưu lại lâm nho khí tức, liền hướng lấy cùng cửu U Ma Toan rời đi phương hướng đi. Khoảng cách mấy trăm ngàn dặm, Tiêu Phàm hoa một đoạn thời gian, hắn tin tưởng, lấy Liễu Lăng Ma Tôn thực lực, khẳng định có thể phát hiện tung tích của hắn. Vì an toàn lý do, Tiêu Phàm trước đó lưu lại không ít truyền tống trận, thường cách một đoạn khoảng cách liền truyền tống một lần, kể từ đó, cho dù Liễu Lăng Ma Tôn chính là Tam Tinh Ma Tôn, cũng không khả năng thời gian ngắn đuổi tới hắn. Mấy canh giờ về sau, Tiêu Phàm rốt cuộc đã tới cùng cửu U Ma Toan ước định cổ lâm, liền lần nữa mở ra một cái truyền tống trận, ở truyền tống thông đạo bên trong cải biến tự thân dung mạo cùng khí tức, triệt để ngăn cách bản thân trước đó lưu lại tung tích. Khi hắn xuất hiện lần nữa lúc, cửu U Ma Toan vẻ mặt lo lắng vọt lên, tiểu tử, người rốt cuộc đã đến, chúng ta lần này phiền toái, đi mau. Đi, Tiêu Phàm giật mình, cửu U Ma Toan vội vàng như vậy, chẳng lẽ lâm nho bọn họ đã đuổi theo tới. Đi hướng nào, quả nhiên, không đợi Tiêu Phàm khởi hành, một tiếng giận dữ mắng mỏ từ phía chân trời truyền đến, ngay sau đó, một cỗ mạnh mẽ khí tức ở núi rừng bên trong bộc phát. Tiêu Phàm cùng cửu U Ma Toan bị ngăn ở trung ương. Lên trời không đường, xuống đất không cửa. Tiêu Phàm trừng mắt lạnh lùng, sát khí nặng nề hướng về bốn phía tu sĩ, cuối cùng ánh mắt rơi vào một cái bạch y nam tử trên người. Lâm Nho, Tiêu Phàm không nghĩ tới, Lâm Nho vậy mà đến nhanh như vậy, cái này có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Dựa theo hắn kế hoạch đã định, hắn phải cùng cửu U Ma Toan trốn rời khỏi nơi này, sau đó cố ý đem Lâm Nho dẫn tới nơi này, sau đó cùng Liễu Lăng Ma Tôn chạm mặt. Kể từ đó, là hắn có thể bứt ra sự tình bên ngoài. Mấu chốt nhất là, hắn không cần lo lắng bị Liễu Lăng Ma Tôn để mắt tới. Mà bây giờ, một khi Liễu Lăng Ma Tôn đuổi theo, vậy liền cửu tử nhất sinh. Phải biết, hiện tại Liễu Khuyết chết rồi, Liễu Lăng Ma Tôn khẳng định ở lửa giận sông não, vạn nhất dưới cơn nóng giận, không chỉ có giết Lâm Nho, mà là liền hắn đều giết đi đây. Hắn trong mắt thỉnh thoảng hướng về tứ phương, hiện tại. Hắn chỉ có thể hy vọng, Liễu Lăng Ma Tôn không muốn sớm như vậy đuổi theo. Tiểu tử, ngươi ngược lại là chạy a? Lâm Nho nhe răng cười, hôm nay nếu để cho ngươi chạy, ta liền là ngươi tôn tử. Tôn tử, Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng. Tự tìm cái chết, Lâm Nho tức giận không thôi, hận không thể đem Tiêu Phàm tháo thành tám khối, đợi chút nữa ta sẽ đem ngươi thịt từng khối cắt bỏ cho chó ăn, đến lúc đó nhìn ngươi có còn hay không là như thế mạnh miệng. Dứt lời, Lâm Nho nhẹ nhàng phất tay,
trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Liễu Lăng Tịnh Thổ trừ bỏ dị ma bên ngoài, chính là hắn Lâm gia địa bàn, nếu là dạng này đều giết không chết Tiêu Phàm, vậy hắn về sau cũng không cần lăn lộn. Bị một cái ngoại lai tiểu tử cắt rơi tu vi, cái này đã không chỉ có là cá nhân hắn nhục nhã, đối với Lâm gia mà nói, cũng là một loại sỉ nhục. Thập đại gia tộc, há có thể chịu nhục, bên thì đánh nhau, bên thì rút lui. Tiêu Phàm cho cửu U Ma Toan truyền âm, xòe bàn tay ra, Tu La kiếm lập tức xuất hiện ở trong tay. Đột phá thánh đế cảnh hậu kỳ về sau, hắn còn chưa trải qua bất luận cái gì thực chất tính chiến đấu, hiện tại trận chiến đấu này, cũng coi là đối với hắn một lần ma luyện. Chỉ là cái này trận ma luyện, vô cùng có khả năng để bọn hắn mất đi tính mệnh. Dù sao, Lâm Nho mang tới một đám người, có thể không chỉ có thánh đế cảnh, còn có hai cái hạ phẩm thánh tôn. Tiêu Phàm cũng không thể không cảm thán, Lâm gia không hổ là 10 đại gia tộc một trong, nội tình xa không phải thái cổ thần giới tu sĩ có thể so sánh. Chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa, Tiêu Phàm hai người tập trung vào một cái phương hướng, nộ oanh mà ra, quản ngươi cái gì thánh đế cảnh hay là thánh tôn cảnh. Hiện tại, hai người bọn họ chỉ muốn giết ra khỏi trùng vây. Phốc suy một tiếng, Lâm gia một cái thánh đế cảnh đỉnh phong tu sĩ, trực tiếp bị Tiêu Phàm một kiếm chém giết, huyết kiếm bay vụt, hư không đều bị nhuộm thành huyết sắc. Tiêu Phàm đột phá thánh đế cảnh hậu kỳ, đừng nói bình thường thánh đế cảnh đỉnh phong, liền là bình thường bán bộ thánh tôn cảnh, đoán chừng cũng không phải là đối thủ của hắn, chỉ có bị tàn sát phần. Những người này, nếu như không có hai cái kia hạ phẩm thánh tôn mà nói, Tiêu Phàm cùng cửu U Ma Toan hoàn toàn không cần đào tẩu. Thậm chí, nếu như chỉ có một cái hạ phẩm thánh tôn, hai người bọn họ đều có thể giết chết. Nhưng là hai cái, liền hết sức khó khăn, bọn họ hợp lực giết chết một cái về sau, một cái khác liền có thể dễ như trở bàn tay diệt sạch bọn hắn. Hỗn độn trảm thiên kiếm, Tiêu Phàm xuất kiếm rất nhanh, giờ khắc này hắn đã phát huy ra toàn bộ lực lượng, đồng thời trưởng trung thiên địa thi triển, mấy cái bán bộ thánh đế cảnh đều bị hắn bao phủ ở bên trong, kém chút nghiền sát. Các ngươi ngăn chặn cái kia nghiệt xúc, dừng kéo dài bình, hai người các ngươi theo ta làm thịt hắn. Lâm Nho sát tâm nổi lên. Ở nhìn thấy Tiêu Phàm cường thế như vậy về sau, hắn lại cũng không có tra tấn Tiêu Phàm tâm tư, chỉ muốn sớm chút giết hắn. Thật sự là Tiêu Phàm thực lực quá làm cho hắn kinh ngạc, vượt qua hai cái tiểu cảnh giới chiến đấu, đây chính là tuyệt thế thiên tài a. Thậm chí hắn nội tâm còn có chút hoảng hốt, ở hắn ấn tượng về sau, chỉ có Lâm Thiên cảnh bọn họ cấp độ kia tuyệt thế thiên kiêu, mới có thể tùy tiện vượt qua hai cái tiểu cảnh giới giết người. Hiện tại, Tiêu Phàm vậy mà cũng có thể làm đến, cái này khiến hắn làm sao không sợ hãi. Tiêu Phàm bây giờ còn chỉ là thánh đế cảnh hậu kỳ mà thôi, vạn nhất hắn đột phá thánh đế cảnh đỉnh phong, thậm chí thánh tôn cảnh đây. Nói xong, Lâm Nho cùng hai cái kia hạ phẩm thánh tôn bỗng nhiên vây quanh Tiêu Phàm, ba người xuất thủ lưu tình, muốn nhất kích tất sát. Kinh khủng nguyên lực phun trào, dị sắc bay vút lên, hình thành từng đạo hủy diệt phong bạo tàn phá bốn phía. Hư không kém chút vỡ nát, dường như tận thế cảnh. Tiêu Phàm nhục thân dĩ nhiên cường đại, nhưng lại làm sao có thể đối mặt nhiều địch nhân như vậy mà thật chém giết hạ phẩm thánh tôn đây. Lấy hắn thực lực bây giờ, ứng phó một đám bán bộ thánh tôn cảnh đã không tệ, như thế nào thánh tôn cảnh địch. Trước đó chém giết nhất tinh ma tôn, là hắn toàn lực bạo phát xuống mới làm được, hơn nữa bản thân cũng cơ hồ mất đi sức chiến đấu. Tiêu Phàm chỗ nào dám cùng bọn họ liều mạng. Chân hắn dẫm nghịch long đăng thiên bộ nhanh chóng né tránh, hiểm mà hiểm tránh thoát ba người bọn họ công kích, nhưng sắc mặt của hắn cũng hiện ra một tia hồng nhuận phơn phớt. Vừa mới thôi động hai cái nguyên tuyền, với hắn mà nói, cũng là một loại không nhỏ gánh vác. Vẫn là thái cổ phân thân tốt, có linh hồn bản thể điều khiển, chỉ cần tiêu hao cực phẩm nguyên tinh cùng linh hồn chi lực. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Lâm Nho ba người lại cực tốc đuổi theo. Bọn họ căn bản không cho Tiêu Phàm bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Lâm Nho ở thái cổ thần giới liền hận không giết được Tiêu Phàm, chỉ là bởi vì kiêng kỵ Tà Vũ, cho nên chậm chạp chưa từng động thủ. Nếu như Tiêu Phàm chết ở trong động ma, cho dù Tà Vũ cũng không làm gì được hắn. Tiêu Phàm vẫn không có sử dụng thái cổ phân thân, dựa vào thực lực bản thân né tránh, chỉ chốc lát sau, sắc mặt của hắn cũng có chút tái nhợt, đây là nguyên lực tiêu hao nghiêm trọng thể hiện. Hắn trong mắt bên trong sát quang lấp lóe,
hận không thể lập tức giết chết Lâm Nho. Cũng không phải là hắn không có đầy đủ thực lực giết chết Lâm Nho, mà là hắn kiêng kỵ Lâm Nho sau lưng Lâm gia, nếu như mượn danh nghĩa dị ma tay giết hắn, đó là không thể tốt hơn nữa. Thời gian uống cạn nửa chén trà về sau, Tiêu Phàm nguyên lực tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, nhìn qua đã có chút lung lay sắp đổ. Hắn có 3 cái nguyên tuyền, khôi phục nguyên lực tốc độ dĩ nhiên rất nhanh, nếu như đơn đả độc đấu, cơ bản không có hao hết nguyên lực thời điểm. Nhưng là bây giờ, đối mặt 2 cái hạ phẩm thánh tôn, 1 cái bán bộ thánh tôn, Tiêu Phàm có thể sống đến bây giờ, đã 10 điểm khó được. Sốt cục, Tiêu Phàm chống đỡ không nổi, bị Lâm Nho một quyền oanh trúng ngực, trong cơ thể hắn khí huyết sôi trào, một đạo huyết kiếm phun ra. Chỉ đến như thế, bản tôn nhường ngươi sống đến bây giờ, ngươi hẳn là đốt hương bái Phật cảm kích. Lâm Nho nhe răng cười một tiếng, lại là một quyền nộ oanh mà tới. Lâm Nho, nếu không ta coi cho ngươi một quẻ. Tiêu Phàm mượn nhờ Lâm Nho lực lượng nhanh chóng lùi về phía sau, khóe miệng hiện lên một vòng nụ cười tà dị, ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen, hôm nay hẳn phải chết. Đồ chán sống, Lâm Nho khó thở, khí tức trên thân càng hung mãnh hơn. Lui, Tiêu Phàm không để ý đến Lâm Nho, mà là cho cửu U Ma Toan truyền âm, ngay sau đó liền bú sữa mẹ khí lực đều lấy ra, nhanh chóng hướng về chân trời đào tẩu. Ngươi trốn không thoát đâu, Lâm Nho cười lạnh, hôm nay, Tiêu Phàm hắn giết định. Tiêu Phàm lại là không để ý đến, mà là nhìn chằm chằm phía trước chân trời, tựa như đang đợi cái gì. Không sai biệt lắm 10 cái hô hấp về sau, Tiêu Phàm cùng cửu U Ma Toan bỗng nhiên chuyển biến, hất ra Lâm Nho bọn họ truy sát, hướng về một phương hướng khác nộ xạ đi, cơ hồ là đang thiêu đốt sinh mệnh tiềm năng. Lâm Nho thấy thế, sát ý càng ngày càng hừng hực lên, nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng tàn nhẫn, hắn thấy, Tiêu Phàm đã đạt đến cực hạn. Chỉ là sau một khắc, cái kia nụ cười lại là ngưng kết trên mặt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 186.